Thế nhưng là đúng vào lúc này, Trác Phàm hai người còn chưa đi xa, nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang đột nhiên phát ra, cả vùng đều tại ngăn không được động đất rung động, một cái dài chừng 10 trượng hư huyễn mãng xà đúng là đột nhiên từ dưới đất bốc lên đi ra, phẫn nộ kêu gào tiểu tử thúi, lần này ngươi không ngờ hủy bổn tọa thân thể, lão phu nhất định muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi không thể. Không tốt, là xà trưởng lão thần hồn. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Kim Bất Hoán không khỏi hét to lớn tiếng, thần chiếu cảnh tu giả cho dù thân thể lực lượng mạnh hơn, nhưng ở thần hồn lên cũng là vô luận như thế nào, không làm gì được hóa hư cao thủ a. Hỏng bét, cái này chúng ta xong đời. Kim Bất Hoán bốn người mục đích hiện kinh khủng, cái kia xà trưởng lão cũng là ngăn không được gian cười ra tiếng, không sai, tiểu tử thúi, ngươi hai lần hủy ta thân thể, đều là đánh lén gây nên, thế nhưng là ngươi một cái thần chiếu cảnh, có thể bắt ta thần hồn như thế nào? Hiu. Thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời, siêu một tiếng vang nhỏ, một cái đỏ thẫm to lớn long chảo đã là đột nhiên từ Trác Phàm thể nội bay ra, một thanh liền đem cái kia con cự mãng hung hăng chộp trong tay. Một, hắn tựa như bị chế trụ vị trí hiểm yếu đồng dạng, rốt cuộc nói không ra lời, mà lại cái kia âm hiểm mắt tam giác bên trong, giờ này khắc này, lại tràn đầy khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là, thần hồn. Làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái thần chiếu cảnh a. Hừ, thường nói, không làm không chết. Đã ngươi cái này thần hồn đều chạy, làm gì lại hiện thân đây? Ha ha ha, thật là mình muốn chết. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm bất chợt tới đến trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Cái kia đỏ thẫm long chảo hung hăng một nắm, ba một tiếng, cái kia con cự mãng liền tại một tiếng thê lương kêu gào bên trong, hoàn toàn bị tan thành phấn vụn, hóa thành cuồn cuộn linh khí, tan đi trong trời đất. Cái kia to lớn long chảo chậm rãi thu hồi, lần nữa trở lại Trác Phàm thể nội, tiếp lấy như người không việc gì giống như, Trác Phàm tiếp tục cùng Lục Vương ra đi về phía trước. Kim Bất Hoán bọn họ thì là lại mắt trợn tròn một lần, da mặt nhịn không được run rẩy. Một mặt si tướng nhìn về phía Trác Phàm cái kia khoan thai tự nhiên bóng lưng, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một vấn đề, thần chiếu cảnh tu giả làm sao lại ngưng tụ ra thần hồn đâu. Ai, thật là một cái quái vật a. Một phương diện khác, một tòa ưu nhã độc đáo giữa hồ tiểu đình bên trong, ngồi đấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, cẩm y hoa quan, toàn thân cao thấp linh lang đầy dẫy đồ trang sức, không nói ra ung dung hoa quý. Chỉ bất quá hắn cái kia tà dị thiếu dung, lại luôn mang theo một bộ lỗ mãng chi sắc, riêng là nhìn về phía đối diện nữ tử kia ánh mắt, tràn đầy dâm tà. Mà nữ tử kia, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt như nguyệt, sáng ngời mà thanh tịnh. Chính là khó được mỹ nhân bại hoại, chỉ là giữa lông mày mây đen, một mực ngưng tụ không tan, lại chính là Huyền Nhung binh mã đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn hòn ngọc quý trên tay, Thác Bạt Liên Nhi không thể nghi ngờ. Chung quanh bọn họ, là từng cái vừa múa vừa hát đáng yêu nữ tử. Trong tai truyền đến từng tiếng thổi kéo đàn hát, tạ âm, trong mắt chỗ qua là từng đạo mỹ kiều nương tịnh lệ dáng múa, oanh ca yến hót, Liên Nhi khẽ cắn môi son, bất giác có chút khẩn trương. Đối diện tên nam tử kia, thì là mang theo một mặt cười xấu xa, thỉnh thoảng tại xuyên thẳng qua ở giữa mỹ nữ eo trước sờ lên một cái, hoặc là nhẹ mở tôn miệng, để từng đôi non mềm tay nhỏ, tự mình đem lột ra thịt quả đưa vào bên trong miệng, có thậm chí trực tiếp miệng miệng đưa tiễn mà vào. Mỗi khi lúc này, nam tử kia liền sẽ nhịn không được lại phát ra một tiếng tùy tiện cười như điên, dâm đáng không chịu nổi. Liên Nhi nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng chán ghét. Nhưng lại lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Liên Nhi tựa hồ hạ rất lớn dũng khí giống như, cuối cùng mở miệng, Thái tử điện hạ, không biết ngài như thế nào mới bằng lòng thả ra huynh. Thả hắn. Lông mày nhíu lại, nam tử kia không khỏi khẽ cười một tiếng, trêu đùa trước mắt bao người, đánh bản thái tử nhất quyền, mục đích vô tôn lên, há có như thế xem thường thả đạo lý. Song quyền nhịn không được chăm chú nắm nắm, Liên Nhi khẽ cắn môi son. Thì thào lên tiếng, gia huynh tùy ý xuất thủ đánh nhau điện hạ, thật là gia huynh không đúng, nhưng đó cũng là hắn hộ muội sốt ruột gây nên, tất cả mọi thứ đều là Liên Nhi chi sai. Nhìn điện hạ xem ở chúng ta Thác Bạt gia tộc vì Huyền Nhung cúc cung tận tụy, chinh chiến cả đời phân thượng, buông tha gia huynh lần này đi. Liên Nhi vĩnh viễn, đều quên không điện hạ đại ân đại đức. Há, vĩnh viễn. Nghi đầu bất giác nhếch lên, thái tử thật sâu dò xét một phen Liên Nhi cái kia thướt tha bóng người. Bất giác nhất thời dâm cười ra tiếng, nhào tới, không cần vĩnh viễn, chỉ cần ngươi đời này kiếp này hầu hạ tốt bản điện, thì đầy đủ,
hắc hắc hắc. Không muốn, điện hạ. Nhìn đến cái kia thái tử giống như là con sói đói đánh tới, đầy mắt sâm quang, Liên Nhi bất giác giật mình, vội vàng hướng sau vừa lui, tránh thoát đi, mới lại nơm nớp lo sợ thật sâu vừa làm vái chào, nhỏ giọng nói, xin lỗi, điện hạ xin tự trọng. Phốc mỹ nhân, phốc cái hư không, cái kia thái tử nhất thời có chút tẻ nhạt vô vị, sắc mặt phạch một cái thì trầm xuống, lạnh lùng nói, Thác Bạt Liên Nhi, người khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần, bản điện có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc phận. Các ngươi Thác Bạt nhà trước kia có lẽ xem như đế quốc trụ cột vững vàng, nhưng từ khi 8 năm trước chiến bại, đế quốc tổn thất nặng nề về sau, các ngươi cũng là đế quốc tội nhân. Phụ hoàng ta không có đem Thác Bạt Thiết Sơn lão gia hỏa này giáng thành thứ dân, mà chỉ là miễn nguyên soái chức vụ, xuống làm thủ thành đại tướng, đã là cảm niệm hắn ngày xưa chi công. Mà lại trong này, cũng nhờ có bản thái tử thay các ngươi cầu tình, không phải vậy các ngươi sớm mẹ hắn muốn khám nhà diệt tộc. Cắn chặt môi, Liên Nhi không nói gì, chỉ là thật sâu cúi đầu. Nhưng là các ngươi đâu? Hừ hừ hừ. Bất giác cười lạnh, thái tử tiếp tục mắng, vong ân phụ nghĩa đồ vật, lão tử tự mình đến cửa đề thân, Thác Bạt Thiết Sơn lão gia hỏa kia cũng dám cự tuyệt bản điện hảo ý. Sau đó hắn lại đột nhiên đến nhà đến thăm đáp ứng, ta coi là lão già này rốt cục khai khiếu, nhưng ai biết về sau mới hiểu được, hắn đây là lánh nạn. Cái kia xà trưởng lão tại Thiên Vũ đại chiến bên trong, từ lâu nhìn chúng ngươi, hắn thần hồn cũng bị bọn họ tông môn chuộc về, cho nên lão gia hỏa kia mới muốn mượn bản điện tên tuổi, trấn trụ cái kia xà trưởng lão, để hắn đừng làm loạn. Dù sao cũng là ngươi là bản điện tương lai thái tử phi, lão gia hỏa kia một cái tông môn tội nhân, cho dù là hóa hư cao thủ, lại sao dám đối hoàng thất gia quyến làm ẩu. Thân thể khẽ run, Liên Nhi một mực cúi đầu, không ra một lời, dường như ngầm thừa nhận. Thái tử chậm rãi đi đến trước người nàng, sắc mặt càng phát ra âm trầm, các ngươi cầm bản điện làm bia đỡ đạn, điểm này bản điện cũng liền nhận, chỉ cần ngươi thành là bản điện người, lão gia hỏa kia xác thực không có tư cách lại đụng ngươi. Nhưng là các ngươi làm đến quá phận, đã làm kỹ nữ, lại lập đền thờ. Một phương diện nói ngươi đã là bản điện phi tử, một phương diện lại chậm chạp không làm hôn sự, cứ như vậy kéo lấy, khẽ kéo cũng là 7-8 năm, các ngươi làm bản điện là oan đại đầu à, như thế bị các ngươi trêu đùa. Thật xin lỗi, thái tử điện hạ, đầu bất giác co lại, Liên Nhi nhìn không được lại lui về phía sau hai bước, trong mắt đã là chảy ra nước mắt. Lạnh lùng nhìn nàng kia xinh đẹp dung nhan, thái tử chậm rãi xoa nàng cái kia quang nộn trắng noãn gương mặt, nhìn nàng kia không ngừng run rẩy thân thể, trong mắt một lộ ra trần trụi dục vọng ánh sáng, hét lớn lên tiếng, bản điện không cần ngươi xin lỗi, bản điện chỉ muốn ngươi người. Nói, thái tử đã là bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy nàng thân thể mềm mại, ý đồ mạnh tới. Không muốn, thái tử điện hạ. Liên Nhi thì là một trận giãy giụa, khàn giọng giống to. Cuối cùng bất đắc dĩ, cuối cùng tụ lên toàn thân nguyên lực, bỗng nhiên đẩy. Đụng một tiếng, liền đem cái kia thái tử đẩy đi ra, còn đụng gãy bốn cái thạch trụ, thẳng đau đến hắn nhe răng trợn mắt, một trận kêu gào. Nghĩ đến cái kia thái tử cẩm y ngọc phục, ngày thường linh đan rượu dược cũng ăn không ít, dù nói thế nào cũng là thiên huyền đỉnh phong cao thủ, hôm nay lại bị một cái thiên huyền bát trọng cô nương cho đẩy té xuống đất, lại chính là ngày thường hoang dâm vô độ. Bị hút khô người, đã sớm không phụ tu vi bản thân thực lực. Hắn dường như cùng Trác Phàm quái vật kia vừa vặn ngược lại, Trác Phàm thực lực vượt xa mặt ngoài tu vi, nhưng hắn thực lực lại là xa xa thấp tại mặt ngoài tu vi, lại là liền một số công tử bột cũng không bằng. Giãy giụa lấy toàn thân đau nhức thân thể, thăm thẳm đứng lên, thái tử mặt giận dữ, hung hăng nhìn chăm chú về phía Liên Nhi chỗ đó, tức giận tới mức run rẩy, ngươi! Ngươi! Thái tử điện hạ, ta! Ta không phải cố ý, Liên Nhi cũng là một trận lo lắng, gấp sắp khóc đi ra. Từng ngụm thở hổn hển, thái tử một mặt không phục, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thế nhưng là ta đường đường chính chính đính hôn thái tử phi, cùng bình thường những cái kiệu oanh oanh yến yến hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là 8 năm qua, chúng ta không có hoàn thành đại hôn cũng liền thôi, bản điện thậm chí ngay cả tay ngươi đều không dắt qua. Nhật Bản này điện vừa định theo ngươi thân cận một chút, liền bị ca ngươi cho đánh. Hôm nay ngươi lại như thế. Phải biết, ngươi thế nhưng là bản điện thái tử phi a, chẳng lẽ bản điện trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Ách, không, không phải, thái tử điện hạ, ngài nghe ta nói. Không cần phải nói. Hung hăng khoát tay chặn lại, thái tử mặt giận dữ, hét lớn lên tiếng, người tới,
cho ta đem cái kia Thác Bạt Lưu Phong dẫn tới. Vâng. Thái tử ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người tuân mệnh đi xách người. Chỉ chốc lát sau, một đội nhân mã đã là cột một cái quen thuộc bóng người đi tới nơi này tiểu đình ở giữa. Tuy nhiên người kia lúc này đã là mặt mũi bầm dập, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng là vẫn như cũ có thể lờ mờ phân biệt ra đến, hắn cũng là đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn con một, Thác Bạt Lưu Phong. Chỉ bất quá lúc này, cái này thiếu soái cũng là bị sửa chữa đến quá thê thảm một chút, cũng không còn năm đó anh vĩ. Ca. Liên Nhi nhìn lấy cái kia rất rõ ràng là tại thái tử phủ bị cực hình đại ca bộ dáng, không khỏi trong lòng đau xót, nhìn không được hét to lớn tiếng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thác Bạt Lưu Phong nhìn đến muội muội, cũng là cả kinh, khàn giọng liệt phế nói, muội muội, ngươi tới nơi này làm gì, còn không mau đi. Hừ hừ, nàng còn có thể là tới làm gì, đương nhiên là đi cầu tình. Không khỏi cười lạnh, thái tử một mặt hí ngực nhìn về phía hắn, đánh hoàng thất nhân viên quan trọng, dĩ hạ phạm thượng, đây là tử tội. Bây giờ đầy triều văn võ, chỉ cần bản điện không hé miệng, miễn việc này, người nào cầu tình đều không dùng. Thậm chí, bản điện có thể để các ngươi Thác Bạt nhà, triệt để theo Khuyển Nhung xóa tên. Ha ha ha, Thác Bạt Lưu Phong, người người đều nói người anh minh thần võ, thiếu soái phong phạm, làm sao khi đó thì như thế xúc động, dám đánh bản điện đâu. Phải biết, người khi đó nhất quyền, thế nhưng là trực tiếp đem bọn ngươi toàn bộ Thác Bạt nhà tương lai tất cả đều nện vào đi a. Thân thể nhịn không được chấn động, Thác Bạt Lưu Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, thái tử gia, vốn là thuộc hạ không có ý mạo phạm, nhưng ngài thực sự quá phận, còn muốn cưỡng chiếm xá muội. Cái gì cưỡng chiếm, nàng vốn chính là bản điện thái tử phi, người cái này anh vợ mù quản cái gì nhàn sự. Hừ, không khỏi lạnh hừ một tiếng, thái tử lúc này đánh gãy hắn nói tiếp. Ngược lại nhìn về phía một bên Liên Nhi, cười ta nói, Liên Nhi, ngươi là bản điện phi tử, chỉ cần ngươi hôm nay chịu lưu lại thực hiện một cái phi tử cái kia có trách nhiệm. Ha ha ha, vậy bổn điện thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả cái này anh vợ nhất mệnh. Mà lại từ nay về sau, chờ bản điện đăng cơ ngồi phía trên, Thác Bạt nhà nhất định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, lại hiện ra ngày xưa huy hoàng. Thế nhưng là ngươi nếu không nguyện lời nói, hừ hừ, cười lạnh. Thái tử lúc này uy hiếp nói, không chỉ là ngươi đại ca mất mạng, liền cha ngươi, còn có ngươi nuôi trong nhà cái kia 8 cái nô tài, cũng tất cả đều muốn đi theo chôn cùng. Bản điện cam đoan, các ngươi Thác Bạt nhà, sau này liền con chó đều chết hết. Thân thể bất giác chấn động mạnh một cái, Liên Nhi trong lòng hoảng sợ, trên mặt đã là hoàn toàn trắng bệch chi sắc. Thác Bạt Lưu Phong nghe, trong lòng bất giác hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to lên tiếng, thái tử, có loại hướng ta tới. Khác liên lụy người nhà của ta. Liên Nhi, ngươi đừng nghe hắn lời nói dối, ngàn vạn không thể đáp ứng hắn, lúc đó hủy ngươi cả đời. Ta cùng phụ thân, đều tuyệt sẽ không đồng ý ngươi gả cho loại người này. Đại ca tốt, đừng nói. Thế mà, trầm ngâm một hồi lâu về sau, Liên Nhi cuối cùng hét lớn một tiếng, tựa như mất đi toàn thân chỗ có sức lực giống như, lẩm bẩm nói, thái tử điện hạ, thả ta đại ca a, ta cái gì đều tùy ngươi. Nghe được lời này, thái tử khóe miệng xẹt qua một đạo hài lòng đường cong, Thác Bạt Lưu Phong thì là khàn cả giọng hét lớn âm thanh, không. Chỉ có Liên Nhi, trước mắt trượt xuống một khỏa óng ánh nước mắt, trong mắt trống rỗng một mảnh, dường như đã tuyệt vọng. Điện hạ, Lục Phương ra đến, còn mang theo một cái lạ lẫm người trẻ tuổi, yêu cầu gặp điện hạ. Đột nhiên, một tên thị vệ bỗng dưng đi vào thái tử trước người, khom người bẩm báo. Khẽ chau mày, thái tử không kiên nhẫn khoát khoát tay. Căm ghét nói, cái kia thiếu sợi dây lão Lục, lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác tại lúc này đến, không có gặp hay không, để hắn có bao xa lăn bao xa, hôm nay thế nhưng là bản điện ngày vui, khác quét bản điện hào hứng. Đúng, cái kia thuộc hạ như vậy hồi Lục Phương ra. Thật sâu cúi đầu, tên thị vệ kia lập tức rời đi nơi này. Thái tử thì là một mặt hưng phấn mà đi vào Liên Nhi trước mặt, trong mắt dâm quang bắn ra bốn phía. Nhìn lên trước mặt cái này xinh đẹp dáng người, hai tay run rẩy xoa nàng đầu vai, chảy ngụm nước nói, Liên Nhi, hôm nay bản điện thì muốn lấy được ngươi, đây chính là thiên đại hỷ sự a, ha ha ha. Vậy anh của ta, trên mặt một mảnh ngốc trệ, Liên Nhi thì thào lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, thái tử thờ ơ khoát khoát tay, yên tâm, chúng ta làm xong việc về sau, hắn cũng là bản điện chính thức anh vợ, bản điện há có thể lại làm khó hắn. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Liên Nhi một mặt tuyệt vọng gật đầu, trong mắt sớm đã không có sinh cơ, Thác Bạt Lưu Phong thì là nhìn đến khóe mắt, khuất nhục chôn xuống đầu hắn. Nghĩ hắn đường đường nam nhi bảy thước, thế mà ngay cả mình muội tử đều bảo hộ không, quả thực cũng là sỉ nhục. Oanh! Thế mà, đúng lúc này, nhưng ngửi một tiếng ầm ầm nổ vang tuôn ra, toàn bộ thái tử phủ đều đang không ngừng rung động. Thái tử bất giác giật mình, hét lớn lên tiếng, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiu! Một đạo tiếng xé gió vang, một tên thị vệ vội vàng hấp tấp bay tới, một mặt lo lắng nói, thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, Lục Vương gia mang theo người trẻ tuổi kia, một đường đánh vào đến. Cái gì, lão Lục hắn đây là muốn tạo phản a, lại dám đánh vào bản điện môn đình. Không khỏi sững sờ, thái tử lúc này tức hổn hển nói, vậy ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không mau dẫn người đi đem bọn hắn cầm xuống. Bản điện muốn đem thằng danh con này cột lên đại điện, để phụ hoàng tự mình xử trí. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, bình thường phụ hoàng đối với hắn thực sự quá cưng chiều, cái này trực tiếp lật trời a, liền thái tử phủ cũng dám đánh. Khóe miệng không khỏi co lại, tên thị vệ kia mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, khởi bẩm thái tử điện hạ, Lục Vương gia mang đến người kia thực sự quá lợi hại, đừng nói là bắt, chúng ta căn bản ngăn không được hắn a. Đi lên huynh đệ, cũng không có một cái nào có thể còn sống trở về. Thuộc hạ liều mạng trở về cùng ngài báo tin, cũng là nhìn điện hạ tranh thủ thời gian rút lui, bọn họ lập tức liền muốn đánh tới. Oanh! Thế mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, nhưng nghe một tiếng ngút trời tiếng vang đã là bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên, cuồn cuộn cuồng phong không ngừng bao phủ, nổi lên đầy trời cát bụi. Chờ cát bụi hạ xuống về sau, hai đạo nam tử bóng người, mới dương dương tự đắc theo cái kia trong một mảnh phế tích đi tới, còn một trận chuyện trò vui vẻ. Không có chút nào bởi vì đây là thái tử phủ, thì có nhiều cẩn thận giống như. Lục Vương gia, là cái phương hướng này đi. Yên tâm đi, Trác tiên sinh, tuyệt đối là cái phương hướng này, không có sai. Lần trước ta tại thái tử phủ nhìn thấy cái kia quái giống như, cũng là ở chỗ này phát sinh, tĩnh ba đầm nước. Lục Vương gia một bên phía trước dẫn đường, một bên hì hì cười nói, đây chính là một chỗ kỳ cảnh a, ta lần trước muốn cái viện này, đại ca cũng là không cho. Liền phụ hoàng đều giúp đỡ hắn, nói là thái tử phủ trọng địa, há có thể tùy tiện ban cho thân vương, tại lễ không hợp. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cũng một mặt tán đồng nói, xác thực, đây cũng không phải là một cái viện vấn đề, chính là thái tử danh hào vấn đề. Nếu là tùy tiện đem thái tử đồ vật chuyển ban thưởng người khác, há không phải là muốn phế thái tử đồng dạng. Cho nên Khuyển Nhung hoàng đế coi như đau nữa ngươi, cũng không có khả năng làm như thế chuyện hoang đường, ảnh hưởng quốc gia ổn định. Trác tiên sinh nói có lý. Lục Vương gia cũng là gật gật đầu, nhưng là rất nhanh lại là sững sờ, thế nhưng là chúng ta mạnh như vậy xông tới, có thể hay không cũng đối đại ca danh vọng không tốt. Dù nói thế nào, hắn cũng là thái tử, liền viện tử cũng không thể cho người ta, chúng ta hủy hắn viện tử, cái này. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, cái này ăn thua gì đến chuyện của ta. Không khỏi khẽ giật mình. Lục Vương gia lại thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, nhất thời đầy mắt chấm nhỏ tán thưởng lên tiếng, khốc. Kết quả là, hai người một trước một sau, chậm chậm đi tới nơi này cái đỉnh nhỏ trước, dường như đến du lịch giống như, trái xem phải xem, cũng là không nhìn nơi này chủ nhân. Không nhìn, trần trụi không nhìn. Thái tử nhìn lấy đây hết thảy, khóe miệng giật một cái, nhịn không được mắng to lên tiếng, lão Lục, ngươi làm gì, muốn tạo phản à? Thế mà dẫn người đánh ta thái tử phủ. Ách, không phải đại ca, ta thần tượng đến, ta muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Ngài nơi này không phải có cái thiên hạ khó được kỳ cảnh à, ta dẫn hắn tới xem một chút. Nhìn bà nội ngươi, thái tử đã tức giận đến phổi đều nhanh nổ, hét lớn lên tiếng, nơi này chính là thái tử phủ, cũng bởi vì như thế cái phá lý do, thì hủy bản điện một nửa viện tử, ngươi cũng quá vô pháp vô thiên. Nhưng là đối với lần này gầm thét, Trác Phàm cùng Lục Vương gia lại không một người để ý tới, Trác Phàm vẫn như cũ nhìn chung quanh nơi này hết thảy, chào mày, nơi này cũng không có gì kỳ lạ a, ngươi nói cái kia kỳ cảnh ở đâu? Ngay ở phía trước cái kia trong hồ, tuyệt đối là thiên hạ hiếm có. Trác tiên sinh, lần này ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắc hắc hắc. Lục Vương gia giống một cái tiểu theo đuôi, một mặt cười lấy lòng. Thái tử nhìn lấy hai người, lại là tức giận đến sắp giận sôi lên. Hai tiểu tử này, đều không ai để ý hắn a. Chỉ có Liên Nhi,
nhìn đến Trác Phàm cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây khuôn mặt, nguyên bản đã một mảnh cho tàn ánh mắt, bỗng xuất hiện hào quang, thì thào lên tiếng, Trác Phàm. Ngươi là Trác Phàm. Ngươi là. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm cũng là một mặt kỳ quái nhìn về phía nàng, trong lòng nghi hoặc, ở đâu gặp qua đây, nhìn quen mắt, nhưng rất nhanh liền nhớ tới đến, không sai gật đầu nói a. Thác Bạt Thiết Sơn khuê nữ, Thác Bạt Liên Nhi, đã lâu không gặp, gần nhất có khỏe không? Khóe miệng xẹt qua một đạo nhàn nhạt nụ cười, Thác Bạt Liên Nhi tiếp lấy vừa bất đắc dĩ thở dài, lại là cũng không nói lời nào. Trác Phàm gặp, cũng là thờ ơ nhún nhún vai, sau đó trực tiếp đi tới nơi này bên hồ, lại là cũng không có nhìn nơi này bất kỳ người nào, chỉ là sâu xa nói, xem ra cũng không tốt, bất qua chớ để ý, ta vừa mới chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ai, Lục Phương gia, người nói kỳ quan đang ở đâu? Ai, Trác tiên sinh, ngay tại hồ này bên trong. Lục Phương gia hấp tấp đi tới nơi này đỉnh trước, hướng phía dưới nhất chỉ, Trác Phàm thì là một mặt tìm kiếm nhìn xuống dưới, vẫn như cũng người nào đều không đi nhìn một chút. Liên Nhi gặp này, không cảm giác trong lòng khí khổ. Người này làm sao mỗi lần nhìn thấy đều như vậy, đều như thế không coi ai ra gì. Nhưng là thì là bởi vậy, đại khái để tất cả gặp qua người khác, đều nhớ mãi không quên đi. Liên Nhi nhìn lấy Trác Phàm cái kia thò đầu ra nhìn bộ dáng, trong mắt ít có xuất hiện một tia nhu sắc. Không có chú ý tới chính mình thái tử phi cái này khó được ôn nhu, thái tử lúc này sớm đã là mặt trầm đến cùng than đen một dạng. Toàn thân tức giận tới mức phát run, sau đó nhìn về phía cận thị, lạnh lùng nói, đi đem thái tử phủ cung phụng nhóm đều triệu tập đến, ta muốn để cái này không coi ai ra gì tiểu tử, chết không có chỗ chôn, để hắn nếm thử hủy ta thái tử phủ đại giới. Vâng, người kia khẽ khom người, tiện bí mật rời đi, nhưng là Trác Phàm tựa hồ còn không biết đây hết thảy, vẫn tại đối với cái kia mặt hồ nhìn tới nhìn lui. Chỉ có một bên bị trói gô Thác Bạt Lưu Phong đem hết thảy thu vào mắt. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, chợt giống to lên tiếng, Trác Phàm, thái tử phái người đi mời cao thủ đến, mau dẫn muội tử ta chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn không muốn lại hồi Khuyển Nhung. A, đây cũng là ai vậy? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Trong mắt bất giác giận dữ, thái tử lúc này quay đầu hung tợn trừng mắt về phía Thác Bạt Lưu Phong, sau đó tiến lên một bước, cũng là một chân bay đạp. Nhất thời đem cái kia vốn đã mình đầy thương tích thiếu soái lần nữa đá té xuống đất hừ, dám hướng địch nhân báo tin, đáng chết. Ca, Liên Nhi gặp, không khỏi quính lên, hét to lớn tiếng. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm lần nữa thật sâu nhìn lúc này, đã là mặt mũi bầm dập, không phân rõ nhân dạng Thác Bạt Lưu Phong liếc một chút, trầm ngâm một chút, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu, ca. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia tại Thiên Vũ Trang bức đùa nghịch công tử ca, Thác Bạt Lưu Phong. Ân, hiện tại xác thực so trước kia còn đẹp trai, đều nhanh nhận không ra. Phốc, Lục Phương gia nghe đến, không khỏi nhất thời che miệng cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Trác tiên sinh, người cùng Thác Bạt công tử có thù à, lúc này, người ta chính chán nản đây, còn nói móc người ta. Liên Nhi cũng là hung tợn chừng Trác Phàm liếc một chút, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trước kia trên chiến trường giao thủ qua, chắc là tính toán cửu nhân. Nhưng ân oán cá nhân ngã không có gì. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm hoàn toàn không quan tâm, tiếp lấy lại không tim không phổi nhìn về phía bên hồ, vội vàng nói, Lục Phương gia, người nói cái kia kỳ cảnh ở nơi nào a? Thác Bạt Lưu Phong gặp này, lại là khẩn trương, lần nữa hét lớn, Trác Phàm, thái tử phủ cao thủ như mây, người khác ỷ lại mạnh mà kiêu ngạo, chẳng hề để ý, chờ bọn hắn đến, ngươi liền đi không? Ta chỉ hy vọng, người tại trước khi đi mang đi ta muội muội, trợ nàng thoát đi hố lửa. Mẹ hắn, để ngươi lại nói, để ngươi lại báo tin. Thế mà, Thác Bạt Lưu Phong một phen hảo ngôn nhắc nhở, lại là cũng không có dẫn tới Trác Phàm dù là một chút xíu chú ý, ngược lại là rước lấy thái tử luân phiên nổi giận. Kết quả là, phanh phanh không ngừng bên tai, thái tử một mặt hung thần ác sát, càng không ngừng đạp trên mặt đất đã đang không ngừng thổ huyết Thác Bạt Lưu Phong, lớn tiếng chửi mắng. Trác Phàm thì vẫn là thờ ơ nhìn về phía bên hồ, dường như một cái người ngoài giống như, thong dong tự tại. Liên Nhi không khỏi nhìn đến khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm xin giúp đỡ nói, Trác Phàm, van cầu ngươi mau cứu ta ca a, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Không để ý tới nàng, Trác Phàm vẫn như cũ chăm chú nhìn mặt hồ. Trác Phàm, ta ca là vì đề điểm ngươi mới bị đánh,
ngươi làm sao còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt đã nhanh gấp ra nước mắt đến, Liên Nhi không khỏi mắng to lên tiếng, người đây không phải vong ân phụ nghĩa à. Liếc mắt nhẹ liếc một cái nàng, Trác Phàm không khỏi lạnh lùng lên tiếng, cái gì vong ân phụ nghĩa, ta cần hắn nhắc nhở sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi, sống được không bao lâu. Trác Phàm lời nói mười phần tuyệt tình, để Liên Nhi nhìn đến vừa tức vừa giận, lại là không có cách nào. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn cái kia thái tử, đang không ngừng đối nàng ca ca thi ngược. Đối Lục Vương gia, hồ này xem ra rất bình tĩnh, không có gì quan trọng, người sẽ không phải lại đùa nghịch ta đi. Lần nữa thật sâu nhìn cái kia hồ nước sau một hồi, Trác Phàm vẫn là nhìn không ra cái nguyên do về sau, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn Lục Vương gia chỗ đó. Mà hắn bên tai vẫn là vang dội Thác Bạt Lưu Phong thê thảm kêu khóc, lại là mắt điếc tai ngơ. Nhếch miệng đùa cười một tiếng, Lục Vương gia khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười, hắc hắc hắc. Bộ này kỳ cảnh cần phải có kíp nổ mới có thể hiển hiện. Há, cái gì kíp nổ? Ánh mắt sáng lên, Trác Phàm hỏi. Đưa tay chỉ còn tại thi ngược thái tử chỗ đó, Lục Vương gia không khỏi khẽ cười một tiếng nói, lục phẩm đan dược tài liệu luyện chế, sinh từ chúng ta khuyển nhung hồ lạp nhĩ mạn tuyết sơn tuyết liên tử, đưa nó đầu nhập trong hồ, tự nhiên sẽ có dị tượng phát sinh. Mà loại này tuyết liên tử, hiện tại cũng chỉ có ta đại ca mới có. Thái tử, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm cũng nhìn về phía thái tử cái hướng kia, trong mắt tinh mang lóe lên. Có điều, ngay sau đó, Lục Vương gia lại cau mày nói, ta đại ca người này rất keo kiệt, ngày bình thường sẽ không tùy tiện xuất ra cái kia tuyết liên tử dẫn phát cái này dị tượng, chỉ có phụ hoàng ngày mừng thọ hoặc ngày nghỉ lễ vui mừng thời điểm mới sẽ. Ách, Trác tiên sinh, người muốn làm gì đi? Thế nhưng là, hắn nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã là một ngựa đi đầu, hướng về thái tử chạy đi đâu qua đi, một phát bắt được cái kia đang muốn vung xuống quyền đầu. Không khỏi sững sờ, thái tử quay đầu nhìn qua, thấy là Trác Phàm, lúc này gầm thét, làm gì, muốn cứu cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ đúng hay không? Hừ hừ, cũng đúng, các ngươi vốn là một đám, vừa mới hắn trả thay ngươi báo tin tới. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi cứu hắn, các ngươi có thể yên ổn rời đi. Khoan 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 khoan, không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm đã là lắc lắc đầu, đánh gãy hắn, lạnh nhạt nói, thái tử điện hạ, ngươi coi như đánh chết hắn, cũng là ngươi khuyển nhung chuyện nhà mình. Ta không sẽ quản một chút. Lời vừa nói ra, Liên Nhi nhất thời giận dữ, hung tợn nguyết hắn một cái, lúc trước bởi vì hắn ngăn cản thái tử, mà vừa mới phát lên hy vọng, lại hạ xuống. Nhếch miệng cười một tiếng, thái tử coi là Trác Phàm sợ, không khỏi càng thêm lớn lối nói, hừ hừ hừ. Tiểu tử thúi, bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Hừ hừ, muộn, chờ lát nữa bản điện cung phụng vừa đến, thì để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, ai cũng chạy không. Ừm, đó là nói sau này hãy nói. Không khỏi đình trệ một chút, Trác Phàm sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng yếu ớt, hiện tại ta chỉ muốn ngươi xuất ra tuyết liên tử đến, để ta nhìn ngươi nơi này có cái gì kỳ giống như phát sinh. Tuyết liên tử. Chố mắt nhìn, thái tử thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, không khỏi suy cười ra tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn quan sát hoa yêu này uyển chuyển dáng múa. Ha ha ha, đây là chúng ta khuyển nhung điềm lành chi tượng. Chỉ có chúng ta hoàng tộc mới có tư cách thưởng thức, ngươi còn chưa xứng. Đụng. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm sớm đã là vung tay lên, nắm lấy đầu hắn liền theo đến bên cạnh trong trụ đá, tiếp lấy thêm ra đầu lúc, thái tử cái kia một trương tuấn lãng khuôn mặt, sớm đã đầy mặt huyết sắc, liền hàm răng đều rơi một hàng, trong nháy mắt phượng hoàng rơi xuống đất biến gà rán, bộ dạng còn không bằng mặt đất cái kia vừa mới bị hắn ngược đánh Thác Bạt Lưu Phong đẹp mắt đâu. Không khỏi giật mình. Mọi người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trác Phàm lại đột nhiên hướng thái tử hạ độc thủ như vậy, bất giác đều ngây người. Chậm rãi đem thái tử đầu lấy tới trước mặt, Trác Phàm một mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, tuyết liên tử. Ngươi mơ tưởng, ta người lập tức thì. Đụng, lại là một chút, Trác Phàm hung hăng đem thái tử đầu nện đến trong viên đá, tiếp lấy lại lấy ra đến, trầm ngâm một chút, tiếp tục lại phanh phanh hai tiếng, hướng kiên cục đá cứng bên trong đập hai lần. Lấy thêm ra lúc đến, thái tử đã khuôn mặt biến dạng. Tuyết liên tử, Trác Phàm tiếp tục nói. Ngươi, phanh 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 phanh. Tuyết liên tử, phanh 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 phanh. Trác Phàm từng lần một cầm lấy đầu hắn hướng trên tảng đá đụng, từng lần một quát hỏi lấy. Thái tử cũng coi là đối hoàng thất thân phận tự ngạo tự cường người,
nhưng là tại Trác Phàm cái này liên tiếp không ngừng mà thi ngược dưới, cũng là nhịn không được khóc lên. Tuyết Liên tử. Trác Phàm lần nữa gào thét một tiếng, thế nhưng là thái tử vẫn như cũ không nói lời nào. Trong lòng giận dữ, Trác Phàm thì muốn lần nữa thi bạo, tuy nhiên lại gặp thái tử vội vã khoát khoát tay, chỉ chính mình cái kia đã không có một chiếc răng miệng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Trác Phàm cái này mới phản ứng được, nguyên lai hắn đã không thể nói chuyện. Ngay sau đó, hắn vội vàng chỉ phía đông một tòa lầu cao, hai mắt đẫm lệ hừ hừ lấy. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm lập tức minh bạch hết thảy, nhìn về phía Lục Vương gia nói, hắn là nói Tuyết Liên tử tại cái kia trong lầu A, Lục Vương gia, người biết cái kia Tuyết Liên tử, người đi tìm cho ta đến. Được rồi. Lục Vương gia cười to một tiếng, lúc này rất là vui vẻ hướng cái kia cao ốc chạy tới, không có chút nào ý thức được, là bởi vì hắn đem Trác Phàm dẫn tới, mới đem hắn đại ca hố thành bộ dáng như vậy, tự nhiên cũng không có nửa phần lòng áy náy. Đây chính là cái gọi là hùng hài tử A. Trác Phàm tâm lý thì thào, bất giác khẽ cười một tiếng, tiện tay hất lên, đã là đem bị thương thật nặng thái tử ném sang một bên, thảnh thơi lại trở lại bên hồ, chăm chú nhìn trong hồ hết thảy. Đáng thương nhi cùng Thác Bạt Lưu Phong hai người nhìn lấy đây hết thảy, dĩ nhiên đã hoàn toàn nhìn ngốc. Cái này Trác Phàm thật sự là không xuất thủ, lạnh lùng giống như khối đá lạnh, ai cũng tan không ra. Chỉ khi nào xuất thủ, liền bạo liệt như lửa, ai cũng không thể trêu vào A. Riêng là nhìn lấy thái tử bây giờ như vậy khuôn mặt biến dạng bộ dáng, cho dù là Liên Nhi bọn họ đều có chút vì hắn thương cảm, đây là chọc ai gây người nào, trời rất tại họa bất ngờ, gặp phải như thế tên sát tinh, thủ đoạn này cũng quá độc ác A, chuyên môn chiếu trên mặt người đánh, hắn là có nhiều hận soái ca A. Thế nhưng là rất nhanh, hai người bọn họ liền lại kịp phản ứng, không tốt, gây ra đại họa. Riêng là Thác Bạt Lưu Phong, càng là cứng chắc lấy thân thể đứng dậy, hét lớn, Trác Phàm, người thương thái tử, cũng là toàn bộ Huyền Nhung địch nhân, người mau dẫn lấy muội tử ta rời đi nơi này đi. Không phải vậy Huyền Nhung cao thủ cùng chuyển động, người thì thật trốn không thoát. Liên Nhi quính lên, cũng là nhìn về phía Trác Phàm, tiếp lấy vừa nhìn về phía Thác Bạt Lưu Phong. Trong mắt tràn đầy kiên định, đại ca, nếu không chúng ta cùng phụ thân bọn họ cũng cùng đi A, nơi này đã dung không được chúng ta. Ta đây cũng muốn A, thế nhưng là phụ thân hắn cả đời trung trinh báo quốc, thì dù chết cũng sẽ không phản bội chạy trốn A. Thác Bạt Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài, mi đầu thật sâu nhăn lại. Liên Nhi cũng là mặt hiện vẻ u sầu, phiền não cúi thấp đầu. Nhẹ nhàng liếc hai người bọn họ liếc một chút, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cũ giống như. Bất giác khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, năm đó Độc Cô Chiến Thiên cũng là bởi vì ngu chung mà chết, nói như vậy, hai cái này lão đầu còn thật xem như bạn nối khố A, ha ha ha. Nghe đến hắn lời nói, hai huynh muội liếc nhìn nhau, cũng là tán đồng gật đầu. Hai vị nguyên soái, chỗ lấy một mực thụ thế nhân tôn sùng, trừ bọn họ trăm trận trăm thắng chiến tích bên ngoài, cũng là cái kia thực chất bên trong trung trực, là sẽ không thay đổi. Trác Phàm. Ta cùng phụ thân đều có thể chết, nhưng Liên Nhi nàng một cái nữ hài tuyệt không nên chết ở chỗ này. Cho nên ta mời ngươi lập tức mang nàng đi, cho chúng ta Thác Bạt nhà lưu lại một tia huyết mạch đi. Không, ta còn muốn nhìn nơi này kỳ cảnh đâu. Thác Bạt Lưu Phong mặt hiện chân thành tha thiết, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm thỉnh cầu nói, cũng là bị Trác Phàm lúc này cự tuyệt, mà lại lý do cự tuyệt còn như thế kỳ hoa, không khỏi gương mặt co lại, dở khóc dở cười. Đại ca! Chẳng lẽ nhìn một cái gọi là hoa cỏ khiêu vũ, có thể so tính mạng mình còn chân quý sao? Hoa cỏ khiêu vũ, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, chẳng lẽ cái này kỳ cảnh chỉ là hoa cỏ khiêu vũ sao? Thế nhưng là đúng lúc này, hắn còn không có nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, cười to một tiếng cũng đã đột nhiên vang tận mây xanh ven hồ, ha ha ha. Đại náo thái tử phủ liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi đem chúng ta những lão gia hỏa này mặt mũi, hướng chỗ nào thả. Đang nói, nhưng nghe mấy đạo tiếng xé gió vang, chín đạo khí thế cường đại đã là đột nhiên bao phủ bầu trời, chín đạo thân ảnh già nua cũng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hỏng bét, trấn thủ thái tử phủ chín đại cung phụng đến, bọn họ đều là thần chiếu bát cửu trọng cao thủ, bên trong bốn người vẫn là thần chiếu đỉnh phong cường giả, chúng ta đi không rơi. Bất giác trong lòng hoảng hốt, Thác Bạt Lưu Phong kêu lên sợ hãi. Liên Nhi cũng là đầy mặt ngưng trọng, song quyền bên trong đã là khẩn trương tụ tập đầy ắp mồ hôi, chỉ có Trác Phàm mi đầu vẫn như cũ thật sâu nhíu lại,
mặt hiện nghi ngờ, nhưng cũng không phải là bởi vì cái này chín cái lão đầu, mà chính là cảm giác mình tựa hồ lại tìm nhầm phương hướng. Siêu siêu siêu. Chín cái lão đầu lần lượt rơi xuống, một mặt kiệt ngao nhìn về phía ba người. Bên trong một cái tóc bạc mặt hồng hào, khí thế mạnh nhất lão giả tiến lên một bước, liếc xéo lấy bọn hắn, lạnh lùng nói, hừ, lại dám tại thái tử phủ quấy rối, mấy người các ngươi quả thực không muốn sống. Đúng, thái tử điện hạ người đâu? Ách, trong lòng bất giác trì trệ, Thác Bạt Lưu Phong không nói gì, chỉ là một mặt sốt ruột mà nhìn xem bọn họ, trên ót đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Không nói trước còn lại tám người, chỉ là cái này cầm đầu lão nhân, hắn đã nhìn ra, đó là thần chiếu đỉnh phong, đã nửa chân đạp đến nhập hóa hư cảnh tồn tại a. Có lẽ không ra một hai năm, cũng là đường đường chính chính hóa hư cao thủ, thành vì đế quốc đỉnh phong truyền thuyết, số một số hai cường giả. Đối mặt dạng này cao thủ, ba người bọn họ hôm nay thật sự là có chắp cánh cũng không thể bay. Vừa nghĩ đến đây, Thác Bạt Lưu Phong trong lòng liền nhìn không được than thở. Một trái tim lại sớm đã là chìm vào băng lãnh đáy cốc. Thật không biết lần này Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là hạnh vẫn là bất hạnh. Nói hạnh là bởi vì hắn duyên cớ, cái này thái tử tạm thời không cách nào cưỡng chiếm hắn muội tử, nhưng nếu nói bất hạnh, lại cũng là bởi vì hắn xuất hiện, bọn họ Thác Bạt nhà không lý do liền phạm phải ngược đánh thái tử tội lớn ngập trời, tội cùng tạo phản, lại là không còn có bất luận cái gì đường sống có thể đi. Thác Bạt Liên Nhi tựa hồ cũng minh bạch trong này hung hiểm, hai mắt không tự chủ được nhìn một bên vẫn như cũ ngưng lông mày trầm tư, lại dường như còn không có ý thức được hiện tại tình cảnh nguy hiểm. Trác Phàm liếc một chút, trong lòng một trận ai thán. Lão phu hỏi các ngươi, thái tử điện hạ người đâu? Gặp ba người không có người nào mở miệng, lão giả kia không khỏi lần nữa hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc. Bất giác bỗng nhiên thân thể run lên, Thác Bạt Lưu Phong sắc mặt càng khó. Không biết nên nói như thế nào tốt. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, Thác Bạt Liên Nhi cũng đã một mặt lạnh lùng chỉ cái kia thái tử ngã xuống địa phương, đạm mạc lên tiếng, thái tử ở nơi đó, không biết các ngươi còn có nhận hay không đến. Cái gì, cái kia, đó là thái tử. Không khỏi sững sờ, mọi người cùng nhau hướng cái kia đã ngã trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ nhìn qua, lại là tất cả đều sửng sốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Buổi sáng hôm nay còn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái thái tử ra, giờ này khắc này nhất định thành bộ dáng này. Ánh mắt sưng cùng bánh bao, cái mũi lệch ra đến Thái Bình Dương, mà ngay cả miệng đầy trắng noãn hàm răng cũng tất cả đều không có. Nếu không phải Thác Bạt Liên Nhi xác nhận lời nói, bọn họ còn thật không có ý thức được, đây chính là thái tử ra. Ngây ngốc sững sờ nửa giây, cái kia lão giả cầm đầu mới chợt đến kịp phản ứng, giống to lên tiếng, không sai. Là quá tử khí khí tức. Sao lại thế, làm sao có người dám can đảm, đem thái tử bị thương thành loại này bộ dáng. Quả thực không muốn sống. Bạch, ngập trời nộ khí xông thẳng lên trời, đám kia lão gia hỏa đều là một mặt tức giận nhìn về phía ba người bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói, là các ngươi ai làm. Lão phu cái này đem hắn lột ra mang ra xương, để hắn chết không có chỗ chôn. Bất giác khí tức cùng nhau trì trệ. Thác Bạt Lưu Phong hai người bị chín người này khí thế cường đại áp đến cơ hồ không thở nổi, không khỏi trong lòng hoảng hốt, chỉ có Trác Phàm tựa hồ vẫn là đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong, dường như cùng người không việc gì giống như, không nói một lời. Tốt, các vị cung phụng, đây hết thảy đều do ta mà lên, không làm khác nhân sự, muốn giết cứ giết ta tốt. Chợt đến, Liên Nhi mạnh đỉnh lấy cái kia cỗ uy áp, hét to lớn tiếng. Thác Bạt Lưu Phong giật mình. Không khỏi vội vàng nói, muội muội, ngươi. Tốt, ca. Thế mà, hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, Liên Nhi đã là lớn tiếng đánh gãy hắn, trong mắt ngậm lấy một tia bi thương, cười khổ nói, cái này xác thực tất cả đều là do ta gây nên, cũng không sai. Thiên vũ người thường nói hồng nhan họa thủy, trước kia ta còn không phục, nhưng bây giờ xem như triệt để cảm nhận được. Nếu là không có ta, chúng ta Thác Bạt nhà sao lại bị buộc đến tình cảnh như vậy? Hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng làm do ta mà kết thúc. Liên Nhi lời nói được rất là réo rắt thảm thiết, trong mắt cũng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Thác Bạt Lưu Phong nghe xong, mi đầu mãnh liệt run run, song quyền cũng hung hăng rung động lên, nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào. Hắn hiểu được, Liên Nhi đây là muốn lấy chính mình mệnh lắng lại trận này càn qua, đem tất cả mọi thứ đều tiếp tục chống đỡ. Cho Thác Bạt gia tộc, không, gia tộc đã xong.
nàng chỉ là tại cho chính mình cái này huynh trưởng cùng Trác Phàm hai người, tranh thủ một lần sinh cơ. Muốn hai người bọn họ tạm thời theo cái này chín đại cung phụng thủ hạ lưu đến tánh mạng về sau, lập tức thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, làm là huynh trưởng, lại há có thể làm cho mình muội tử cản ở phía trước. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Thác Bạt Lưu Phong bất chợt tới phải xem hướng Trác Phàm, giận dữ hét: Trác Phàm, ngươi tên vương bát đản này, chính mình xông ra họa, để một nữ nhân vì ngươi đỉnh, ngươi coi như nam nhân sao? Đại ca, Liên Nhi giật mình, vội vã kêu lên, vốn là nàng đã ra mặt kết việc này, vì sao còn phải lại dính dáng đến Trác Phàm? Nhưng là Thác Bạt Lưu Phong trong mắt cũng đầy là kiên định, nhìn lấy Liên Nhi ánh mắt, đều là quyết tuyệt chi sắc. Trọng thương thái tử không là chuyện nhỏ, cùng cấp mưu sát hoàng thất nhân viên quan trọng, là tạo phản chi tội. Dạng này đại tội, tuyệt không thể để Liên Nhi đỉnh, nếu không thì thật một con đường chết. Cũng chỉ có Trác Phàm ra mặt, mới có thể gánh xuống trọng tội, huống hồ đây cũng là hắn tạo thành. Mà cũng liền tại cái này mắng chửi tiếng vang lên về sau, chín vị cung phụng mới cuối cùng chú ý tới Trác Phàm chỗ đó. Lúc trước Trác Phàm một mực không nói lời nào, chín người này đều kém chút mau đưa hắn quên. Nhưng là bây giờ lại xem xét, chín người nhất thời trong lòng run lên. Thần chiếu bát trọng cảnh, cái này thật là tương đương mạnh thực lực a. Ánh mắt khẽ híp một cái kia lão giả cầm đầu nhìn về phía Trác Phàm không khỏi tà dị cười một tiếng, thì ra là thế, người mới là cái kia đại náo thái tử phủ người cái nào. Ha ha ha, vừa mới lão phu gặp nữ oa kia nhận tội, còn kỳ quái đây, lúc trước đi chúng ta chỗ đó báo tin thị vệ, thế nhưng là nói cái kia cường nhân, thái tử phủ không người là đối thủ. Chỉ như vậy một cái tiểu nữ oa, làm sao có thể lợi hại như thế, làm cả thái tử phủ đều thúc thủ vô sách. Bây giờ gặp ngươi cái này thần chiếu bát trọng thực lực, hết thảy thì đều nói thông được. Chúng ta chín cái lão gia hỏa nếu là không xuất thủ lời nói, trong phủ thái tử xác thực còn thật không có người có thể làm sao được ngươi, ha ha ha. Trầm mặc, Trác Phàm một mực không nói gì, vẫn như cũng ngưng lông mày khổ tư. Cái kia người cầm đầu gặp, cho là hắn khiếp đảm, không khỏi càng thêm cười nhạo nói, ha ha ha. Lão phu biết rõ ngươi đại náo thái tử phủ, làm ngươi lớn bao nhiêu đảm lược, nguyên lai chỉ là kém cỏi một cái a. Bất quá cũng khó trách, coi như ngươi là thần chiếu bát trọng cường giả, mặt đối với chúng ta chín người, không một người tại ngươi phía dưới thực lực, ngươi cũng là chắp cánh khó thoát, trong lòng khiếp đảm, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá bước ngoặt nguy hiểm, đẩy một nữ tử đi ra gánh tội thay, lại là quá uất ức a, ha ha ha. Lão nhân kia một tiếng chế giễu, còn lại tám người cũng là một mặt khinh bỉ cười to lên, thế nhưng là Trác Phàm vẫn không có nói chuyện. Dường như hoàn toàn không nghe thấy giống như. Trác tiên sinh, Tuyết Liên tử ta lấy đến. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, một tiếng kinh hỉ gọi tiếng xa xa truyền đến. Lục Phương ra mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, một trận chạy chậm hướng Trác Phàm nơi này chạy tới. Mà Trác Phàm cũng là dường như rốt cục nghe đến giống như, phát ra tiếng vang, lại là cũng không có nhìn cái kia chín cái lão đầu, mà chính là chăm chú nhìn Lục Phương ra cấp tốc chạy tới bóng người. Lớn tiếng thúc giục nói, chờ ngươi nửa ngày, tranh thủ thời gian đến cho ta đem Tuyết Liên tử ném xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia kỳ cảnh là cái quái gì. Ách, tiếng cười nhạo âm im bặt mà dừng, chín cái lão đầu nhìn lấy hai người rốt cục tụ hợp, lại là hoàn toàn không có xem bọn hắn liếc một chút, phối hợp ở bên hồ đem từng viên tuyết bạch liên tử ném tới trong hồ, yên tĩnh quan sát đến mặt hồ động tĩnh, trên đầu một nhân tiện cùng nhau rủ xuống một đầu hắc tuyến. Nha nha cái phi. Đám người lão phu còn coi hắn là dọa sợ, kết quả lại là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt a, thật sự là quá không coi ai ra gì, quả thực buồn cười. Một tiểu tử kia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thần chiếu bát trọng cảnh thực lực, cũng đủ để tại Khuyển Nhung đi ngang. Hôm nay ngươi náo thái tử phủ, lão phu để ngươi dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra. Lục Phương gia, nghe nói cái này kỳ cảnh chỉ là hoa cỏ khiêu vũ. Vậy có phải hay không quá phổ thông? Trác tiên sinh yên tâm, cái này kỳ cảnh vừa định thần kỳ, bao ngươi hài lòng, tuyệt đối là thiên hạ lớn nhất là lạ giống như, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắc hắc hắc. À, vậy ta cứ yên tâm, trước nhìn một cái đi. Lão nhân kia tại Trác Phàm sau lưng chửi mắng, nhưng Trác Phàm lại một mực cùng bên người Lục Vương ra nghiên cứu thảo luận lấy trong hồ kỳ cảnh sự tình, lại là hoàn toàn không có liếc hắn một cái, đem hắn phơi ở một bên. Không nhìn, trần trụi không nhìn. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, lão giả kia tức giận đến phổi đều nhanh nổ,
hét lớn lên tiếng, người tới, cho ta đem cái này trang bức không biết xấu hổ tiểu tử thúi cầm xuống, lão phu muốn xinh xinh bới ra hắn ra. Vâng. Sau lưng tám vị lão giả khẽ khom người, cùng nhau hét lớn, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm chỗ đó tiến lên, khí thế cường đại thẳng tắp đè đi lên, lạnh lẽo sát ý, nhất thời tràn ngập toàn bộ hồ nước. Liên Nhi gặp này, bất giác kinh hãi, vội la lên, Trác Phàm, cẩn thận. Ai ra, bên ngoài sát khí quá nặng, trong hồ đồ vật đều muốn dọa đến không ra. Lục Vương gia cũng là chợt cảm thấy lưng mắt lạnh, bất giác kinh hãi, mang ra. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu đi, lại vừa vặn đối lên đã vào tới trước mặt hắn cái kia tám tên thần chiếu cường giả, giống to lên tiếng, đáng chết lão gia hỏa, đừng làm trở ngại lão tử ngắm cảnh. Hô! Một cỗ cường đại cương phong đột nhiên bao phủ ra, nhất thời liền xuyên qua cái kia tám tên lão giả thân thể. Trong mắt bất giác không còn, cái kia tám tên lão giả còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đã là trong nháy mắt không có khí tức, bịch bịch rơi trên mặt đất, thân thể dần dần cứng ngắc. Không khỏi trong lòng cả kinh, Thác Bạt Lưu Phong cùng Liên Nhi hai người, nhìn lấy đây hết thảy, lại là bỗng dưng ngây người. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà, đúng vào lúc này, lại là một tiếng thanh thúy vang động phát ra, lúc trước cái kia lão giả cầm đầu, lại cũng là nhìn không được hai chân mềm nhũn, nhất thời bịch một chút quỳ trên mặt đất, tóc lộn xộn. Rất rõ ràng là vừa vặn cái kia cỗ cương phong thổi qua gây nên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vô tận hoảng sợ, bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói, không. Không có khả năng, đây là, thần hồn trùng kích, hóa hư cường giả. Không có liếc hắn một cái, Trác Phàm tiếp tục quay đầu đi, nhìn về phía mặt hồ, dường như lúc trước chuyện gì đều không phát sinh giống như, tiếp tục thăm thẳm hỏi, Lục Vương gia, hiện tại không có người quấy rối, cái kia kỳ cảnh rất nhanh sẽ phát sinh đi. Nhanh, Lục Vương gia cũng là gật gật đầu, đùa cười ra tiếng. Hai người dường như thật sự là đến ngắm cảnh giống như, trên mặt một mảnh yên tĩnh, chung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có cái kia Thác Bạt Lưu Phong, Liên Nhi cùng người trưởng lão kia ba người, nhìn lấy Trác Phàm khoan thai tự đắc bóng lưng, lại là lòng tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này, so với trước kia, trở thành càng quái vật đáng sợ a. Thác Bạt Lưu Phong trong lòng ngũ vị tạp trần. Run rẩy nỉ non. Ông. Một phút sau, bình tĩnh mặt hồ bắt đầu dần dần nổi lên gợn sóng. Riêng là những cái kia màu trắng tuyết liên tử trôi nổi chỗ, càng là ừng ực phát lên bọt khí. Mỗi một cái bọt khí phát lên sau nổ tung, cái chỗ kia tuyết liên tử liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, giống như bị nuốt đồng dạng. Từng trận vô hình ba động, cũng tại cái này trên mặt hồ bắt đầu tràn lan lên. Trong mắt bất giác ngưng tụ. Trác Phàm chăm chú nhìn qua, lại chính gặp theo sóng nước khuếch tán, từng cây diễm lệ bông hoa, đúng là theo đáy nước nổi lên, bắt đầu ở trên mặt hồ, đón long lanh ánh sáng mặt trời, hết lần này tới lần khác nhảy múa lên. Một đóa, hai đóa, năm đóa, sáu đóa, sau cùng trọn vẹn 1000 đóa kiểu diễm muốn hoa tươi, xuất hiện tại cái này bình tĩnh trên mặt hồ, tới lui rong chơi lấy nhẹ nhàng dáng múa. Trác Phàm nhìn đến mí mắt khẽ run. Quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía một bên Lục Vương gia. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Lục Vương gia cực kỳ đắc ý, cười nói, thế nào, Trác tiên sinh, đầy đủ kỳ dị a, hắc hắc hắc. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm nhíu mày. Xác thực, nếu là chỉ là một hai đóa hoa tươi có linh tính, chẳng có gì lạ, có thể cùng tự thân chủng loại có quan hệ. Nhưng là trọn vẹn hơn 1000 đóa, đủ loại kiểu dáng hoa cỏ, đều là tại hồ này cơ sở sinh tồn, có linh tính, thì hơi khác thường. Hồ này cơ sở đến tột cùng giấu cái gì, mới có thể xuất hiện như thế dị tượng. Chẳng lẽ nói, nơi này là thiên địa phong huyệt chi địa. Nghĩ như vậy, Trác Phàm vừa nhìn về phía Lục Vương gia hỏi, đúng, ngươi vừa mới nói cái này dị tượng không chỉ là hoa cỏ nhảy múa, còn có khác, đó là cái gì? Hắc hắc hắc, cái kia chính là. Cười thần bí, Lục Vương gia không khỏi hướng Trác Phàm đắc ý nhíu nhíu mày nói, cây khô gặp mùa xuân. Trác tiên sinh nghĩ đến cũng chưa từng thấy qua đi. Khô mộc. Những mày, Trác Phàm trong mắt mang theo hồ nghi. Minh bạch khác ý nghĩ, Lục Vương gia nhất thời nhún nhảy một cái đi vào đã là bị đánh giống như đầu heo thái tử trước người. Chỉ hắn nói, vừa vặn ta cái này đại ca là có sẵn tài liệu, này khô mộc cũng không phải kia khô mộc, ngài nhìn kỹ đi. Nói, Lục Vương gia tay nắm tuyết liên tử, đột nhiên hướng không trung ném đi.
hét lớn lên tiếng, đến ăn đi, Hoa tiên tử. Ầm. Chợt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo phát, cái kia bình tĩnh mặt hồ đúng là bỗng dưng nổ tung lên. Ngay sau đó, liền gặp một đạo vòi rồng nước đột nhiên bay ra, đánh úp về phía cái kia không trung liên tử, đưa chúng nó hoàn toàn cuốn vào, sau đó xoay người lại một cái, lại ầm vang một tiếng cắm nhập bình tĩnh trong mặt hồ, tóe lên một chút óng ánh bọt nước. Thế nhưng là, ngay tại nơi nó đi qua, lại là rơi xuống một mảnh nhàn nhạt kim sắc ánh sáng. Mà tại kim quang này tắm rửa phía dưới, thái tử cái kia đã không nói nên lời đầu heo, đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, liền hàm răng đều trong nháy mắt mọc ra. Cho dù là tại cách đó không xa, cũng không có bị những kim quang này tẩy lễ, chỉ là hơi chút dính vào một chút thác bạt lưu phong, cái kia một thân thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Điều này không khỏi làm Trác Phàm nhìn đến một trận ngạc nhiên, tay sờ lên cằm, tự lẩm bẩm cấp tốc khôi phục chi lực, cùng ta hồi thiên long ngâm không sai biệt lắm, hoặc là hiệu lực càng mạnh. Trác tiên sinh, thế nào, ngạc nhiên đi. Lục Vương ra nhướng mày, đùa cười ra tiếng, thái tử cũng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt khiếp đảm mà nhìn xem Trác Phàm, vội vã lui về phía sau, nhưng cũng không dám lại nói bất luận cái gì một câu. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm không nói hai lời, đạp chân xuống, liền trong nháy mắt đi vào thái tử trước mặt, đụng một tiếng, nắm lấy đầu hắn, liền lần nữa ném tới trên tảng đá, có một lần đem hắn đụng thành cái đầu heo về sau, mới đem hắn ném xuống đất mặc kệ. Vì cái gì, thái tử khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lẫn vào đầy miệng máu tươi cùng lần nữa tận gốc đụng gãy hàm răng nức nở nói, ta không có làm cái gì, cũng không nói gì a, tại sao lại muốn đối ta? Lục Vương gia cũng là rất kỳ quái, nhìn về phía Trác Phàm, một trận không hiểu. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm thản nhiên nói, tại hắn đẩy miệng phun phân trước hết để cho hắn im miệng, lộ ra thanh tịnh điểm. Cái này cũng được a. Lục Vương gia sững sờ, thì thào lên tiếng. Thái tử cũng là khóc mặt, nằm dạp trên mặt đất, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Đúng vậy a, cái này mẹ hắn cũng được a. Chỉ có Thác Bạt Lưu Phong cùng Liên Nhi bọn người, thật sâu nhìn lấy Trác Phàm đạm mạc sắc mặt, không dám phát một câu. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, cũng càng ngày càng tùy hứng. Thái tử điện hạ đây là chọc ai gây người nào, hai lần bị cùng một cái ác ma ngược, mà lại lần thứ hai còn một chút lý do không nói, ai. Cho dù là bọn họ, đều cảm thấy thái tử người này hôm nay khẳng định không xem hoàng lịch, một chút quá nát chút, còn không có đi ra ngoài, liền bị người đánh về đến trong nhà, cuồng đánh hai lần. Không có đi để ý tới trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm chỉ là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào mặt hồ, lại nhìn về phía một bên chết cái kia tám cái thần chiếu cao thủ. Rất rõ ràng, cái này điểm sáng màu vàng óng chỉ có thể cấp tốc liệu thương, so với một số liệu thương đan dược còn mạnh hơn nhiều, lại không có khởi tử hồi sinh công hiệu. Dù sao, nguyên thần đều diệt, bọn gia hỏa này đã chết hẳn, căn bản không có khả năng lại sống lại. Như vậy tiếp đó, chính là muốn tìm kiếm. Cái này điểm sáng màu vàng óng xuất xứ. Nghĩ như vậy, Trác Phàm chậm rãi nâng lên cánh tay phải, phía trên hào quang màu đỏ tại dạng rỡ phát sáng, cho thấy lạnh lẽo la sát chi khí. Kỳ Lân Tý, mở. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm vung cánh tay bàng, hung hăng hướng mặt hồ nện xuống. Oanh! Giống như khai thiên tích địa, Trác Phàm vung vung tay lên phía dưới, đúng là uyển như một thanh trường kiếm ở trên mặt hồ mở ra đồng dạng. Toàn bộ mặt hồ nhất thời liền một phân thành hai. Cuồn cuộn sóng lớn như lao nhanh như dã thú, nổi điên giống như hướng bốn phía sóng to gió lớn lật lên, trong nháy mắt liền vượt lên cao trăm trượng. Mà cái kia đáy hồ hết thảy, cũng rõ ràng đập vào mi mắt. Trác tiên sinh, người đây là làm cái gì? Không khỏi giật mình, Lục Phương ra nhìn lấy cái kia thao thiên cự lãng, bởi vì đại lực chấn động mà bay lên không trung, lại nhìn về phía Trác Phàm, không khỏi nghi nói. Cười lạnh, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ta xem một chút dưới này có đồ vật gì. Căn bản không có cái gì, ai? Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, Lục Phương gia lẩm bẩm nói, từ khi phát hiện cái này một kỳ cảnh về sau, ta đại ca sớm phái người đi xuống dò xét qua, thật không có cái gì. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm chăm chú nhìn phía dưới, lại là một mặt vẻ ngạo nhiên, người khác dò xét cha không được đồ vật, không có nghĩa là ta Trác Phàm không nhìn thấy. Sự tình có khác thường tất là yêu, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nguyên thần bao trùm toàn bộ đáy hồ, chăm chú nhìn phía dưới mỗi một góc rơi,
lại là vẫn như cũ cái gì cũng không có phát hiện. Thật chẳng lẽ không có cái gì? Thế mà, chính làm hắn chính mình cũng nghi hoặc lúc, ông một tiếng vang nhỏ, một đạo cực kỳ nhỏ bé yếu ớt không gian ba động, lại là đột nhiên theo trong khắp ngõ ngách phát ra. Chăm chú hướng cái kia nhìn qua, thế nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ cái gì cũng không thấy được. Ông, cái kia đạo chấn động xuất hiện lần nữa, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, bất chợt tới đến trong mắt ngưng tụ, phải đồng tử bên trong, sáu đạo vầng sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Không minh thần đồng tầng thứ sáu, không vực. Một tiếng vang nhỏ, dường như có đồ vật gì đụng vào trên tường đồng dạng, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, tiện tay đánh một cái búng tay, trước mắt hắn nhất thời chính là một đạo vô hình ba động phát ra, sau đó một chương lớn chừng bàn tay vô hình kết giới, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại cái kia trong kết giới, là một cái ngón tay kích cỡ tương đương người tí hon màu vàng, trên lưng còn một cặp vô hình cánh, đang không ngừng phe phẩy, phát ra ong ong thanh âm. Mà hắn trong tay, còn ôm lấy những cái kia tuyết liên tử, một mặt kinh hoàng nhìn lấy Trác Phàm, trong lòng lo sợ không thôi. A, đây là vật gì a? Lục Phương ra gặp, cũng là một kỳ, nhịn không được đi lên phía trước, như hiếu kỳ bảo bảo giống như cả kinh nói. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, hoa tinh linh, chính là thiên địa kỳ vật, cùng hỏa tinh linh cùng huyết tinh linh không sai biệt lắm, chính là thiên địa sinh trưởng, có phần giàu linh tính. Chỉ bất quá hoa tinh linh thuộc mộc, mộc chính là sinh cơ bừng bừng chi khí, cho nên nó có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Tuy nhiên lúc chiến đấu không cần đến nó, nhưng đem nó đặt tại thân một bên, để phòng cần dùng gấp cũng là không tệ, chí ít so đập đan dược muốn mạnh hơn. Không khỏi nháy mắt mấy cái, Lục Phương ra cái hiểu cái không, nhưng có một chút hắn rõ ràng, thứ này mười phần chân quý. Cái này hoa tinh linh chính là thiên nhiên con cưng, ẩn vào trong tự nhiên. Cho dù thực lực mạnh hơn cao thủ cũng rất khó phát giác, chớ nói chi là bắt được. Bất quá đáng tiếc a, ta không minh thần đồng tầng thứ sáu, không vực, có thể trong hư không chế tạo một cái chính mình kết giới. Chỉ cần xác định phương vị, bố trí xong bẫy dập, tiểu gia hỏa này tả xung hữu đột, cuối cùng đụng vào ta trên họng súng, ha ha ha. Đem cái kia hoa tinh linh lấy đi trong tay, Trác Phàm một mặt tà cười, người nói có đúng hay không, tiểu đông tây. Đầy người uốn éo. Dẫy dụa lấy phải thoát đi, nhưng là không có dùng, Trác Phàm thủ chảo rất chặt, vô luận nó như thế nào vặn vẹo, đều không có cái gì chứng dùng, sau cùng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ chống lại. Oanh! Lúc trước bị đánh bay đến trên trời hồ nước rơi xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang, Trác Phàm lại không tại nhìn nó liếc một chút, chỉ là nắm lấy hoa tinh linh, khoan thai quay người, đi ra ngoài. Lục Phương ra gặp, không khỏi cả kinh nói, Trác tiên sinh, người muốn đi đâu đây? Đi tìm ta muốn tìm địa phương. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm không khỏi vui vẻ nói, Phàm là sinh ra tinh linh địa phương, tất nhiên là linh khí cực độ nồng đậm kỳ cảnh quái chỗ, nhưng là cái này hồ không có gì không nổi, nghĩ đến là cái này hoa tinh linh về sau di chuyển nơi đây. Hiện tại, ta liền để tiểu gia hỏa này dẫn đường, mang ta đi tìm nó lên tiếng cái chỗ kia, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, Lục Phương ra trong lòng không sai, đuổi theo sát, Trác tiên sinh. Ta cũng đi. Thế nhưng là cái kia tinh linh lại là hai tay vòng cánh tay, tức giận nhìn về phía Trác Phàm, mi đầu sâu nhăn, phảng phất tại biểu thị, lão tử tuyệt không phối hợp đồng dạng. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, vẫn rất có cá tính. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia quật cường sắc mặt, lại là chợt mắt trái một đạo màu đen lôi viêm chợt lóe lên, hung ác nói, nhưng có lúc, cá tính là muốn trả giá đắt. Không biết người có hay không chuẩn bị tốt đây, tiểu đông tây. Thân thể lạnh không khỏi run lên, cái kia hoa tinh linh dọa đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng liên tục không ngừng địa điểm lấy tỉ mỉ cái đầu nhỏ, toàn thân cao thấp đều có loại ướt sũng cảm giác, dường như nước tiểu đồng dạng. Vừa mới Trác Phàm chợt lóe lên lôi viêm, thật để nó cảm nhận được, cái gì gọi là hủy diệt khí tức. Ngay sau đó, Trác Phàm liền phiêu hốt nắm lấy tinh linh rời đi nơi này, bên cạnh theo tiểu theo đuôi. Lục Phương ra còn thác bạt Lưu Phong cùng Liên Nhi hai người, Trác Phàm lại là không còn để ý đến bọn họ một chút. Đồng dạng, còn có cái kia sớm đã hoảng sợ nước tiểu thần chiếu đỉnh phong lão giả, giờ này khắc này, lại vẫn quỳ ở nơi đó, không ngừng run rẩy, dường như còn không có theo vừa mới Trác Phàm liếc một chút miểu sát bát đại cao thủ trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần. Hắn, vậy mà tại trước khi đi, đều không liếc lấy ta một cái.
thật sâu nhìn lấy Trác Phàm dần dần biến mất bóng người, Liên Nhi từ vừa mới bắt đầu đau thương, đến hy vọng, lại đến chấn kinh, lại đến đau thương, lại đến chấn kinh, lại đến đau thương. Sau cùng đến bây giờ tức giận, hung hăng cong lên tấm kia bất mãn cái miệng nhỏ nhắn. Thác Bạt Lưu Phong nhìn lấy đây hết thảy, một trận dở khóc dở cười, chặn lại nói, Liên Nhi, nhanh đến cho ta mở trói, mở ra ta phòng ấn. Ách, đại ca tốt. Lúc này, Liên Nhi dường như mới nhớ tới, anh của nàng còn không thể động đây, tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh hắn, đem hắn mở ra, lại dùng tự thân nguyên lực, xông mở hắn phong ấn. Đến tận đây, Thác Bạt Lưu Phong mới rốt cục thu hoạch được tự do. Nhìn hai bên một chút, gặp lão đầu kia còn tại ngây ngốc sững sờ, không có kịp phản ứng, Thác Bạt Lưu Phong chặn lại nói, Liên Nhi, lần này họa thực sự quá lớn, chúng ta nhanh đi về bẩm báo phụ thân. Nếu là có thể lời nói, nhất định muốn lôi kéo phụ thân cùng một chỗ trốn. Đem thái tử phủ dẫm thành dạng này, cũng không phải việc nhỏ a. Ai, Trác Phàm tiểu tử này, một cái đại biến thái, chính mình không quan trọng, khắp nơi gây tai họa, lại là hại khổ chúng ta, muốn lang bạt kỳ hồ, trốn rời quê quán a. Đại ca, người sao có thể nói như vậy? Có chút bất mãn khoét hắn liếc một chút, Liên Nhi nhẹ hừ một tiếng, Chu Mỏ nói. Lần này nếu là không có Trác Phàm xuất hiện lời nói, sợ là chúng ta hai cái đều muốn rơi vào cái kia thái tử chi thủ, về sau kết quả, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Thác Bạt Lưu Phong trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, không sai, tuy nói tiểu tử này đâm trời lỗ thủng lớn, nhưng cũng coi như gián tiếp giúp chúng ta bận bịu, chúng ta coi chừng hoài cảm kích mới là. Bất quá, trước mắt phía dưới, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy a, miễn cho thụ vạ lây. Yên lặng gật gật đầu, Liên Nhi liền cùng Thác Bạt Lưu Phong cùng một chỗ bay lên không trung, rời đi nơi đây. Chỉ để lại cái kia nhanh hoảng sợ lão già điên, vẫn như cũng ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, chưa tỉnh hồn lại. Đại cung phụng, đại cung phụng. Đúng lúc này, một đạo tất dẫn tiếng bước chân vang lên, một tên thái tử phủ thị vệ nhìn hai bên một chút, lại không người đến, mới nơm nớp lo sợ đi vào lão đầu kia trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi lấy. Thế nhưng là lão đầu kia vẫn không có phản ứng. Bất đắc dĩ thở dài, thị vệ kia cuối cùng là hướng về phía lỗ tai hắn, giống to lên tiếng, đại cung phụng, quái vật kia đã đi. Thân thể thình lình chấn động, lão giả kia dường như mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hai bên một chút, không có Trác Phàm bóng người, cuối cùng phun ra một hơi thật dài, cần đứng người lên lúc, lại là chợt cảm thấy dưới thân một cỗ lạnh lẽo cảm giác, rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Cúi đầu xem xét. Ở giữa phía dưới cũng là một bãi ẩm ướt. Phốc, thị vệ kia nhìn không được che miệng cười khẽ một tiếng, lão giả kia gương mặt một đỏ, hung hăng nguýt hắn một cái, hắn mới lại trong lòng cả kinh, đem cười nín trở về. Khụ khụ khụ, tiểu tử kia rời đi sao? Sớm rời đi. Bao lâu? Một phút đi, thị vệ kia khom người đáp. Ánh mắt khẽ híp một cái, lão giả kia gật gật đầu tốt. Nhưng là vì sao ngươi bây giờ mới đến tỉnh lại lão phu? Đó là bởi vì Thác Bạt huynh muội bọn họ. Đụng. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn, thị vệ kia đã là bị lão giả nhất trưởng đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt không có sinh cơ. Lạnh lùng liếc hắn một cái, lão giả kia trong mắt hiện ra hung ác mang, cắn răng nói, đáng chết đồ vật, nhìn không nên nhìn, biết không nên biết, còn muốn sống thêm đi xuống sao? Hừ. Nói, lão giả kia thấy hai bên không có người, mau từ trong giới chỉ xuất ra một đầu khô mát quần đến, vậy mình cái kia ẩm ướt quần đổi, mới vội vã đi vào thái tử trước người, ôm hắn lên, quan tâm nói, thái tử điện hạ, ngài làm sao, tranh thủ thời gian ăn khỏa liệu thương đan dược trước. Không, chậm rãi khoát khoát tay, thái tử trong mắt hiện ra hung ác mang, cắn mơ hồ không rõ âm, nghiến răng nghiến lợi nói, mang ta đi tìm hổ trưởng lão, ta muốn mời bọn họ báo thù cho ta. Bình tĩnh gật gật đầu, lão giả kia khom người cúi đầu, vâng. Nói, liền ôm lấy thái tử thân thể, thẳng tắp hướng lên bầu trời bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Một phương diện khác, một tòa rộng rãi sân nhỏ trước, trưng bày một cái dương nanh múa vuốt sư tử đá, sư tử trước ngực khắc lấy bốn chữ lớn, Trung Dũng Phủ Viện. Mà tại cái kia môn đình phía trên treo một bảng hiệu, trên viết Thác Bạt Phủ ba chữ. Thế nhưng là, so với cái này khí thế như hồng cổng lớn. Giờ này khắc này, ngoài cửa lại là rõ ràng rất lạnh, cuồn cuộn gió mát lướt qua, cuốn lên từng trận cát bụi, không nói ra thê lương. Mà tại cái kia trong phủ đệ,
lúc này cũng đang ngồi lấy hai đạo nhân ảnh, lại chính là năm đó Huyền Nhung đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn, còn có quốc sư Hãn Thiết Ma không thể nghi ngờ. Thật sâu cau mày, Thác Bạt Thiết Sơn dường như đang do dự cái gì, nhưng cuối cùng lại là hung hăng cắn răng một cái, nhất thời đứng dậy, quát to, người tới, triệu tập Bát Lang vệ, cùng lão phu cùng đi thái tử phủ đi một lần. Chờ một chút, Thác Bạt huynh không cần thiết xúc động, không phải vậy vạn kiếp bất phục a. Hãn Thiết Ma nghe đến, đuổi vội vàng đứng dậy thuyết phục. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn trên mặt tràn đầy lo lắng, huynh đệ, Lưu Phong là ta con một, bây giờ lại bị khốn thái tử phủ, thật không biết thái tử điện hạ muốn thế nào đối với hắn, ngươi nhường ta như thế nào tỉnh táo đến xuống tới. Coi như ngươi lại cuống cuồng, cũng không thể tùy tiện vận dụng thành vệ quân. Trong mắt tinh mang lóe lên, Hãn Thiết Ma kiên định dao động cái đầu, ngươi phải biết, một khi ngươi vô duyên vô cớ vận dụng quân đội, hơn nữa còn kiếm chỉ thái tử phủ, cái kia tạo phản tội danh liền thành lập, đến lúc đó ai cũng cứu không ngươi. Huống hồ, coi như ngươi thật vận dụng quân đội lại như thế nào. Hiện tại ngươi đã là thủ thành đại tướng, cũng không phải là năm đó Thác Bạt nguyên soái, đếm trăm vạn đại quân nghe ngươi hiệu lệnh. Thái tử phủ cao thủ như mây, chín đại cung phụng hoành hành thiên hạ, khó gặp đối thủ, coi như ngươi đi, đoán chừng cũng chiếm không tiện nghi, có làm được cái gì. Đụng, hung hăng vừa gõ cái bàn, Thác Bạt Thiết Sơn gấp khóe mắt, coi như không có dùng, lão phu cũng muốn liều cái này một thanh, không phải vậy thẹn làm cha. Ai, Thác Bạt huynh tỉnh táo. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Hãn Thiết Ma suy nghĩ một chút, thăm thẳm lên tiếng, nếu không chúng ta lại tập kết đầy triều văn võ, hướng bệ hạ mời tấu, có thể xem ở ngươi quá khứ công tích, mở ra một con đường. Chậm rãi lắc lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn thẳng than thở, vô dụng, lần trước bệ hạ đã phát thiết lệnh, việc này giao cho thái tử xử lý, người khác can thiệp nữa lời nói, hết thảy xử trảm. Hiện tại đầy triều văn võ, nơm nớp lo sợ, ai còn dám quản loại này nhàn sự đâu. Hãn Thiết Ma nghe đến, cũng là ngăn không được than thở, bất đắc dĩ lắc đầu, bệ hạ đối thái tử, xác thực quá mức dung túng, đối lão thần, lại như thế vô tình, cái này thực sự khiến người ta thất vọng đau khổ a. Không tốt, lão gia. Chợt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, một tên nha hoàn vội vã chạy đến Thác Bạt Thiết Sơn trước mặt, khóc kể lể tiểu thư. Tiểu thư nàng. Tiểu thư làm sao? Thác Bạt Thiết Sơn nhất thời giật mình, kêu lên. Bờ môi không khỏi nhỏ khẽ run run, nha hoàn đầy bụng ủy khuất, tiểu thư vừa mới đem ta đánh ngất xỉu, đi ra ngoài. Nghĩ đến muốn đi thái tử phủ, thay thiếu gia cầu tình đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng đây không phải dê vào miệng cọp, muốn chọc giận chết ta sao? Bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, Thác Bạt Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ngay sau đó, hai mắt chợt chừng một cái, giống to lên tiếng, truyền lệnh xuống, Bát Lang vệ chỉnh quân, binh vây thái tử phủ. Thác Bạt huynh, tuyệt đối không thể, người phải tỉnh táo. Lão phu không lãnh tĩnh được, nếu không sau cùng lão phu để hai người bọn họ tiểu oa nhi đi xa chân trời, cái này sai lầm lão phu một người tới đỉnh. Hãn Thiết Ma còn muốn lại khuyên, cũng là bị Thác Bạt Thiết Sơn vung tay lên, quả quyết cự tuyệt. Bất đắc dĩ thở dài, nhìn lấy Thác Bạt Thiết Sơn dần dần đi xa bóng lưng, Hãn Thiết Ma không khỏi sau cùng hét lớn một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn, chẳng lẽ ngươi thật muốn bỏ xuống một thân công tích, làm Huyền Nhung tội nhân sao? Thân thể hơi chậm lại, Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một chút, lại là trong mắt bỗng dưng nổi lên một tia kiên định, lạnh lùng trả lời, ta Thác Bạt Thiết Sơn chính là Huyền Nhung nguyên soái, cả đời vì nước, tuyệt không dám phản. Cho dù bệ hạ lại như thế nào vắng vẻ tại ta, lão phu cũng sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng là, lão phu cũng là vị phụ thân a, làm sao có thể nhìn lấy chính mình con gái, trên lưng không lý do tội danh, bị người hiếp đáp. Hãn Thiết Ma, hôm nay lão phu coi như dùng cái này nhập tội, đầu người treo trên cao cổng thành, cũng tất yếu vì Lưu Phong bọn họ liều một cái tốt tương lai, không oán không hối. Vừa dứt lời, Thác Bạt Thiết Sơn đột nhiên lần nữa đi thẳng về phía trước, rất nhanh biến mất bóng người. Hãn Thiết Ma thì là bất đắc dĩ thở dài, khẽ mở cước bộ, theo sau. Nguyên soái, đại quân đã tập kết hoàn tất, mời nguyên soái hạ lệnh. Ngoài cửa viện, Bát Lang vệ sớm đã tập kết cùng một chỗ, Thác Bạt Thiết Sơn đi ra yên lặng quét mắt một vòng về sau, hét lớn lên tiếng, chỉnh quân, xuất phát. Vâng. Bát Lang vệ khẽ khom người, trong mắt ít có phát lên một cỗ vẻ hưng phấn. 8 năm qua, bọn họ một mực bị đánh áp, ít có xuất chinh cơ hội, lần này rốt cục có thể lại thống thống khoái khoái nhất chiến,
tuy nhiên đối thủ là thái tử, nhưng cũng để trong lòng bọn họ thoải mái. Có thể vì nguyên soái mà chiến, cũng là bọn họ cả đời vinh diệu. Chờ một chút, Thác Bạt Thiết Sơn. Lúc này, Hãn Thiết Ma lại đuổi theo ra đến, Thác Bạt Thiết Sơn lại là cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi, ngươi không cần khuyên, lão phu tâm ý đã quyết. Lão phu không phải tới khuyên ngươi, nhiều năm như vậy lão bằng hữu, lão phu theo ngươi cùng một chỗ. Nếu như đến lúc đó có thể thuyết phục Thái tử Điện Hạ thả người từ tốt, nhưng nếu không thể lời nói, lão phu cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác tội phản quốc, cũng nhận. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Thác Bạt Thiết Sơn thật sâu nhìn Hãn Thiết Ma liếc một chút, cuối cùng cười to lên, tốt, ha ha ha. Kết quả là, đại quân đạp lên uy nghiêm tốc độ, lần nữa hùng dũng hiên ngang lên đường, thế nhưng là không có đi hai bước, một đạo lảo đảo bóng người lại là đột nhiên xâm nhập bọn họ tầm mắt, tập trung nhìn vào, đúng là hoàng cung cận thị. Không tốt, chẳng lẽ bệ hạ nhanh như vậy liền phát hiện, đến đây ngăn cản chúng ta xuất binh sao? Không khỏi trong lòng cả kinh, Thác Bạt Thiết Sơn bọn người liếc nhìn nhau, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Như đây thật là hoàng đế ý chỉ, như vậy chứng minh phía trước đã có đại quân tại ngăn cản bọn họ lại khó nửa bước mảy may. Thế nhưng là, khiến người ta không nghĩ tới là, cái kia cận thị nhìn thấy bọn họ lần này tiến quân tình cảnh, lại là đại hỉ, vội vàng nói, Thác Bạt nguyên soái không hổ là đế quốc chiến thần, lão nguyên soái a, thật sự là thần cơ diệu toán. Không ngờ không sai biết hoàng cung khó xử, muốn phái binh viện trợ. Cái gì, hoàng cung nguy nan? Không khỏi giật mình, Thác Bạt Thiết Sơn bọn người lúc này sửng sốt. Từng ngụm thở hổn hển, cái kia cận thị một mặt sợ hãi nói, đúng vậy a, lục vương gia mang theo một người trẻ tuổi xông hoàng cung, không ai có thể ngăn cản, đã nhanh đến bệ hạ tẩm cung a. Rầm rầm rầm, từng lớp cấm vệ quân núi kêu biển gầm hướng cửa cung phương hướng vào tới. Lại là tại từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bên trong sụp đổ, chém thành muôn mảnh. Cuồn cuộn mưa máu ngăn không được rơi xuống, trong nháy mắt, mấy vạn nhân mã biến thành cho bụi. Trác Phàm chậm rãi để xuống đỏ thấm quyền đầu, ngược lại nhìn về phía trong tay trái nắm thật chặt cái kia hoa tinh linh, trên mặt không chút biểu tình, dường như vừa mới chẳng qua là nghiền chết mấy cái con dẹp giống như, lạnh nhạt nói, đến tiếp xuống cái kia đi hướng nào, khác ra vẻ a, tiểu đông tây. Dọa đến câm như hến, cái kia hoa tinh linh run rẩy lắc lắc đầu, liền nhất chỉ một mặt to lớn thành cung, vì Trác Phàm chỉ rõ phương hướng đi tới. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm hiện tại giống như có lẽ đã lười nhác đường vòng đi môn, trực tiếp bắt đầu từ cái kia thành cung trung gian thẳng tắp xuyên qua, nhất thời tại cái kia cao mấy chục trượng thành cung lên mở một cái hang lớn, chậm chậm đi qua. Đi theo hắn sau lưng lục vương ra một trận kinh ngạc, thậm chí đều có chút hoài nghi. Trác Phàm phải chăng đều đã siêu thoát nhân loại tư duy, căn bản là như một con dã thú giống như mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì cái gọi là trên đời vốn không có đường, lão tử một chân dẫm ra một con đường. Bất luận kẻ nào dám cản ở trước mặt hắn, đều là đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Có lẽ giờ này khắc này, Trác Phàm trong mắt đã không có người tồn tại, chỉ cần chướng ngại phân biệt. Lục Vương gia, cái này Trác tiên sinh cũng thực sự quá làm loạn, hoàng thành cấm địa a. Cứ như vậy cố xông vào, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hắn thực lực cao cường, hắn nghiêu bức ầm ầm, hắn gây người nào đều không có việc gì. Thế nhưng là ngài còn muốn tại cái này đế đô đặt chân a, hắn gặp rắc rối về sau, phủi mông một cái đi, nhưng là ngài đến lúc đó lại như thế nào tự xử. Sau đó theo tới Kim Bất Hoán chở bốn vị lục vương phủ cung phụng, thấy tình cảnh này, lúc này cũng là trong lòng cả kinh, đều nhanh dọa đến khóc lên. Vội vàng hướng lục vương ra khuyên can. Bọn họ là một đường đuổi theo Trác Phàm hai người cước bộ đến, theo thái tử phủ đuổi tới hoàng cung đại viện, nhưng là mỗi một lần đạt đến hiện trường, ánh mắt chiếu tới lại tất cả đều là một mảnh hỗn độn, lần này càng là tận mắt nhìn thấy Trác Phàm tàn nhẫn hành hung, không khỏi thật sâu làm chủ tử tiền đồ lo lắng. Lục vương ra, thừa dịp bệ hạ còn chưa phát hiện ngươi cùng hắn quấy hòa vào nhau trước, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, cùng hắn phủ nhận liên quan. Ngày sau liền nói là hắn bức hiếp ngươi, miễn cho bị tai bay vạ gió a. Khẽ chau mày, lục vương ra tỉ mỉ suy nghĩ, lại là vẫn như cũ tròng mắt chừng một cái, giận hừ nói, hừ, Trác tiên sinh là bản vương khách quý. Bản vương nói muốn dẫn hắn tìm tới hắn muốn tìm vật kia, thì nhất định muốn nói được thì làm được. Đã vật kia đã lập tức muốn xuất hiện, bản vương cũng nhất định phải bồi Trác tiên sinh tận mắt chứng kiến không thể. Các ngươi nếu là sợ thụ liên lụy lời nói.
tự mình rời đi liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Nhẹ nhàng gió nhẹ tay áo, Lục Phương ra nhẹ hừ một tiếng, hất ra bốn người, vội vàng lại một đường chạy chậm đuổi theo Trác Phàm tốc độ, hì hì cười nói Trác tiên sinh, chờ ta một chút. Ai, ma chứng a ma chứng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Kim Bất Hoán bốn người liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là suy nghĩ sau một lúc, vẫn là kiên trì theo sau. Dù nói thế nào, cái này Lục Phương gia cũng là bọn hắn chủ tử, bọn họ không thể không quản. Kết quả là, tại Trác Phàm không chút kiêng kỵ mở đường dưới, bọn người người chỉ có thể kiên trì, run run rẩy rẩy theo sát, trong lòng vì tương lai phiền phức, một trận lo lắng. Trác Phàm rời đi về sau, bọn họ nên làm cái gì a? Bất quá Lục Phương gia lại dường như trong đầu thiếu sợi dây giống như, không chút nào cân nhắc điểm này, chỉ là một mặt cười đùa tí tửng ở phía sau lẻn lấy, nhìn qua không quan trọng bộ dáng. Báo, khởi bẩm bệ hạ, kẻ xấu cách nơi này đã ngàn mét khoảng cách, mời bệ hạ nhanh chóng né tránh. Báo, khởi bẩm bệ hạ, kẻ xấu cách nơi này đã bất quá 800 mét, mời bệ hạ nhanh chóng lánh nạn. Báo, báo, báo. Một tòa ưu nhã tĩnh mịch trong tiểu hoa viên, giờ này khắc này lại là tràn ngập không khí khẩn trương. Theo ngoại thành hồi bẩm thị vệ, cơ hồ là một hơi vừa báo, nối liền không dứt, đều là đồng dạng nội dung, mồ hôi đầm đìa, đầy mặt tăng đỏ bừng, một mặt kinh khủng vẻ khẩn trương. Mà chỗ báo nội dung, cũng là đại thể nhất trí. Thì là địch nhân hung mãnh, chúng ta ngăn không được, ngài nhanh trốn đi đi. Thấy tình cảnh này, trong cung mọi người cũng là đầy mặt kinh hãi, lo lắng hãi hùng. Mặt khác, trong mắt còn mang theo điểm hồ nghi, đây là có chuyện gì? Từ chỗ nào chạy ra đến một cái mạnh như thế người, liền muốn đơn độc xông cửa cung, cướp bóc đốt giết, bọn họ Khuyển Nhung lúc nào đắc tội dạng này cao thủ. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu, bao quát cái kia thân mang hoàng bào, đầy miệng râu quai nón hoàng đế, hiện tại cũng là cau mày nhíu chặt, nhanh như trên lò lửa con kiến giống như, sôi nổi. Hắn là thật không biết hắn đến tột cùng đắc tội cái nào đường đại thần, chiêu là như thế trắng trợn trả thù. Phải biết. Bọn họ Khuyển Nhung đế quốc thế nhưng là từ Ngự Thú Tông bảo bọc, đối phương coi như không đem bọn hắn Khuyển Nhung để vào mắt, cũng phải nhìn xem Ngự Thú Tông mặt mũi a, sao lại thế? Oanh! Lúc đang hoàng đế kia trong lòng tràn đầy không hiểu lúc, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn bỗng dưng ở bên tai phát ra, phía trước 100 mét có hơn, một tòa mấy ngàn thước tiểu sơn đã là ầm vang bạo vỡ đi ra. Khói lửa tràn ngập, đá vụn bay tán loạn, mà tại cái kia cát bụi bay múa bên trong. Lại là chậm chậm đi ra mấy bóng người. Người cầm đầu, tự nhiên là Trác Phàm cái này gây chuyện người, mà bên cạnh hắn theo, thì là hoàng đế không thể quen thuộc hơn được bóng người, hắn Lục Nhi Tử, đế quốc Lục Vương gia, lại về sau, thì là Lục Vương gia mấy cái kia cung phụng thủ hạ. Rear mép khẽ run, hoàng đế khóe miệng nhìn không được mãnh liệt quất, sắc mặt bỗng dưng thì trầm xuống, mắng to lên tiếng, tiểu Lục Tử, người nhà muốn tạo phản A, cũng dám công nhiên dẫn người tấn công chấm cung điện. Không phải liền là không có đem thái tử chỗ kia sân nhỏ thưởng cho ngươi sao, nhưng là sau đến không phải lại cho ngươi cái nắm giữ hùng hồn thác nước biệt viện à, cần phải làm đến bước này. Chấm bình thường thật sự là yêu thương ngươi, ngươi cái nghịch tử. Phụ hoàng, ngươi nói cái gì đó, nhi tử ta cái này cũng không phải là muốn tạo phản, cũng không muốn ngài hoàng vị, ngài an tâm ở tại chỗ ấy ngắm cảnh liền tốt. Múa khiêu vũ, phao cô nàng, cái này không có ngài sự tình. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Lục Phương gia bất đắc dĩ trợn mắt một cái, tựa như hắn chả chịu ủy khuất một dạng. Không khỏi sững sờ, hoàng đế có chút không rõ ràng cho lắm, không tạo phản. Vậy các ngươi một đường đánh vào hoàng cung. Cái này có thể trách ta sao? Cổ cứng lên, Lục Phương gia hùng hồn nói, ta phải vào cung, một đám thị vệ còn đem ta ngăn lại. Ta vị quý khách kia lại là vị tính nôn nóng, phải nhanh một chút vào cung ngắm cảnh. Đám kia thị vệ không thèm nói đạo lý liền muốn cản người, cho nên chúng ta cứ như vậy xông tới. Mi đầu bất giác lắc một cái, hoàng đế kia lúc này mới lại sâu sắc đánh giá Trác Phàm liếc một chút, lại là trong lòng một trận mơ hồ tính nôn nóng. Thì đánh vào hoàng cung, cái này nha có bị bệnh không? Các ngươi liền không thể chờ chấm chịu kiến các ngươi sao? Hơi hơi nhún nhún vai, Lục Phương gia làm ra một cái không thể làm gì động tác, từ chối cho ý kiến. Không có để ý bọn họ đối thoại, Trác Phàm chỉ là nhìn trong tay tinh linh chỉ phương hướng, nhìn về phía một chỗ hòn non bộ chỗ, trực tiếp đi qua, là cái phương hướng này a. Chờ một chút, người muốn làm gì?
Mi đầu lắc một cái, hoàng đế nhịn không được hét to lớn tiếng, không lý do, mặt hiện vẻ kinh hoàng. Thế nhưng là Trác Phàm căn bản không để ý tới hắn, mà Lục Vương gia cũng là nhìn lấy Trác Phàm chỗ đi phương hướng, nheo mắt, trầm ngâm một chút, lại là nhịn không được khẽ cười một tiếng, vội vã theo sau. Hoàng đế nhìn đến một trận lo lắng, hét lớn, tiểu lục tử, nhanh ngăn lại hắn. Không có cách, phụ hoàng, hoàng cung mấy chục ngàn cấm vệ quân đều không cản được hắn, ta làm sao có thể ngăn lại hắn đâu. Bất giác hì hì cười một tiếng, Lục Vương gia từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Bất đắc dĩ thở dài, hoàng đế thật sâu ôm đầu, sắc mặt đều là ngưng trọng, xong đời, cái này lại là một trận đại tai nạn a. Thế mà, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, kẻ trộm đừng muốn quát tháo, lão phu Thác Bạt Thiết Sơn ở đây, còn không thúc thủ chịu trói. Vừa dứt lời, nhưng nghe từng đạo tiếng xé gió lên, Thác Bạt Thiết Sơn mang lấy mấy vạn thành vệ quân vội vã đi vào hậu cung sân nhỏ, đem nơi này trùng điệp vây quanh, Bát Lang vệ càng là một cái lắc mình, đi vào Trác Phàm chờ người trước mặt, đem bọn hắn vây vào giữa, trên mặt đều là hừng hực chiến ý. Bệ hạ, lão thần hộ giá tới chậm, mời bệ hạ thứ tội. Thác Bạt Thiết Sơn liền ôm quyền, hướng hoàng đế vội vàng nói. Vội vàng lắc lắc đầu, hoàng đế một trận đại hỉ, chỗ nào, Thác Bạt nguyên soái đến rất đúng lúc, mau đưa người kia cầm xuống, cắt không thể để hắn lại quát tháo. Vâng, Thác Bạt Thiết Sơn khẽ khom người, nhất thời nhìn về phía Trác Phàm chờ người quát lớn nói, Bát Lang vệ nghe lệnh, cầm xuống nơi đây cả đám người. Bát Lang vệ trong mắt ngưng tụ, lĩnh mệnh gật đầu, liền muốn nhào tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu lại là vang lên lần nữa, chậm đã. Nói, hư không bên trong hạ xuống hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, lại chính là Thác Bạt Lưu Phong huynh muội. Thác Bạt Thiết Sơn gặp, bất giác vui vẻ, cả kinh kêu lên, Lưu Phong. Các ngươi, phụ thân, đừng nói trước, tranh thủ thời gian gọi Bát Lang vệ lui ra, người này chúng ta bắt không được, miễn cho tăng thêm thương vong. Vội vàng đi vào Thác Bạt Thiết Sơn bên người, Thác Bạt Lưu Phong vội vàng nói, Liên Nhi cũng là vẻ mặt vội vàng gật đầu. Được chứng kiến Trác Phàm cường đại, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, cùng Trác Phàm khai chiến, cho dù liều lên toàn bộ Thác Bạt mọi nhà cơ sở, cũng không có gì chứng dùng. Thế nhưng là Thác Bạt Thiết Sơn gặp này, lại là trong lòng hoảng hốt, bọn họ Thác Bạt nhà chính là quân ngũ nhà, hắn con gái từ nhỏ đến lớn đều là kiêu dũng thiện chiến, không phải khiếp đảm người. Nhưng là hiện tại còn chưa giao thủ, bọn họ liền khuyên chính mình lui ra, như vậy người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà để bọn hắn tự cảm thấy mình cái này phụ soái tự mình xuất thủ, cũng không có nửa điểm phần thắng sao. Nghĩ như vậy, Thác Bạt Thiết Sơn lần nữa thật sâu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, kêu lên sợ hãi, Thiên Vũ đệ nhất đại quản gia, Trác Phàm. Còn lại Bát Lang vệ nghe đến, định thần nhìn lại, cũng là nhìn không được quá sợ hãi. Riêng là cha Lạp Hãn bọn người, năm đó cùng Trác Phàm đơn đấu, nhưng là không ít ăn thua thiệt. Hiện tại lại gặp cái này lão đối thủ, không khỏi để trong lòng bọn họ lại nghĩ tới năm đó e ngại, nhịn không được hướng về sau hơi hơi lui tốc độ. Trác Phàm không có xem bọn hắn liếc một chút, vẫn như cũ im lặng không nói, nhưng là hoàng đế kia lại là cả kinh nói, Thác Bạt nguyên soái, ngươi biết hắn. Đâu chỉ nhận biết, hắn nhưng là lão phu suốt đời duy nhất tại đại chiến bên trong, khiến lão phu bại trận đối thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn thở dài lên tiếng. Hoàng đế lại là giật mình, hét lớn, ngươi nói là. Hắn cũng là 8 năm trước, Thiên Vũ thế chỗ độc cô chiến thiên đệ nhị chiến thần. Thế nhưng là, hắn như thế nào lại đi vào ta Khuyển Nhung? Chẳng lẽ, hắn là thám tử đối phương? Lời vừa nói ra, tất cả Thác Bạt quân nhân bất giác khẽ giật mình, đều là gương mặt co lại, không còn gì để nói nhìn mình hoàng đế. Bệ hạ, ngài gặp qua nhà ai từ đại nguyên soái tự mình làm thám tử? Bệ hạ, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không tự mình làm loại chuyện này. Bất giác bật cười một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lần nữa chuyển hướng Trác Phàm chỗ đó, quát to, Trác Phàm, người hôm nay dám mạnh mẽ xông tới ta Khuyển Nhung hoàng thành, lão phu thân là thủ thành đại tướng, hôm nay liền muốn đưa ngươi cầm. Phụ thân, thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời. Hét lớn một tiếng đã là vội vã đánh gãy hắn. Không khỏi sững sờ, Thác Bạt Thiết Sơn quay đầu nhìn qua, lại chính gặp chính mình con trai cùng con gái chính là một mặt khổ cực mà nhìn chằm chằm vào hắn thẳng lắc đầu. Phụ thân, ngài nhưng là ngàn vạn không thể hồ đồ a,
tiểu tử này hiện tại thật so trước kia còn không dễ chọc, không cần thiết xúc động. Trong lòng không khỏi có chút mê mang, Thác Bạt Thiết Sơn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này là làm sao, nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trước kia mình là thua qua, nhưng là đây không phải là thua ở đại quân trên sự chỉ huy a. Hiện tại chỉ một mình hắn, mình nhiều người như vậy, cao thủ như mây, chẳng lẽ còn bắt không được hắn một cái độc nhất nguyên soái sao? Phụ thân, ngài không nên quá khinh địch, thì hắn cái này một cái độc nhất nguyên soái cũng đầy đủ chúng ta uống một bình. Khóe miệng một mực xẹp lấy, Thác Bạt hai huynh muội minh bạch cha hắn ý nghĩ trong lòng, một mực dao động cái đầu. Thác Bạt Thiết Sơn cũng là một trận không hiểu, không hiểu bọn họ có ý tứ gì. Thế nhưng là ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên từ không trung vang lên, ngay sau đó bốn bóng người đột nhiên rơi xuống đến, cười to liên tục, ha ha ha. Mạnh mẽ xông tới thái tử phủ người nhưng là ở chỗ này. Khởi bẩm hổ trưởng lão, chính là người này. Người đến là thái tử phủ cái kia đại cung phụng, cõng ở sau lưng trọng thương thái tử, khom người hướng khác một cái tuổi còn trẻ, lại lưng hùm vai gấu nam nhân ôm quyền nói. Thái tử khẽ cắn môi, khó khăn theo cái kia đại cung phụng trên lưng bò lên, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lại là nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ không rõ chửi bới nói, hổ trưởng lão, cũng là hắn. Giết hắn. Yên tâm đi, lão phu ra mặt, nhất định khiến ngươi hài lòng. Khóe miệng xẹt qua tốt sắc, tên nam tử kia đảo mắt hướng Trác Phàm nhìn qua, lại là thấy một lần phía dưới, nhất thời khẽ giật mình, ngay sau đó liền khóe mắt hét lớn âm thanh, thằng nhãi con, nguyên lai là ngươi. Không nói gì, Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc. Lúc này, tại cái kia hổ trưởng lão bên người khác một người trẻ tuổi, cũng là đột ngột đến một bước cước bộ, lao ra, đầy mặt dữ tợn mà nói, tiểu tử thúi, chắc hẳn ngươi đã không biết chúng ta a, thế nhưng là chúng ta còn nhận biết ngươi. Lúc trước chúng ta đoạt xá về sau, liền lập trọng thệ, bất luận ngươi đi đến chân trời góc biển, luôn có một ngày, chúng ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn. Nghĩ không ra hôm nay, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, thật để cho chúng ta đụng phải. Ha ha ha, trời cũng giúp ta a. Người kia càng không ngừng cười như điên, khí thế cường đại bao phủ tại chỗ tất cả mọi người mặt, làm cho mọi người ngăn không được khí tức trì trệ, cho dù thần chiếu đỉnh phong cao thủ cũng là như thế, không khỏi cùng nhau trong lòng hoảng sợ. Đây chính là hóa hư cao thủ thực lực à, thật sự là quá cường đại. Lang trưởng lão, các ngươi cũng cùng tiểu tử kia có thù. Trong lòng không khỏi vui vẻ, tên kia đại cung phụng lập tức nịnh nọt nói, cái này hóa ra tốt, thù mới thù cũ cùng một chỗ báo. Nhếch miệng cười một tiếng, lang trưởng lão hai mắt đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ hừ. Nào chỉ là thù, năm đó thiên vũ, hủy thân thể chịu oán niệm. Hô! Thế mà, còn không đợi hắn đem lời nói tiếp, nhưng nghe một tiếng mãnh liệt tiếng rít qua, không biết từ nơi nào thoát ra một đầu to lớn đỏ thẫm long chảo, đã là một thanh hung hăng đem bốn người tất cả đều nắm trong tay, giơ lên cao cao tới. Bốn người muốn giãy giụa, lại là nhất thời phát hiện. Hoàn toàn không động đậy một phân một hào, liền thần hồn đều bị cái này long chảo bắt tại thể nội, không thả ra được. Mà theo cái này long chảo nhìn qua, cái kia hổ trưởng lão lại là trong mắt nhất thời co rụt lại, bất khả tư nghị nói cái này. Điều đó không có khả năng. Thần hồn, ngươi một cái thần chiếu tu giả, làm sao có thể ngưng tụ ra thần hồn, còn có uy lực như thế. Cái kia đỏ thẫm long chảo theo Trác Phàm sau lưng duỗi ra, dường như cái tay thứ ba giống như... Vận dụng tự nhiên, hung hăng đem bốn người giữ trong lòng bàn tay. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia bực bội đến, thì thào lên tiếng, đã còn sống, vậy liền kẹp chặt cái đuôi, thật tốt sống sót. Kết quả một cái hai cái đều cùng con dẹp một dạng đụng tới, cùng lão tử nói chuyện cũ năm xưa, quát kêu. Đụng, vừa dứt lời, cái kia long chảo hung hăng một nắm, bốn người tại chỗ hóa thành một mảnh mưa máu, vung vãi bốn phía. Văng tại chỗ trên mặt tất cả mọi người đều là. Thậm chí, bốn người kia đều không có cơ hội sau cùng kêu gào một tiếng, liền đã hồn phi phách tán, bao quát cái kia hai cái hóa hư cảnh, cũng cùng nhau bị long chảo đem thần hồn bóp nát, chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, lại là đã ngây người. Ai có thể nghĩ tới, hai cái hóa hư cao thủ, một cái thần chiếu đỉnh phong, có thể đơn giản như vậy chỗ, bị người như ngắt con dẹp đồng dạng bóp chết. Lúc này, Thác Bạt Thiết Sơn bọn người nhìn về phía Trác Phàm, nhìn lại Thác Bạt Lưu Phong huynh muội,
đã là hoàn toàn minh bạch, vì sao vừa mới hai người muốn cực lực ngăn cản bọn họ. Hiện tại Trác Phàm đã mạnh không phải người, liền một cái bình thường hóa hư cao thủ cũng không dám trêu chọc bọn hắn, lại làm sao có thể chọc nổi tùy tiện diệt sát hai tên hóa hư cường giả Trác Phàm đâu. Bát Lang vệ cũng là nhìn không được lui về phía sau lấy, thân thể một mực tại run rẩy không ngừng. Bọn họ bây giờ nhìn hướng Trác Phàm, đã không phải mạnh yếu cách xa, mà chính là cảnh giới cao thấp. Trước kia bọn họ đơn đả độc đấu không phải Trác Phàm đối thủ, nhưng cũng có thể dựa vào biển người chiến thuật chiếm được một tia ưu thế, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có cái này khả năng. Bởi vì so với bọn họ mà nói, Trác Phàm đã đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, bọn họ nhìn lên đều trông không đến phần cuối. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tại chỗ tất cả mọi người, đều một mặt sợ hãi nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng lo sợ bất an. Hóa hư cảnh, ở thế tục bên trong thì tương đương với thần đồng dạng tồn tại, không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Nhưng là bây giờ Trác Phàm, rất hiển nhiên, là thí thần giả, bọn họ càng thêm không thể trêu vào tồn tại. Chậm rãi đem long trảo thu nhập thể nội, Trác Phàm dường như làm một kiện không quan trọng sự việc, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như hồ, ngược lại thật sâu nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia, lẩm bẩm nói, Lục Vương gia, vật nhỏ này chỉ núi nhỏ kia phương hướng, nơi này có gì đó cổ quái sao? Không thể nào, đây chính là trong cung một chỗ cảnh trí, ta khi còn bé thường xuyên đến cái này leo núi, không có gì cổ quái a. Lục Vương gia tựa hồ cũng rất kỳ quái, nhìn hai bên một chút, nhìn không ra cái nguyên do về sau. Chậm rãi hướng về phía trước hai bước, Trác Phàm bốn phía xem một chút, lại là nhìn không được cười khẽ một tiếng, nguyên lai là cái ẩn nặc trận pháp, còn vận dụng thánh linh thạch, khó trách rất khó phát hiện. Bất quá, đến tột cùng muốn ẩn tàng cái gì đâu. Phá không? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm phải đồng tử nhất thời lóe qua hai đạo màu vàng vầng sáng. Sau một khắc, nhưng ngửi một tiếng không gian ba động vang lên, một đạo vô hình chấn động đột nhiên hướng về phía trước bắn tới. Đụng, răng rắc rồi. Dường như cái gì vỡ vụn giống như, tại Trác Phàm bọn người trước mắt, đại khí đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, như là tấm gương trượt xuống giống như. Trước mắt một đạo vô hình vách tường run run một hồi. Sau đó nhất thời vỡ ra, biến mất không thấy gì nữa. Thu vào mọi người tầm mắt là, tiểu chân núi một cái thâm thúy động huyệt, đen nhánh không thấy đáy. Cái kia hoa tinh linh gặp, vội vàng chỉ về phía trước, biểu thị cái kia chính là nó muốn đi trước chỗ. Trên mặt xẹt qua vui vẻ nụ cười, Trác Phàm lúc này cất bước hướng về phía trước, thế nhưng là hét lớn một tiếng lại là đột nhiên phát ra, kêu lớn, chờ một chút, tiên sinh. Thân thể hơi chậm lại. Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chính gặp cái kia gọi hàng người, không là người khác, lại chính là Khuyển Nhung Hoàng đế không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ, cái kia Khuyển Nhung Hoàng đế cũng đã thu lúc trước kinh hoàng chi cho, mà chính là một mặt nghiêm túc, thậm chí còn có chút anh vĩ, ngưng trọng nói, tiên sinh, không cần biết ngươi là người nào, đi xuống về sau, rất có thể về không được. Kết giới này là chúng ta Khuyển Nhung tấm màn che, cũng là bùa đòi mạng, ngươi vốn không nên mở ra. Ta muốn lấy được đồ vật, không ai có thể ngăn được, đa tạ nhắc nhở. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không chút phật lòng, nhấc chân một bước tiến lên, liền nhảy đi xuống. Ngay sau đó, Lục Vương gia cũng muốn đi theo đi xuống, Hoàng đế thanh âm lại là vang lên lần nữa tiểu lục tử. Phụ hoàng, thực nơi này ta đã sớm biết. Bật cười lớn, Lục Vương gia trong mắt bất chợt tới đến lóe qua một đạo tinh quang, sâu xa nói, nơi này là chúng ta Khuyển Nhung sỉ nhục. Cũng là chúng ta hoàng tộc sỉ nhục. Nhưng là khối này tấm màn che cuối cùng cũng có để lộ một ngày, chỉ là không có người muốn vạch trần, không ai dám vạch trần, thế nhưng là ta tin tưởng, chắc tiên sinh cũng là cái kia nguyện để lộ đây hết thảy người. Ta tại Song Long hội lên, gặp qua hắn thiên tư, hắn cùng những cái kia ngụy quân tử, hoàn toàn khác biệt. Tiếng nói vừa dứt, Lục Vương gia cũng là một cái bay người, nhảy đi xuống. Hoàng đế quính lên, muốn ngăn cản, lại là đã muộn. Chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán, thật sâu nhắm mắt lại. Thác Bạt Thiết Sơn ở một bên nhìn đến, một trận không hiểu, nghi nói, bệ hạ, trong này đến tột cùng là chỗ nào? Vì sao? Thác Bạt lão nguyên soái, nếu như bọn họ về không được lời nói, thì tranh thủ thời gian mang người nhà chạy a, nếu không, bọn họ nhất định sẽ diệt khẩu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hoàng đế không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là ngăn không được lắc đầu. Điều này không khỏi làm Thác Bạt Thiết Sơn càng thêm nghi hoặc, bọn họ.
Bọn họ là ai? Bạch. Thế mà, đúng vào lúc này, một bóng người lóe qua, Thác Bạt Liên Nhi nhất thời cũng nhảy vào đi. Thác Bạt Lưu Phong gặp này, không khỏi vội vàng đuổi kịp, cũng gấp gấp nhảy đi xuống, Liên Nhi. Trong lúc nhất thời, bốn người vào đến hắc động kia bên trong, nhất thời không có tin tức. Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, gấp đầu đầy mồ hôi, cũng là bị hoàng đế vỗ vỗ bả vai, khuyên lơn, lão nguyên soái, xem bọn hắn tạo hóa giống như. Vừa mới người kia tùy tiện giết hai tên hóa hư cường giả, hy vọng có thể an toàn đem bọn hắn mang về. Đến lúc đó, cũng mời Thác Bạt nguyên soái mang theo ta cái kia tiểu lục tử, cùng đi đi. Thân thể nhịn không được chấn động, Thác Bạt Thiết Sơn không thể tin nhìn về phía hoàng đế, sắc mặt trước đó chưa từng có nặng nề, vì sao bệ hạ hội để cho mình mang lên hoàng thất con cháu thoát đi. Chẳng lẽ đối thủ kia, bệ hạ, thái tử thi thể, kéo ra ngoài nuôi chó. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hung ác mang, hoàng đế cắn răng nói. Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, trong lòng kinh dị càng sâu. Một phương diện khác, Trác Phàm trực tiếp hạ lạc đến đáy động, ngửa đầu xem xét, đã thấy một đầu cao to thông đạo hướng về phía trước uốn lượn. Cái kia hoa tinh linh thẳng chỉ phía trước, Trác Phàm trong lòng không sai, khẽ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Lại đột nhiên nghe đến, đỉnh đầu một mảnh tiếng hò hét vang, oa oa gọi bậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm nhẹ nhàng mấy bước, tránh ra vị trí, liền nghe phanh 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 ba tiếng nổ, ba đạo nhân ảnh nặng nề mà té xuống đất, cái mông đều nhanh quẳng ra hoa, lại chính là Lục Vương gia ba người theo rơi xuống. Các ngươi cùng tới làm gì? Theo vừa mới ẩn nặc trận thức cùng Thánh Linh Thạch đến xem, nơi này đã không phải là thế tục thế lực đất quản hạt, rất có thể gặp phải chân chính cao thủ. Đến lúc đó, các ngươi nhưng là rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn phía dưới ba cái một mặt vặn vẹo, xoa cái mông lên ba người, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, Lục Phương gia từ chối cho ý kiến, hắc hắc hắc. Trác tiên sinh, ta nói qua mang ngươi tìm tới người muốn tìm đồ, không thể bỏ dở nửa chừng a. Sau này đường, không cần ngươi theo, ta sẽ tự mình tìm. Trác Phàm thản nhiên nói. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Liên Nhi chăm chú nhìn Trác Phàm, bình tĩnh nói, chúng ta đã đắc tội thái tử. Vừa mới nghe bệ hạ nói nơi này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đối với chúng ta Khuyển Nhung có đại hại đồ vật, ta muốn lấy công chuộc tội, thỉnh cầu bệ hạ tha thứ. Thứ này đã bị phong ấn, đã nói lên không phải ngươi thái điểu này có thể xử lý đến, coi chừng bồi lên mạng nhỏ mình. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm lại quay đầu nhìn về phía người thứ ba, Thác Bạt Lưu Phong, hỏi, ngươi lại là làm gì đến? Sờ sờ mình bị rơi thất điên bát đảo phần lưng. Thác Bạt Lưu Phong từng ngụm thở hổn hển, chỉ Liên Nhi nói ta tìm đến nàng. Ba người bên trong, thì ngươi lý do đáng tin nhất, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn trở về đi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lục Phương gia cùng Liên Nhi hai người thấy một lần, không khỏi vội vàng nói, chúng ta không quay về, chúng ta theo định ngươi. Thác Bạt Lưu Phong thì là một mực nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xem cái kia cao không thể chạm động sâu. Xa xa nhìn không thấy cửa động, không khỏi kinh hãi lên tiếng, cái này động đến sâu bao nhiêu a, mà lại ở chỗ này tựa hồ còn không cách nào phi hành, vừa mới có thể đem ta ngã thảm. Đúng vậy a, Trác tiên sinh, ngươi làm sao không có ngã xuống. Lục Phương ra gật gật đầu về sau, lại một mặt kinh nghi phải xem hướng Trác Phàm, hỏi. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm bốn phía nhìn xem nơi này hoàn cảnh, thăm thẳm lên tiếng, nơi này bố trí bó hư không trận thức. Không cách nào phi hành. Vậy còn ngươi? Bó hư không trận thức chính là cấp 6 trận thức, cấp 7 phía dưới không hóa hư, ta có thần hồn tại thể, không nhận trận thức này chỗ trói. Lần nữa nhấc chân đi thẳng về phía trước, Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi không thể quay về, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy giúp các ngươi giải trừ những thứ này trận thức, theo tới đi. Tốt! Vui mừng trong bụng, Liên Nhi hai người vội vàng đuổi theo, Thác Bạt Lưu Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo sau. Chỉ là mi đầu vẫn như cũ chăm chú nhíu lại, Trác Phàm, người cảm thấy ai có thể đào như vậy một đầu bí động, nối thẳng hậu cung đâu. Vẫn như cũ yên tĩnh phía trước đi tới, Trác Phàm thản nhiên nói, chúng ta một mực hướng về phía trước, tìm tới đường ra, chắc là liền biết. Mà lại, người này tuyệt đối là hóa hư cường giả. Sao lại như vậy, Thác Bạt Lưu Phong sửng sốt nói. Nhìn hai bên một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, không có người hội bố trí xuống trận thức. Ảnh hưởng chính mình hành động. Người này trong động bố trí xuống cấp 6 trận thức,
rất rõ ràng cũng là hóa hư cường giả giao đấu thức đường ranh giới. Mà thế tục cường giả đều là hóa hư trở xuống, có thể phán định, hắn không muốn để cho thế tục cao thủ vào động, chỉ có hóa hư cường giả mới có thể xuyên qua. Hoặc là nói, chỉ có người của mình mới có thể thông qua. Người của mình. Đúng vậy à. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt đột nhiên ánh sao lóe lên, thản nhiên nói, tại Khuyển Nhung cảnh nội, duy một thế tục bên ngoài thế lực, cũng là chín tông một trong. Ngự Thú Tông, ba người cùng nhau hét lớn, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, không sai, chắc hẳn cái thông đạo này thông suốt hướng Ngự Thú Tông. Đến lúc đó cao thủ như mây, ta ngược lại là không có việc gì, một cái hạ tam tông lót đáy mà thôi, không có gì quan trọng. Chỉ bất quá các ngươi ba cái. Hắc hắc hắc, chúng ta cũng không có việc gì, có Trác tiên sinh tại, chúng ta làm sao có thể sẽ có việc đâu. Lúc này, Lục Phương gia không khỏi mặt dày mày dạn dính sát, hì hì cười một tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, khác quá lạc quan, ta tự vệ không có vấn đề, nhưng mang mấy cái vướng víu thì có vấn đề. Ách, bất giác trì trệ, Lục Phương gia lập lòe gãi đầu một cái, Liên Nhi thì là nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói. Ngự Thú Tông là Khuyển Nhung hộ quốc tông môn, chúng ta lại không có làm đắc tội Ngự Thú Tông sự tình, bọn họ há có thể tùy tiện thương tổn hại chúng ta. Dù nói thế nào, bọn họ cũng coi như chính đạo tông môn, đến giảng đạo lý. Đúng vậy à, chúng ta như gặp Ngự Thú Tông người, liền nói không có ý phát hiện đầu này lối đi bí mật, lại quang minh thân phận chúng ta. Đường đường nguyên soái gia quyến, nghĩ đến bọn họ cái kia cho chút thể diện đi. Thác Bạt Lưu Phong nghe đến, cũng là khẽ gật đầu. Thế nhưng là Lục Phương gia lại là khinh thường bĩu môi, Trác Phàm cũng là nhìn không được sùi cười ra tiếng, ngây thơ, ngươi cho rằng đầu này lối đi bí mật xây như thế bí ẩn là vì cái gì? Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, bình thường ẩn vào người về sau, đều là không thể cho ai biết sự tình. Một khi đánh vỡ, giết người diệt khẩu là trạng thái bình thường đi. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Thác Bạt huynh muội liếc nhìn nhau, đều có chút sợ. Trác Phàm thì là hí ngược bật cười. Chỉ có Lục Phương gia, thở sâu, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, chân thành nói, cái kia đến lúc đó, còn phải dựa vào Trác tiên sinh bảo vệ chúng ta nhất mệnh a. Ta nói, ta chỉ có thể tự vệ. Thế thì chưa hẳn, lông mày nhíu lại, Lục Phương gia không khỏi cười nói, trong mắt của ta, ngài có chịu ra tay hay không người bảo lãnh, chỉ ở trong lòng ngài có nguyện ý hay không mà thôi. Ta thế nhưng là nghe nói, ngài cùng Huyền Thiên Tông ba nữ cùng nhau đi song Long Viện trên đường. Bị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông phục kích. Sau cùng ngài là cùng bọn hắn đồng quy vu tận, mới đưa ba nữ thuận lợi yểm hộ đi, thật sự là anh hùng. Hắc hắc hắc, Trác tiên sinh, làm ngài fan, ta đối với ngài tình báo thế nhưng là rất tích cực siêu tập. Nghe được lời này, Thác Bạt huynh muội không khỏi sững sờ, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng một trận kinh dị. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm dạng này người, lại cũng có quên mình vì người thời điểm. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm tựa hồ lại nghĩ tới cái kia ngày sau ly biệt, trong mắt không khỏi lướt qua một tia thương cảm, thở dài lên tiếng, đó là giả, nếu là ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận, lúc này đứng ở trước mặt các ngươi, lại là người phương nào? Tóm lại, Trác tiên sinh muốn làm việc, ai cũng ngăn không được, Trác tiên sinh muốn cứu người, ai cũng giết không. Dường như không có nghe được Trác Phàm lời nói giống như, Lục Phương gia vẫn như cũ dương dương đắc ý, một mặt sùng bái nói. Trong lòng khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng một trận ai thán. Hắn cũng không phải là thần, nếu là hắn thật có như thế như bức, cũng sẽ không sợ hãi cái kia Thiên Đế đến, cũng sẽ không. Không cách nào lại cùng Khuynh Thành bọn họ cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bình tĩnh trên mặt, xuất hiện vẻ cô đơn, càng thêm trầm mặc. A, a, a. Bỗng nhiên, từng tiếng thét lên truyền khắp chỉnh sơn động. Trác Phàm bọn người giật mình, lẫn nhau nhìn xem, ngược lại hướng về phía trước cấp tốc đi đến, thanh âm là từ phía trước truyền đến. Rất nhanh, bốn người liền tới đến tận cùng sơn động, mà ở nơi đó, có phiến phiến cửa đá sắp xếp ở bên. Bên trong một đạo khe cửa đá khe hở bên cạnh, lại là lộ ra mờ nhạt ánh nến, cái kia từng tiếng bén nhọn gọi tiếng, bắt đầu từ bên trong truyền đến, đồng thời còn có nam nhân như lão ngưu giống như một ngạt tiếng hơi thở. Liếc nhìn nhau. Mọi người chậm rãi đi vào cửa đá một bên, thông qua khe hở nhìn qua, lại chính gặp bên trong một nam một nữ chính quấn quýt lấy nhau, cuồn cuộn nguyên lực không ngừng trước người lưu động, lại chính là phương pháp song tu.
Liên Nhi vẫn là người chưa từng trải sự tình thiếu nữ, liếc thấy như thế chẳng diện hương diễm, không khỏi nhất thời gương mặt một đỏ, nhịn không được lui về phía sau một bước, lại vừa vặn đá một khối đá vụn, phát ra răng rắc thanh âm. Người nào? Không khỏi một tiếng gầm thét, nam nhân kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa đá, mắt lộ hung quang. Liên Nhi giật mình, hết sức xin lỗi xem Trác Phàm liếc một chút, cảm thấy là mình sai lầm, mới bị đối phương phát hiện. Thế nhưng là Trác Phàm lại không chút phật lòng, nhấc chân một đạp, liền đem cửa đá đá văng, dửng dưng đi vào, sâu xa nói, huynh đệ, làm xong việc sao? Hết hỏi ngươi cái vấn đề. Thật lớn mật, các ngươi là ai, dám xông lão phu phòng luyện công? Trong mắt bất giác chừng một cái, nam tử kia hét lớn lên tiếng. Tên kia vừa mới cùng hắn ân ái nữ tử, thì là lười biếng nằm ở trên giường, khinh thường liếc nhìn mọi người. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi là Ngự Thú Tông người a, nơi này nhưng là có cái gì bảo địa, linh khí vô cùng nồng đậm, cực kỳ thích hợp tu luyện. Các ngươi đến tột cùng là từ đâu tới đây tiểu quỷ, vậy mà đánh tới ta Ngự Thú Tông tu luyện bảo địa tâm tư. Mi đầu lắc một cái, người kia từ trên xuống dưới dò xét Trác Phàm bốn người liếc một chút. Lại là nhất thời mỉa mai cười ra tiếng, có điều, các ngươi là ngốc vẫn là điên, bằng mấy người các ngươi liền muốn đơn độc xông ta Ngự Thú Tông. Cái kia không phải là tìm chết sao, ha ha ha. Người kia cười đến rất càn rỡ, Trác Phàm cũng không thấy cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, chúng ta thì là muốn chết tới. Đã như vậy, tại trước khi chết, có thể hay không nói cho chúng ta biết, khối kia tu luyện bảo địa ở phương nào vị. Hừ. Người chết là không có tư cách biết, cười lạnh, người kia lúc này trong mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, trên thân liền bỗng dưng thoát ra một đầu mãnh liệt con báo, thẳng tắp hướng Trác Phàm bốn người đánh tới, dám xông vào ta Ngự Thú Tông, đi chết đi. Đụng, trong mắt không khỏi nổi lên một tia lãnh mang, Trác Phàm trên thân cũng một xuất hiện một cái đỏ thẫm long chảo, bỗng nhiên hướng cái kia con báo vỗ tới. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia con báo liền nhất thời bị một chảo này đập thành phấn vụn, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể nhịn không được chấn động, người kia một mặt hoảng sợ nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra vẻ không thể tin được ngươi. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chết người, là không có tư cách biết. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm không khỏi lộ ra một cái tà dị tiếu dung, đạm mạc lên tiếng. Bịch, người kia thẳng tắp ngã xuống, hai mắt trợn lên. Lại là chết không nhắm mắt. Có lẽ đến chết hắn đều làm không rõ, một cái thần chiếu bát trọng tiểu tử, làm sao có thể sẽ trong nháy mắt miểu sát hắn đâu. A, à, đúng lúc này, trên giường nữ nhân kia, nhìn lấy nam tử kia ngã xuống thi thể, cũng là nhìn không được kêu lên sợ hãi. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo hắc ảnh bỗng dưng lóe qua, nhưng người đụng một tiếng, đã là hung hăng nhất trưởng đánh vào trên người nữ nhân kia. Nữ nhân kia trợn trắng mắt. Nhất thời cũng theo không có khí tức, ngã xuống. Thả mắt nhìn đi, lại chính gặp người xuất thủ kia, không là người khác, lại chính là Lục Vương gia không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, luôn luôn tùy tiện Lục Vương gia, lại là đầy mắt ôm hận, hai mắt đỏ bừng, hàm răng cũng chăm chú cắn cùng một chỗ, thân thể bởi vì phẫn nộ, còn tại ngăn không được run rẩy. Hắn, cái này là làm sao? Chưa bao giờ thấy qua Lục Vương gia thất thố như vậy. Liên Nhi cùng Thác Bạt Lưu Phong liếc nhìn nhau, không khỏi đều là hơi nghi hoặc một chút, một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, hỏi thăm lên tiếng. Không nói gì, Trác Phàm chỉ là thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì, thay đổi thân thể tiếp tục dọc theo cái kia đen nhánh thông đạo đi thẳng về phía trước, sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Liên Nhi sững sờ, không rõ ràng cho lắm, vội vàng đuổi theo, khẩn cấp hỏi, Trác Phàm, người có phải hay không biết cái gì? Không biết, cái kia Lục Vương gia vừa mới vì sao đột nhiên xuất thủ. Đại khái là vì diệt khẩu a, người có thể tự mình hỏi hắn sao? Sắc mặt lạnh lùng như cũ, Trác Phàm thẳng đi về phía trước. Liên Nhi gặp này, bất giác chu mỏ ra, tức giận dậm chân một cái. Lúc này, Lục Vương gia cũng là thở sâu, tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, lập tức cùng lên đến, chỉ bất quá sắc mặt lại không như lúc trước nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Ngược lại biến đến so Trác Phàm còn nặng nặng hơn nhiều. Liên Nhi thấy một lần, càng thêm kỳ quái, muốn còn muốn hỏi, cũng là bị Thác Bạt Lưu Phong níu lại, hướng nàng nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ai nấy đều thấy được, trong này nhất định có chuyện, nhưng là xem sắc mặt, liền biết rõ cái này nhất định không phải sự tình tốt.
Coi như ngươi hỏi, người ta cũng không nguyện ý trả lời, còn không bằng không vấn an, miễn cho đâm chọt người ta trong lòng đâm. Kết quả là, Liên Nhi trong lòng hiện ra hồ nghi, lại chỉ có thể giấu ở trong bụng, tiếp tục theo trước mọi người được. Rất nhanh, mọi người liền đi tới nơi này thông đạo phần cuối, đúng là một mặt đen nhánh vách đá, lại không con đường phía trước có thể nói. Liên Nhi giật mình, ngạc nhiên nói, không có đường. Ha ha ha, ngu ngốc, nếu là không có đường lời nói, vừa mới một nam một nữ kia từ đâu tới phong lưu khoái hoạt. Huống hồ, nơi này có xây từng cái gian phòng, người kia còn nói là phòng luyện công, rõ ràng cũng là thường có người tới đây luyện công chi địa, há có thể không đường. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu châm chọc nói. Nhà đầu, người phía dưới trước khi đến đem não tử quên đến ngoài động A, thực sự quá không đem tính mạng mình coi là chuyện to tát, ha ha ha. Mắt hạnh trợn lên, Liên Nhi tức giận nhìn về phía hắn, ngươi. Không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm nhẹ nhàng xoa vách đá, cảm giác một chút, không khỏi khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc gật đầu, đây là một cái tông môn phòng ngự kết giới, cùng Ma Sách Tông không khác nhau chút nào. Nếu là không có bản tông độc môn thủ quyết lời nói, ngoại nhân nhưng là rất khó từ nơi này đi vào. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta người nào đều không phải là ngự thú tông đệ tử, làm sao có thể sẽ biết bọn họ tông môn thủ quyết? Không khỏi giật mình, Lục Phương gia lúc này hét lớn lên tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm không có liếc hắn một cái, lại là sâu xa nói, người ngược lại là rất khẳng định đây là ngự thú tông khu vực A. Ây, không là vừa vặn các ngươi nói, còn có vừa mới cái kia nam nhân. Bất giác trì trệ, Lục Phương gia quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, nhịn không được rực rỡ cười một tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo hí ngược đường cong, Trác Phàm thản nhiên nói, vừa mới ta là đoán, mà lại cái kia nam nhân chỉ nói hắn là ngự thú tông người, nhưng cũng không có nói nơi này chính là ngự thú tông. Cái kia ta cũng là đoán, Lục Phương gia lúc này nói tiếp. Thật sao, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tiến lên? Bỗng nhiên, Lục Phương gia trong lòng trì trệ, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, lại là nói quanh co lấy nói không ra lời. Liên Nhi nhìn đến rất kỳ quái, dọc theo con đường này không phải Trác Phàm một mực phải đi về phía trước, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật a? Làm sao hiện tại, hắn ngược lại hướng Lục Phương gia hỏi thăm. Chẳng lẽ vật này, là Lục Phương gia mời hắn tìm? Chỉ có Lục Phương gia chính mình mới minh bạch, Trác Phàm lời nói bên trong chân ý, đại khái hắn đã cái gì đều hiểu đi. Kết quả là, Lục Phương gia không khỏi bật cười một tiếng. Khom người nói, ta là bồi Trác tiên sinh tìm đến Trác tiên sinh muốn tìm đồ, hết thảy lấy ngài làm chuẩn, ngài muốn tiếp tục liền tiếp tục, ngài muốn trở về thì trở về, hết thảy đều nghe ngài. Nhưng là cứ như vậy, ta là không có gì, nhưng các ngươi chỉ sợ có phiền phức lớn. Cứ như vậy trở về, có thể chứ? Mi đầu nhịn không được hung hăng run run, Lục Phương ra suy nghĩ một chút, vẫn là hung hăng gật đầu một cái, kiên định nói, hết thảy lấy Trác tiên sinh làm chuẩn. Ta là ngài phen, vì ngài xuất lực, không oán không hối. Tốt, vậy liền, bình tĩnh gật đầu một cái, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Lục Phương gia chăm chú nhìn hắn khẩu hình, trong lòng bất giác siết chặt. Cái kia liền tiếp tục đi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm xác định đến tiếp xuống phương án hành động. Lục Phương gia không khỏi vui vẻ, lúc này hưng phấn mà đầy mặt nụ cười. Thế nhưng là Liên Nhi hai người lại là nhìn đến như lọt vào trong sương mù, hai người kia đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Đến tột cùng là cái này Trác Phàm tại tìm đồ, vẫn là cái này Lục Phương gia tại tìm đồ A. Không có để ý trong mắt bọn họ hồ nghi, Trác Phàm mắt trái bên trong vụt sáng qua một đạo màu đen lôi viêm, phạch một cái, liền bắn đi ra, thẳng tắp đánh vào cái kia đen nhánh trên vách tường. Diệt thế lôi viêm đồng. Xoạt. Tinh tinh chi hỏa. Khả dĩ liệu nguyên. Theo Trác Phàm trong mắt bắn ra cái kia tia lôi viêm tuy nhiên cực kỳ thưa thớt, tựa như một cái tơ tằm không sai biệt lắm khí thô, nhưng là hơi dính đến cái kia trên vách tường, lại là bỗng nhiên vỡ ra. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền đem chính diện tường bao trùm, kịch liệt đến bốc cháy lên. Xì xì xì. Màu đen lôi viêm ở trên tường không ngừng thiêu đốt, đùng đùng sao không dứt sấm sét, nổ người lỗ tai đau nhức. Liên Nhi bọn người càng là tại khủng bố hắc viêm dưới, nhịn không được vội vã lui lại, sợ bị cái này đáng sợ đồ vật dính vào một chút, biến thành cho bụi. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là cái gì, lại có khủng bố như thế uy năng, thậm chí chỉ là nhìn lên một cái,
thì chợt cảm thấy một cỗ tử vong khí tức nhào tới trước mặt. Mà cùng lúc đó, cái kia mặt đen nhánh trên vách tường cũng rất nhanh thiêu ra một cái 3 mét bán kính hang lớn. Mà hang lớn bên ngoài, là một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm, phong cảnh kiều diễm, tú sắc khả san. Cuồn cuộn linh khí nồng nặc, ngăn không được nhào tới trước mặt, khiến người ta vừa nghe phía dưới, liền thấm vào ruột gan. Xem ra thật sự là ngự thú tông khu vực. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm dẫn đầu bước qua cái hang lớn kia, dương dương tự đắc đi vào mảnh này tú lệ sông núi chỗ, cười khẽ một tiếng, cũng đúng, thiên địa phong huyệt dạng này bảo địa, mặc kệ là cát là hung, đều không phải là người thế tục có thể nắm giữ đến, cũng chỉ có cái này ẩn thế tông môn, mới có thể chân chính độc bá. Ta sớm nên nghĩ đến, đi vào Khuyển Nhung, cái thứ nhất muốn tìm địa phương, cũng là cái này ngự thú tông mới đúng, ha ha ha. Trác Phàm trên mặt cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười, Liên Nhi ba người thì là vội vàng đuổi theo, đi vào mảnh này trong núi rừng, như hiếu kỳ bảo bảo giống như, nhìn trái ngó phải lấy. Đụng. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn phát ra, hai cái cao mấy chục trượng cự thú, bỗng nhiên một bước chỗ, liền tới đến trước mặt bọn hắn, dương nanh múa vuốt, khàn giọng không ngừng. Liên Nhi bọn người thấy một lần, bất giác bỗng dưng giật mình. Sắc mặt phạch một cái thì biến đến rất trắng lên, cả kinh kêu lên, là cấp 7 linh thú, còn hai cái. Ngự thú tông lấy ngự thú chi thuật nổi tiếng Tây Châu, toàn bộ Khuyển Nhung tu giả cũng theo học tập, nhưng là ngự thú công lực lại là ngày đêm khác biệt. Người thế tục, cho dù hàng phục linh thú, cũng không có khả năng hàng phục đến cấp 7 linh thú tình trạng. Nhưng là tại cái này ngự thú tông, lại là bỗng nhiên nhảy ra hai cái cấp 7 linh thú, đem bọn hắn dọa đến hồn đều nhanh bay. Cũng chỉ có Trác Phàm, gặp qua chánh thức thú Trung Chi Vương về sau, đâu còn hội đem những linh thú này để vào mắt. Bắn ra. Trong mắt một đạo hắc viêm lóe qua, Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía bọn họ lăn. Thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái kia hai con linh thú một mặt sợ hãi nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là nhất thời mí mắt khẽ đảo, nhất thời một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, đã là triệt để ngất đi. Đúng là bị Trác Phàm thân thể bên trên tán phát ra trong nháy mắt đó hủy diệt khí tức, tại chỗ chân choáng. Không khỏi khẽ giật mình, Liên Nhi bọn người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trước kia gặp Trác Phàm chỉ là có thể dọa lùi linh thú mà thôi, nhưng bây giờ tiểu tử này vậy mà trực tiếp có thể đem linh thú chân choáng. Nha nha nha, hắn đến tột cùng từ nơi đó học được như thế kỳ hoa ngự thú chi thuật, đúng là so ngự thú tông truyền thừa đều ngưu bức được nhiều. Trác Phàm chính mình cũng là không khỏi sững sờ, vốn là hắn thật là muốn đem cái này linh thú đẩy lui thì xong việc, nhưng không nghĩ tới trực tiếp chấn động đến mất đi ý thức. Xem ra cái này diệt thế lôi viêm đẳng cấp, xác thực tại ngũ đại thánh thú năng lượng phía trên, liền hiệu quả đều so trước kia thanh viêm cường hãn được nhiều. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, phiêu hốt tiếp tục đi tới. Xem ra từ nay về sau, hắn mới thật sự là thú Trung Chi Vương. Cùng một thời gian, một tòa cổ kính trong đại điện, một vị sắc mặt hơi tái trung niên nhân, chính đang ngồi ở ngồi phía trên chủ tọa phía trên. Phía dưới hai bên đều là chút râu tóc bạc trắng lão giả, cuồn cuộn cường hãn khí tức, ngăn không được phát ra, xem xét cũng là hóa hư cường giả. Đem ngọc giản trong tay hơi hơi lắc lắc, trung niên nhân kia nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ai, tiền tuyến căng thẳng a. Tà vô nguyệt này 1000 thánh linh thạch quả nhiên không dễ kiếm. Chúng ta đã phái ra 50 tên hóa hư trưởng lão tiến đến tham chiến, nhưng ở cùng trời vũ đại chiến lên, vẫn như cũ khó có thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Này cũng tốt, ô lời một người trưởng lão lại tới Ngọc Giản xin giúp đỡ, các ngươi nói nên làm cái gì? Mi đầu thật sâu nhíu lại, phía dưới một đám lão gia hỏa đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tông chủ, mấy năm gần đây cái này thiên vũ chiến lực thật sự là đột nhiên tăng mạnh a, cho dù không có cái kia hộ quốc tam tông viện trợ. Chỉ dựa vào bản thân chiến lực, thế mà đều không sợ chúng ta 50 vị hóa hư cường giả cường công, thậm chí còn vẫn còn dư lực. Lúc này, một tên trưởng lão đứng dậy, khom người nói, theo lão phu xem ra, chúng ta nếu muốn thủ thắng, nhất định phải lại phái gấp đôi chiến lực tiến đến mới được. Đụng! Thế mà, hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn liền đột nhiên phát ra, ngay sau đó một cái khác hắc hồ đại hán phẫn nộ đứng lên, ồm ồm nói, hừ, còn phái binh lực. Chúng ta phái đi ra những trưởng lão kia cung phụng, có rất nhiều đã trọng thương thậm chí chịu chết, lại phái gấp đôi nhân mã qua đi, không phải càng muốn tổn binh hao tướng.
vốn tới đây chính là Hộ Quốc Tam Tông cùng Thiên Vũ nội môn tranh quyền đấu hung ác, Tà Vô Nguyệt muốn phải suy yếu mưu phản tông môn những trưởng lão kia thực lực, chỉ bất quá mượn tay chúng ta mà thôi. Nhậm Khiếu Vân cũng muốn nhờ vào đó suy yếu Lạc gia tại Thiên Vũ lực khống chế, đã gọi tên, lại phải lợi, cho nên mới án binh bất động, bình chân như vậy. Thế nhưng là đây là bọn họ Thiên Vũ nội bộ sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi đừng quên, 8 năm trước thê thảm đau đớn giáo huấn, Thiên Vũ người giảo hoạt đa dạng, trở mặt không quen biết. Lần trước chúng ta bị bọn họ gõ đi mảng lớn màu mỡ lãnh thổ, gây nên khiến cho chúng ta mấy năm gần đây thu nhập đều lớn giảm một nửa trở lên, chẳng lẽ chúng ta còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói rất có lý. Bọn họ nhàn sự chúng ta vẫn là mau chóng lui ra tốt. Nghe đến hắn lời nói, còn lại lão giả cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia tông chủ trên tay nắm ngọc giản, sắc mặt do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Là đem tiền tuyến nhân mã triệu hồi đến, vẫn là lại phái người đi viện trợ đây, sẽ không lại bị đám khốn kiếp kia âm a, đây thật là lưỡng nan a. Thế nhưng là, chính làm hắn khó có thể lựa chọn lúc. Từng tiếng kêu khẽ lại là đột nhiên truyền khắp cả cái tông môn nơi hẻo lánh. Ông, không tốt, có người phá vỡ hộ tông đại trận, trong mắt nhìn không được co rụt lại, cái kia tông chủ không khỏi quá sợ hãi, kêu lên, các vị cung phụng trưởng lão, theo bản tông cùng đi xem nhìn, đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, dám mạnh mẽ xông tới ta Ngự Thú Tông. Thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, mọi người cùng nhau khom người cúi đầu, vâng. Kết quả là cái kia tông chủ một cái bay người, bay tới đằng trước, trong nháy mắt thẳng vào mây trời, bọn người người thì là theo thật sát, chớp mắt cũng biến mất tung ảnh. Vừa mới còn huyên náo một mảnh đại điện, trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Đứng lại, một phương diện khác, Trác Phàm tiến vào Ngự Thú Tông bên trong, liền lần nữa để trong tay Hoa Tinh Linh chỉ đường, sau đó nghênh ngang hướng chỉ định phương hướng bước đi. Bọn người người thì là chăm chú lẻn lấy, nhìn trái ngó phải, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nhưng là đến Trác Phàm cái kia một bộ tham quan du lịch bộ dáng, nhưng lại dở khóc dở cười. Đại ca, chúng ta là vụng trộm xông vào người ta khu vực, cùng làm tặc không có gì khác biệt, có thể lấy ra chút làm tặc phẩm đức nghề nghiệp sao? Ngài như vậy nghênh ngang, cùng đi dạo chính mình vườn một dạng, sợ người ta không biết ngươi là mạnh xông tới a. Nếu không phải sợ chung quanh lại nhảy ra chút cấp 7 linh thú đồ chơi, chúng ta không có cách nào ứng phó. Mình còn thật không muốn đi theo ngài dạng này đại gia đằng sau, quá mẹ hắn lóa mắt, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, được không linh xấu linh, Trác Phàm bọn người còn đi chưa được mấy bước, liền bỗng dưng nhảy ra hai tên Ngự Thú Tông đệ tử đến, tại chỗ đem bọn hắn cản lại, lớn tiếng nổi giận nói, lớn mật cuồng đồ, dám xông ta Ngự Thú Tông khu vực. Nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Thân thể bất giác chấn động, Liên Nhi bọn người giật mình vội vàng tránh sau lưng Trác Phàm. Không dám lên tiếng. Trác Phàm ngược lại là không quan trọng, dương mắt liếc một cái hai người về sau, thản nhiên nói, các ngươi không phải biết a, làm gì còn hỏi ta. Chúng ta lúc nào biết, hai người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ lỗ mũi mình, Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi vừa mới không phải gọi ta lớn mật cuồng đồ à, đúng, lão tử cũng là lớn mật cuồng đồ. Phốc, nhịn không được khẽ cười một tiếng, Liên Nhi nhất thời che miệng lại. Hai tên đệ tử kia thì là tức giận đến cái mũi đều nhanh lệch ra, hét lớn một tiếng, người dám đùa chúng ta, muốn chết. Nói, bên trong một tên đệ tử liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, toàn thân khí thế đại phóng. Thế nhưng là đối mặt đệ tử này cấp nhân vật, Trác Phàm lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhất thời khoát tay, hư không nhất quyền đánh ra. Đụng, tên đệ tử kia, liền trong nháy mắt hóa thành một vũng máu sương mù, tiêu tán ở hư không. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, một người đệ tử khác trong lòng hoảng hốt, định thần nhìn lại, mới vừa vặn phát hiện, cái này Trác Phàm đúng là thần chiếu bát trọng cảnh thực lực, nhưng là hai người bọn họ mới thần chiếu tứ trọng cảnh mà thôi, hoàn toàn không phải địch nhân đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có như vậy lùi bước, mà chính là nhấc phung tay lên, nhưng nghe một đạo chói tai hót vang vang lên, một cái dài hơn 6 thước, toàn thân liệt diễm phi ưng liền đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cấp 6 linh thú Trích Dương Phi Ưng, mi đầu không khỏi lắc một cái, Liên Nhi lúc này kêu lên. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to lên, tên đệ tử kia đắc y nói, không tệ, chính là cấp 6 linh thú, ha ha ha. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta Ngự Thú Tông đệ tử,
có thể không chỉ là tu luyện bản thân thực lực, cùng mình linh sủng phối hợp, phát huy được lực lượng, mới là chúng ta thực lực chân chính. Hiện tại, coi như ngươi là thần chiếu bát trọng tu giả, đối mặt cấp 6 linh thú. Tức, thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng người một tiếng kinh hãi kêu ai hô, cái kia phi ưng đã là mí mắt khẽ đảo, nhất thời không lý do ngất đi, bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Mà hắn đối diện, Trác Phàm mắt trái bên trong, màu đen lôi viêm lóe lên liền biến mất. Ách, không khỏi khẽ giật mình, tên đệ tử kia nhất thời ngây người, gấp nhìn mình chằm chằm linh sủng, lại là đầy đầu hổ gián. Cái này, đây là có chuyện gì? Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, nhưng người một đạo tiếng quyền phong vang, oanh một tiếng, cùng phía trước người kia một dạng, hắn đã là triệt để hóa thành một vũng máu, vẩy xuống khắp nơi. Không có lại nhìn hắn một cái, Trác Phàm chỉ là nhìn trong tay cái kia hoa tinh linh, ở phương hướng nào. Cổ co rụt lại, hoa tinh linh tựa hồ cũng rất sợ hãi, chỉ phía đông. Trác Phàm trực tiếp thẳng, nghênh ngang tiếp tục đi. Đi theo hắn sau lưng Thác Bạt Lưu Phong ba người, nhìn lấy đây hết thảy lại là không còn gì để nói. Bọn họ coi là Trác Phàm chỉ dám ở bên ngoài quát tháo, đi tới nơi này ẩn thế tông môn bên trong, làm sao cũng phải thu liễm một chút, kết quả vẫn là một cái bóng dạng, vẫn như cũng như thế khoa trương. Chỉ có Lục Phương gia nhìn đến trong lòng hoan hỉ, ngăn không được lộ ra ý cười, bởi vì Trác Phàm càng khoa trương, liền càng có thể nói rõ, Trác Phàm cho dù giao đấu toàn bộ Ngự Thú Tông, cũng là thành thạo. Không hổ là bản vương thần tượng, quá khốc, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Lục Phương gia rất là vui vẻ đuổi theo đi. Thác Bạt Lưu Phong huynh muội liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng là đuổi kịp đi. Đã lên đầu này thuyền giặc, liền phải một đường theo đến cùng. Cứ như vậy, Trác Phàm bọn người thật tựa như tham quan du lịch đoàn một dạng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nghênh ngang đường đi nhập Ngự Thú Tông nội địa. Trong lúc đó không ít Ngự Thú Tông đệ tử xuất hiện, muốn bắt lấy bọn hắn, lại bị Trác Phàm thuần thục thu thập. Cho dù đằng sau người tới lại nhiều, có Trác Phàm ở phía trước đỉnh lấy, cũng mảy may không là vấn đề. Dần dần, Liên Nhi, Lục Phương gia bọn họ tại cái này hung hiểm chi địa, lại cũng có chút an tâm. Riêng là Thác Bạt Lưu Phong, nhiều năm trong chiến trường chém giết thiếu soái, đúng là lần đầu phát hiện, coi như tại nguy hiểm như thế tình trạng, lại cũng có như thế yên ổn thời khắc. Mà như vậy bình tĩnh thản nhiên thời gian, rất rõ ràng đều là Trác Phàm mang đến. Chỉ cần hắn ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ liền không có gì có thể quan tâm sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút minh bạch năm đó Lạc Gia đối Trác Phàm nhờ cậy. Sẽ không phải 8 năm trước trận kia Thiên Vũ đại chiến, Lạc Gia cũng là như thế dường như nghỉ ngơi tâm tình đến đối đãi chúng ta Thác Bạt quân tiến công a, vậy liền quá mất mặt. Bất quá, còn thật có loại khả năng này. Trong lòng bất giác cười khổ một tiếng, Thác Bạt Lưu Phong thật sâu nhìn một chút phía trước cái kia cứng chắc bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này, làm đối thủ thật đáng sợ, làm minh hữu còn thật nhưng là dựa vào, vẫn là cùng hắn làm minh hữu tốt. Rầm rầm rầm, từng tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang bên tai không dứt, Ngự Thú Tông đệ tử như núi kêu biển gầm hướng Trác Phàm bọn họ nơi này đánh tới, nhưng lại tại trong chớp mắt, lại như thủy triều lên xuống, bị Trác Phàm từng quyền đánh lui về, sụp đổ. Chỉ bất quá giây lát công phu, đã là mấy ngàn đệ tử thương vong, núi thây biển máu một mảnh. Thấy tình cảnh này, những cái kia vừa mới vây quanh đệ tử, lại là trong mắt co rụt lại, đều là khiếp đảm, không còn dám lên. Chỉ là như thế nhìn chằm chằm bọn họ, Trác Phàm bọn người tiến về phía trước một bước, bọn họ liền lui lại một bước, giống như nhìn quái thú giống như, nhìn lấy Trác Phàm, trong lòng lo sợ, dập khuôn từng bước. Bá bá bá. Thế mà, đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Ngự Thú Tông tông chủ, trưởng lão, cung phụng rốt cục xuất hiện, nhìn đến chính mình đệ tử trong tông như thế kém cỏi, không khỏi đều là giận dữ các ngươi đang làm gì, còn không mau lên, cầm xuống kẻ trộm. Tông chủ, tiểu tử này là quái vật, chúng ta không phải đối thủ của hắn a, đều đã chết mấy ngàn huynh đệ, đều không đụng phải hắn một cọng lông. Lại thế nào đi xuống, thì coi như chúng ta chết sạch, cũng là uổng phí a. Khóe miệng bất giác một xẹp, một tên đệ tử nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, kể rõ nhóm người mình nước đắng. Còn lại đệ tử nghe, cũng là bận bịu gật đầu không ngừng. Mi đầu nhịn không được lắc một cái, Ngự Thú Tông chủ thật sâu nhìn một chút dưới chân những cái kia thi hài, lại nhìn về phía Trác Phàm bọn họ chỗ đó, lại là kinh hãi, thần chiếu bát trọng, thần chiếu ngũ trọng,
thần chiếu nhị trọng, còn có một cái thiên huyền sáu tầng. Ngươi nói là, đây đều là bốn người bọn họ làm. Không không không, khởi bẩm tông chủ, là một cái, thì tiểu tử kia, người khác đều trốn ở phía sau hắn, căn bản không cần đến xuất thủ. Vội vã lắc đầu, đệ tử kia nhất chỉ Trác Phàm, kinh hãi nói. Mi đầu thật sâu nhăn lại, cái kia tông chủ trong lòng càng kinh hãi, chỉ là một cái người. Đồ khắp ta ngự thú tông đệ tử, cái này sao có thể? Các ngươi linh thú đây, chẳng lẽ các ngươi người thú hợp nhất còn không thể bắt lấy hắn sao? Thế nhưng là hắn không nói còn tốt, nói chuyện lời này, những đệ tử kia càng là sắc mặt cấp tốc xẹp xuống tới, sắp khóc đi ra. Tông chủ a, không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay chúng ta linh thú chết sống không ra a. Thà rằng chết tại trong giới chỉ, cũng không nguyện ý đi ra cùng tiểu tử này đối lên, tựa hồ đang sợ cái gì giống như. Có loại sự tình này. Nghe được lời này, cái kia tông chủ càng thêm ngạc nhiên, sau đó bất khả tư nghị nhìn Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía còn lại trưởng lão cung phụng nói, các ngươi đem chính mình linh sủng phóng xuất, nhìn có vấn đề hay không. Ha ha ha, tông chủ yên tâm, cái này linh sủng cùng lão phu mấy chục năm, đáng tin cực kỳ. Cùng những đệ tử kia vừa thuần hóa hoàn toàn khác biệt, nhất định không có vấn đề. Đúng vậy a, những đệ tử kia khẳng định là thuần hóa không đúng chỗ, cho nên lâm chiến thì như xe bị tuột xích, kết quả là còn cho chúng ta những lão gia hỏa này cho bọn hắn làm gương mẫu. Không sai, thuần hóa linh thú chi thuật là chúng ta ngự thú tông tuyệt kỹ, kết quả hậu nhân không nỗ lực, tận làm chút một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư sự tình, quả thực mất hết chúng ta ngự thú tông mặt mũi. Xem ra sau này phải thật tốt chỉnh đốn một chút đám này tiểu quỷ, ha ha ha. Chính mình linh thú còn chưa thả ra, đám kia lão gia hỏa đã bắt đầu cậy già lên mặt, khoe lên. Chúng đệ tử nhìn đến không còn gì để nói, chỉ là nhiếp tại bọn hắn thân phận, không dám chống đối. Cái kia tông chủ nhìn đến cũng là hơi không kiên nhẫn, phất phất tay nói, nghênh địch quan trọng, chư vị trưởng lão ai có thể bắt giữ cái này tự tiện xông vào bản tông tiểu tử, bản tông chủ cái hắn một công. Hắc hắc hắc, tông chủ yên tâm đi, ta cái này cấp 7 linh thú, phân dương liệt diễm hổ, nhất định có thể đem hắn cầm xuống, không phải liền là một cái thần chiếu cảnh a. Khinh thường bĩu môi, một lão giả lúc này hất lên giới chỉ, hét lớn lên tiếng, liệt diễm hổ, lên. Thế nhưng là, nửa ngày qua đi, mọi người chỉ thấy lão gia hỏa kia tư thế hiên ngang tạo hình, lại nửa phần không gặp hắn linh sủng xuất hiện. Ách, da mặt nhịn không được hơi hơi rút rút. Tất cả mọi người nhìn lấy người kia không nhúc nhích, lại là bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, hắn linh thú cũng không thả ra được. Có chút đệ tử, càng là nhịn không được cười trộm lên. Gương mặt không khỏi ửng đỏ, lão giả kia nhìn hai bên một chút, rất là xấu hổ, mà cái kia tông chủ thì là mày nhíu lại càng chặt. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ta ngự thú tông dựa vào là sinh linh thú, thật mất linh sao? Nếu là như vậy lời nói. Cái kia đám người này rất có thể cũng là đặc biệt nhằm vào hắn ngự thú tông mà đến, còn chuẩn bị như thế một bộ quỷ dị biện pháp, đối phó bọn hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không biết đây là cái gì duyên cớ. Ha ha ha, lão gia hỏa, khoác lác thổi phá ngưu ra đi. Nhìn đến người kia nửa ngày thả không xuất từ chính mình linh thú, lại một lão giả nhịn không được cười to lên, trêu đùa, mới vừa rồi còn nói muốn đại lực chỉnh đốn một chút đám này tiểu gia hỏa. Kết quả người chính mình linh sủng đều xảy ra vấn đề, xem ra đây là thượng bất chánh hạ tắc loạn, trước tiên cần phải theo ngươi chỉnh đốn bắt đầu đi. Ngươi, trong mắt giận dữ, người kia hung hăng trừng mắt về phía lão giả kia, thế nhưng là lão giả kia lại không chút phật lòng, nhấc ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, cùng mấy chục năm linh sủng có gì to tát, lão phu cái này cấp 7 linh thú, băng hải phiên vân báo, thế nhưng là cùng lão phu trên trăm năm, lẫn nhau phối hợp, hình cùng một người. Hiện tại vẫn là để lão phu cho tất cả mọi người làm gương mẫu, dạy dỗ ngươi nhóm làm sao điều động linh sủng đi. Mang theo dương dương đắc ý nụ cười, lão giả kia cũng là vung vung tay lên, nhất thời đem giới chỉ đối hướng Trác Phàm chỗ đó, quát lạnh lên tiếng, phiên vân báo, đem tiểu tử kia thủ cấp ngậm đến. Ông! Trong không gian giới chỉ, truyền ra một đạo rõ ràng chấn động, nhưng là rất nhanh cái kia chấn động liền biến mất không thấy gì nữa. Tính, giống như chết tính. Cái kia lão già vẫn đối với Trác Phàm nấu tạo hình, dường như cứng ngắc đồng dạng, lại là liền nửa cái lông thú đều không phóng xuất. Phía trước lão đầu kia gặp, không khỏi nhất thời cười to, mỉa mai liên tục hắc hắc hắc. Thế mà còn châm chọc lão phu tới, lão già kia,
người cái này cùng ngươi trên trăm năm linh sủng cũng không có gì đặc biệt a, còn không phải thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Hai gò má bất giác một đỏ, lão giả kia hung hăng giận nguyết hắn một cái, cũng là bị nghẹn đến nói không ra lời. Chỉ có cái kia tông chủ, càng xem càng kỳ quái, vội vàng nhìn về phía còn lại trưởng lão nói, các ngươi cũng thử một chút, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả là, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng kêu gọi chính mình linh thú, để bọn hắn đi ra tham chiến, lại là không có một cái nào thành công. Tất cả lão đầu, càng không ngừng vung lấy chính mình chữ vật giới chỉ, muốn đem chính mình linh thú vung ra tới. Thế nhưng là không có dùng, không có một con linh thú lại nghe từ nhà chủ nhân mệnh lệnh, tất cả đều núp ở trong giới chỉ, không dám thò đầu ra. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Điều động linh thú chiến đấu là bọn họ ngự thú tông tuyệt kỹ, nếu là bọn họ linh thú không thể lại dùng lời nói, liền tương đương gỡ bọn họ một cái cánh tay, bọn họ ngự thú tông một nửa thực lực cũng liền phế. Cho nên nay Nhật xuất hiện cái này dị tượng không giải quyết, đối tông môn tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tông chủ, một tên trưởng lão, một mặt lo lắng, nhìn về phía bọn họ tông chủ. Chậm rãi khoát khoát tay, cái kia tông chủ ngăn cản hắn nói tiếp, mà chính là một mặt âm trầm nhìn hướng phía dưới Trác Phàm, giống to lên tiếng, tiểu tử, đây có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho bản tông nói rõ, nếu không. Ha ha ha. Thực cái này cũng rất đơn giản. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm mắt trái bên trong màu đen lôi viêm đang không ngừng thiêu đốt, khoan thai lên tiếng, ta chính là thú trung chi vương, ở trước mặt ta cái nào con linh thú dám xuất hiện, đều chỉ có một con đường chết. Ngươi cảm thấy, bọn họ có lá gan đi ra sao? Thân thể bất giác chấn động, mọi người không rõ ràng cho lắm, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Thú trung chi vương, linh thú thật có đẳng cấp phân chia. Thế nhưng là dám xưng vương, lại không có bao nhiêu. Nhưng dù vậy, cũng không có con nào thú trung chi vương, có thể dọa đến linh thú liền giới chỉ cũng không dám ra ngoài a. Riêng là đã thuần hóa linh sủng, cùng nhân loại thời gian dài, càng nghe nó chủ tử hiệu lệnh, đối với khác linh thú uy áp e ngại, ngược lại là giảm rất nhiều, càng thêm không có khả năng sợ đến không dám ra tới. Lại nói, tiểu tử này không phải nhân loại à, cái nào được xưng tụng là thú trung chi vương. Thế nhưng là, bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm mắt trái bên trong chứa đựng diệt thế lôi viêm, chính là tứ đại thánh thú năng lượng cộng đồng dung hợp thành, đẳng cấp càng tại tứ đại thánh thú lực lượng phía trên, đối với thiên hạ tất cả linh thú có bản năng lên áp chế. Lôi viêm chỗ qua, liền đại biểu lấy tử vong hàng lâm. Cho nên lôi viêm chỗ chỗ, không có con nào không sợ chết linh thú dám thò đầu ra. Tiểu tử, người thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ, cái gì thú trung chi vương? Toàn diện đánh giám. Ánh mắt khẽ híp một cái kia tông chủ chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, quát lạnh lên tiếng, ngươi thành thật khai báo, đến tột cùng là ai, vì sao mạnh mẽ xông tới ta ngự thú tông? Còn có, đến tột cùng dùng cái gì quỷ tà yêu thuật, khiến đến tất cả chúng ta linh sủng, mất đi khống chế? Không khỏi méo mó đầu, Trác Phàm tà cười ra tiếng, ngươi là muốn biết một vấn đề cuối cùng bí mật a? Bất quá đáng tiếc, đây cũng là ta bí mật. Không có lý do nói cho ngươi còn ta là người như thế nào. Nói, Trác Phàm nhìn xem một bên Lục Vương gia rất thức thời, vội vã lui về phía sau một bước, ngậm chặt miệng, không ra một lời. Thỏa mãn cười cười, Trác Phàm vừa nhìn về phía cái kia tông chủ nói, ta cũng không có ý định nói cho ngươi, bất quá ta đến đây mục đích có thể nói một chút, cũng là nghe nói các ngươi nơi này có cái động thiên phúc địa, muốn mượn dùng một thời gian. Hừ, mượn dùng. Không đến trăng tròn liền mượn dùng, người không là muốn chết sao? Trăng tròn, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong lòng nghi hoặc. Cái kia tông chủ gặp, không khỏi càng là cười lạnh một tiếng, ha ha ha. Nguyên lai ngươi chỉ biết chúng ta nơi này có một bảo địa, lại cũng không biết rõ bảo địa tường tình a. Bất quá vậy cũng không quan trọng, dù sao bản tông cho tới bây giờ không có ý định cho ngươi mượn, mà ngươi tự tiện xông vào bản tông, cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Há, tự tin như vậy, lông mày nhíu lại, Trác Phàm suy cười ra tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tông chủ nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, tiểu tử, là ngươi quá tự tin đi. Coi như ngươi có thể phá cho chúng ta ngự thú chi thuật, nhưng là ngươi cho rằng, chúng ta một cái đường đường ẩn thế tông môn, không có linh thú phụ trợ, cũng là ngươi bùn nạn sao. Dù nói thế nào,
chúng ta nhưng cũng có vượt qua 200 hóa hư cao thủ tọa trấn đâu. 200, so với còn lại hai nhà Hạ Tam Tông, là thiếu không ít, ngược lại là có thể ứng phó. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, tông chủ, không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Nghe ngươi lời nói này, trong lòng ta ngược lại nắm chắc không ít, ha ha ha. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, cái kia tông chủ lúc này giận dữ, đáng chết tiểu tử, bất quá thần chiếu bát trọng mà thôi, dám xem thường chúng ta. Người tới, cho ta đem tiểu tử này bắt sống, ta muốn để hắn sống không bằng chết, mang ra xương lột ra, cho hắn biết, coi thường chúng ta Ngự Thú Tông hạ tràng. Vâng, vừa dứt lời, lập tức liền có một vị trưởng lão khom người liền ôm quyền, trực tiếp hướng Trác Phàm phóng đi, đồng thời, một vệt kim quang lóe qua. Một cái cao mấy chục trượng kim sắc cự hổ liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Dương nanh múa vuốt, hiển thị rõ duệ kim lệ khí. Ha ha ha, tiểu tử, thần chiếu cảnh đối hóa hư cảnh, thế nhưng là tràn đầy thế yếu, coi như không sử dụng linh sủng, lão phu cũng có thể đem ngươi. Hiu, một đạo hồng mang lóe qua, Trác Phàm lúc sau lưng đột nhiên duỗi ra một cái long chảo khổng lồ, một thanh liền đem cái kia kim hổ cho chộp vào chảo bên trong, động một cái cũng không thể động. Tên kia chính phía dưới hướng trưởng lão cũng là thân thể bỗng nhiên trì trệ, một mặt kinh hãi nhìn sang, mí mắt ngăn không được cuồng loạn cái kia. Đó là... thần hồn, ta thần hồn. Khóe miệng xẹt qua một đạo hí ngược nụ cười, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, thần chiếu cảnh đối hóa hư cảnh có thiên nhiên thế yếu, đáng tiếc. Cái này thế yếu lại cũng không bao quát ta ở bên trong. Vừa dứt lời, nhưng ngửi răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia kim hổ đã là trong nháy mắt như cục đất một dạng, bị cái kia long chảo một hơi tan thành phấn vụn, tiêu tán thành hư vô. Trưởng lão kia cũng là hoảng sợ nhìn lấy Trác Phàm, trong mắt không còn, trong nháy mắt không có khí tức, ngã xuống. T. Nhìn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều là khiếp sợ không hiểu. Người này, lại có thần hồn, mà lại cái này thần hồn lực lượng mạnh như thế. Thế mà có thể trong nháy mắt miểu sát còn lại cao thủ thần hồn, đồng dạng thần hồn căn bản không phải đối thủ của hắn. Người này, đến tột cùng thần thánh phương nào a? Mí mắt nhìn không được đập mạnh, cái kia tông chủ nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, bờ môi dần dần biến đến khô khốc lên, cắn răng nói, ngươi. Đến tột cùng là ai? Vốn là một cái khách qua đường, bất quá bây giờ a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Nhưng nghe một tiếng cự long chu lên, đại lực xích long vương hô một chút liền từ thể nội phóng xuất ra, cản tại mọi người trước người, dương nanh múa vuốt, phát ra liệt liệt cương phong. Ha ha ha, hiện tại, là cái đến đập phá quán người. Thiên long thần hồn, ngươi là, ma sách tông Trác Phàm. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, cái kia tông chủ lúc này quá sợ hãi, bọn người nghe, cũng là không khỏi thân thể lắc một cái, vội vã hướng, về, sau một bước. Trong mắt đều là dè chừng sợ hãi, còn có thật sâu mê mang. Bọn họ không hiểu, theo ma sách tông truyền ra tin tức, không phải nói Trác Phàm phản tông về sau, bị đến đây giúp đỡ bình loạn thiên địa chính nghĩa tông tiêu diệt a, làm sao sẽ còn sống. Song long hội này lên như sao chổi buông xuống, sao quanh trăng sáng Tây Châu đệ nhất đệ tử, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn Ngự Thú Tông nơi này. Tất cả mọi người không hiểu, bao quát tông chủ bản thân đều không hiểu. Nhưng là bọn họ chỉ hiểu rõ một chút, kẻ đến không thiện. Ánh mắt không khỏi mị mị, cái kia tông chủ thở sâu, dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh lùng đến nhìn chằm chằm Trác Phàm nói, Trác Phàm, song long hội lên diệt ta tông môn toàn bộ đệ tử mối thù, lão phu còn không có tìm ngươi tính toán đây, nghĩ không ra ngươi cái này chính mình tìm tới cửa. Hừ hừ hừ, lúc trước thiên địa chính nghĩa tông không có đòi mạng ngươi, nghĩ không ra lần này do ta Ngự Thú Tông đến tự mình giải quyết ngươi. Đây cũng là ý trời à, nhưng ta tông thân tay báo thù, lấy an ủi song long hội lên đệ tử bản tông trên trời có linh thiêng. Đúng vậy à, liền thiên địa chính nghĩa tông cái này thượng tam tông đều không thể giết đến ta, ngươi cái này không quan trọng hạ tam tông lót đáy, lại có tư cách gì muốn được mệnh ta. Chố mắt nhìn, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng. Nghi đầu nhìn không được hung hăng run run lấy, cái kia tông chủ nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, ngươi đừng muốn cản rỡ. Ai ngờ ngươi tiểu tử này là như thế nào theo thiên địa chính nghĩa tông thủ hạ đào tẩu. Nhưng là ở chỗ này, ta Ngự Thú Tông khu vực lên, hơn 200 hóa hư cao thủ đưa ngươi đoàn đoàn bao vây, ngươi đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chết chắc. Ha ha ha, ta liền nói a,
mới 200. Im miệng, đừng cho ta dùng mới chữ, xem thường chúng ta Ngự Thú Tông sao. Hừ, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta Ngự Thú Tông lợi hại. Hung hăng chừng lấy Trác Phàm, cái kia tông chủ hét lớn một tiếng, khua tay nói, cùng tiến lên, cho ta lăng chỉ hắn. Vâng. Một tiếng ngút trời gầm thét, tất cả trưởng lão cùng nhau hướng Trác Phàm phương hướng phóng đi, hơn 200 hóa hư cao thủ, uy áp mạnh mẽ thẳng tắp hướng Trác Phàm bọn người đè xuống, thẳng đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Liên Nhi bọn người gặp, không khỏi nhất thời trong lòng hoảng hốt, nếu là một hai cái hóa hư cao thủ, Trác Phàm có thể tùy tiện giải quyết, nhưng 200 hóa hư cường giả cùng công, há có thể lại chạy thoát. Thế nhưng là Trác Phàm đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, dưới chân nhỏ đạp, đúng là không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền đi đến tuyến đầu, cùng những trưởng lão kia đụng vào nhau. Không khỏi sững sờ, những trưởng lão kia còn không rõ ràng cho lắm, nhưng đúng lúc này, một đạo hắc mang lóe qua, Trác Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, đã là chặn ngang hướng bọn họ vạch một cái. Bạch, đen nhánh kiếm mang, giống như một đạo lôi điện màu đen, theo mọi người trước người xẹt qua. Những trưởng lão kia thậm chí còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng ngửi bá rồi một tiếng vang trầm, 7-8 tên hóa hư cường giả đã là nhất thời sụp đổ, máu tươi bão tố vẩy ra đi, thịt nát bay tứ tung không trung. Cho dù là bọn họ cái kia thần hồn, cũng là không kịp thả ra, đã theo thân thể cùng một chỗ bị tiêu diệt tại kiếm khí màu đen này bên trong. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Ngự Thú Tông tất cả mọi người chợt nhìn như thế tình cảnh, không khỏi cùng nhau kinh hãi lên tiếng. Xông về trước thân thể cũng là không khỏi bỗng nhiên trì trệ, sau đó ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Mà bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ, là Trác Phàm cái kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh. Ha ha ha, ta liền nói a, bất quá 200 hóa hư cường giả, liền một tên dung hồn cao thủ đều không có hạ tam tông lót đáy, lại cường năng mạnh đến mức nào. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm khiêu khích nhìn nơi xa Ngự Thú Tông chủ liếc một chút, khoan thai lên tiếng. Ngự Thú Tông chủ, vừa mới ta dùng một cái mới chữ, có gì không ổn sao? Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, cái kia tông chủ chăm chú nhìn Trác Phàm ngạo nghễ dáng người, cùng cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt, lại là tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng một miệng lão huyết đều nhanh phun ra. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì lại 10 phần kinh hãi, một chiêu phía dưới, trong nháy mắt chém giết 7-8 cái hóa hư cường giả, cái này đã không phải bình thường hóa hư cao thủ có thể làm được sự tình. Tiểu tử này, thật sự là đệ tử cấp sao? Tuy nói bọn họ cũng biết, thượng tam tông đệ tử, riêng là đệ tử hạch tâm, rất nhiều người thực lực so với bọn hắn hạ tam tông trưởng lão cung phụng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là cái này Trác Phàm đã không phải là mạnh không mạnh vấn đề, mà căn bản chính là đẳng cấp phía trên chênh lệch. Miểu sát, đây chính là tính cả vì hóa hư cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm được sự tình a, nhưng là tiểu tử này. Mi đầu không khỏi hung hăng run lên. Cái kia tông chủ ánh mắt hơi khép chừng lấy Trác Phàm, trên trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi, cắn chặt răng, cứ thế mà gạt ra hai chữ quái vật. Tông chủ, tiểu tử này thế nhưng là song long hội lên đệ nhất nhân, khó đối phó a, chúng ta là không phải cùng hắn giảng hòa một chút. Lúc này, một tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái kia tông chủ bên người, đề nghị chúng ta trước hỏi rõ ràng ý hắn đồ, không phải cái gì nếu không sự tình lời nói, có thể cấp cho thì cho đi. Đánh giám. Thế mà, còn không đợi hắn nói tiếp, Ngự Thú Tông chủ đã là giận quát một tiếng, ngắt lời nói, mà sách tông một cái chỉ là phản tông đệ tử, liền có thể tại chúng ta Ngự Thú Tông trước cửa rượu võ dương oai. Cái này như truyền đi lời nói, ta tông mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Thế nhưng là tiểu tử này. Được. Người kia còn muốn nói tiếp, cũng là bị Ngự Thú Tông chủ khoát tay chặn lại, nổi giận nói, hắn bất quá một người mà thôi, lại cường năng mạnh ở đâu. Tất cả mọi người cho bản tông đem thần hồn phóng xuất, hao tổn đều mài chết hắn. Tông chủ mệnh lệnh tại tất cả mọi người trong tai truyền vang, mọi người cùng nhau liền ôm quyền, khom người lĩnh mệnh, vâng. Sau một khắc, nhưng gặp không trung mây ngũ sắc tung bay, giống to ngâm khẽ không ngừng, từng đạo đủ loại kiểu dáng thần hồn, đều là bay múa đầy trời, trong nháy mắt liền đem Trác Phàm bọn người đoàn đoàn vây ở bên trong, mà lại tất cả đều là thú hồn. Bỗng nhiên, Liên Nhi bọn họ dường như tiến vào linh thú tụ tập trong dãy núi giống như, cảm thụ lấy những thứ này thần hồn mãnh liệt khí thế, ùn ùn kéo đến đè xuống, giống như muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi giống như,
mọi người không khỏi đều nhìn không được run rẩy. Cũng chỉ có Trác Phàm, sớm đã nhìn quen loại tràng diện này, không chút phật lòng. Huyền giai cao cấp hợp thể vũ kỹ, Loan Phượng Hòa Minh. Đột nhiên, hai tiếng hét lớn cùng nhau vang lên, hai tên lão giả song song mà đứng, cùng một chỗ kết động ấn quyết. Ngay sau đó, phía sau bọn họ thần hồn liền đột nhiên hướng Trác Phàm chỗ đó bay đi. Đó là hai cái cự điểu thú hồn, đều là có dài chừng 10 trượng. Một cái toàn thân cao thấp thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, một cái từ đầu tới đuôi đều là đỏ thẫm ánh sáng. Hai cái cự điểu đi song song, tiếp lấy xoay tròn cùng một chỗ, dần dần dung hợp, bỗng dưng liền trở thành một cỗ đỏ xanh đan xen hỏa diễm phong bạo, hướng Trác Phàm bỗng nhiên đánh tới. Cỗ khí thế kia, cùng lúc trước mọi người lộn xộn trùng kích lực đạo hoàn toàn khác biệt, đây mới thực là hợp kích trận thức, giống như một viên sao băng nện xuống đồng dạng. Cho dù Trác Phàm gặp này, cũng không nhịn được mi đầu lắc một cái, trường kiếm trong tay hơi hơi chăm chú. Đây là Hồ Duyên cung phụng cùng Cha Hốt Nhĩ cung phụng hợp thể vũ kỹ. Lúc này, Ngự Thú Tông bên trong, nhìn lấy đây hết thảy, lại có một người kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng, hai vị cung phụng đều là hóa hư 6 tầng cao thủ, mà lại ngày bình thường phối hợp mật thiết, giống như một người. Cái này hợp thể vũ kỹ uy lực, nhưng là tương đương với thập đại hóa hư 6 tầng cao thủ hợp lực nhất kích a. Lần này, coi như tiểu tử kia mạnh hơn, cũng không chặn được cái này hoàn mỹ vô khuyết chiêu số đi. Bọn người người nghe, cũng là nhịn không được gật đầu, trong mắt tản ra vẻ tán thán. Riêng là cái kia Ngự Thú Tông chủ, càng là nhếch miệng bật cười. Tuy nói lúc trước Trác Phàm một kiếm miểu sát 7-8 người, thế nhưng dù sao đều là tán binh, mỗi người vì trận, cùng hai vị này cung phụng tề tâm hiệp lực nhất kích lại vạn vạn khác biệt. Muốn đem chiêu này ra phía dưới, tiểu tử này không chết cũng phải trọng thương. Đến thời điểm, hừ hừ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Ngự Thú Tông chủ cười lạnh thành tiếng. Mà cũng liền tại cái này cùng một thời gian, nhưng ngửi một tiếng ầm vang tiếng vang, ngọn lửa kia phong bạo đã là hung hăng đụng vào Trác Phàm trên thân, bỗng nhiên nổ tung lên. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đỏ bừng, cái kia cỗ mãnh liệt bạo tạc lực, làm cho chung quanh cả đám các loại, cũng không khỏi đến khí tức trì trệ, sóng nhiệt lật trời, hướng về sau nhanh chóng thối lui lấy. Liên Nhi bọn họ tuy nhiên cách xa hơn một chút, nhưng là giờ này khắc này, cũng có loại trong nháy mắt bị thiêu đốt thành người khô cảm giác, toàn thân trình độ hoàn toàn bốc hơi ánh sáng, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Như thế mãnh liệt nhất kích, Trác Phàm còn có thể bình yên vô sự sao? Lục Vương gia cũng là mí mắt khẽ run, chăm chú mà nhìn xem chỗ đó, một trái tim sớm đã nhấc đến cổ họng, khẩn trương thẳng phát run. Ầm ầm, nóng rực liệt diễm thiêu đốt lên bầu trời. Cái kia trong biển lửa, hai con chim bay vẫn tại xoay tròn bay về phía, đi lòng vòng phóng thích ra liệt diễm, tựa như tại rèn đúc một cái lò nung lớn, muốn đem Trác Phàm hoàn toàn hòa tan ở bên trong giống như. Hai vị kia cung phụng khóe miệng hơi vểnh lên, ấn quyết trong tay vẫn như cũ không thay đổi, nhìn một chút tông chủ nói, tông chủ, tiểu tử này đã bị chúng ta nhốt ở bên trong, không cần nửa giờ một khắc, liền có thể hoàn toàn hóa thành cho tàn. Ngài vẫn là để chư vị trưởng lão cung phụng tán a. Vì một cái đệ tử cấp tiểu tử, lao sư động chúng như thế, thực sự không đáng, ha ha ha. Vẫn là hai vị cung phụng nhưng là dựa vào, trận chiến ngày hôm nay, cái các ngươi đại công. Vui vẻ gật đầu, Ngự Thú Tông chủ nhạt cười ra tiếng. Hai vị kia cung phụng nghe, cũng là khẽ vuốt cằm, khẽ cười nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng. Ách, thế mà, bọn họ khiêm tốn chi từ còn chưa nói xong, lại là nhất thời thân thể lắc một cái. Trong mắt không còn, trong nháy mắt không có sinh cơ, ngã xuống. Hai vị cung phụng, các ngươi làm sao? Trong lòng không khỏi giật mình, cái kia tông chủ hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là còn không đợi hắn lời nói xong, nhưng nghe một tiếng rõ nét không gian ba động truyền ra, cái kia không trung hỏa bóng liền nhất thời một phân thành hai, phân biệt rõ ràng tách đi ra, hướng hai bên tản ra. Hơn nữa nhìn cái kia mặt cắt. Phảng phất là bị người dùng lưỡi dao sắc bén chém đứt một dạng. Cùng lúc đó, cái kia hai cái cự điểu thú hồn cũng theo cái kia liệt diễm bên trong rơi ra đến, chỉ bất quá giờ này khắc này, hai cái thần hồn dĩ nhiên đã bị một phân thành hai, theo cái kia liệt diễm dần dần tiêu tán, thân thể cũng chậm rãi biến mất. Hóa thành một chút linh khí, vẩy hướng xung quanh hư vô. Trác Phàm tay cầm trường kiếm, khoan thai tự đắc đi ra tới, không khỏi mỉm cười cười ra tiếng, chiêu thức không tệ. Thần hồn cũng không tệ, đáng tiếc gặp phải ta, cái gì đều sai, ha ha ha.
trong lòng bất giác cùng nhau run lên, mọi người thấy Trác Phàm phương hướng, trên mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hai vị này cung phụng tại Ngự Thú Tông bên trong, thế nhưng là số một số hai cao thủ, hai người liên thủ, càng là không ai có thể ngăn cản, nghĩ không ra. Trác Phàm, người khinh người quá đáng. Mi đầu hung hăng lay động, cái kia Ngự Thú Tông chủ hét lớn một tiếng, liền hướng Trác Phàm chỗ đó nhất chỉ nói, cùng tiến lên, bầy sói chiến thuật, cắn chết hắn. Giống. Mọi người nghe đến, cũng là hét lớn một tiếng, cuối cùng quyết định cùng một chỗ vây công. Chỉ một thoáng, đầy thiên thần hồn, đông nam tây bắc, như thiên la địa võng giống như rơi xuống, tất cả đều đối với Trác Phàm trùng kích. Như thế tình cảnh, coi như Trác Phàm trong tay có ma kiếm nơi tay, cũng ngăn không được nhiều người như vậy cùng công a. Không thể nói được, cái nào địa phương sơ hở một chút, liền sẽ bị người khác thần hồn đụng thành trọng thương. Đây chính là chánh thức, hai quyền khó địch tứ thủ. Bất quá đối với này hiểm cảnh, trước kia Trác Phàm có lẽ sẽ có chút bắt gấp, nhưng bây giờ lại không chút phật lòng. Ấn quyết trong tay biến đổi, nhưng ngửi một tiếng kinh thiên long ngâm bạo hưởng, cái kia một mực ẩn núp bất động đại lực xích long vương, đúng là hô một chút, toàn thân cao thấp giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, lắc mình biến hóa, bỗng nhiên thành thiên long hồn mạnh nhất hình thái, phần thiên kim long vương. Có cái kia phần thiên kim viêm truyền thừa, Trác Phàm rốt cục lĩnh ngộ thiên long hồn dị biến thứ 5 hình thái. Sự biến đổi này, quả nhiên là khí thế mãnh liệt, xa nhìn không chung như xuống sủi cảo giống như hướng hắn nơi này vào tới trên trăm thần hồn, cái kia kim long vương ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, một đạo kim sắc ngập trời liệt diễm bỗng nhiên phun ra ngoài. Trong chốc lát, liền đem nửa bầu trời đốt thành kim sắc, dường như một đạo kim sắc tường vây giống như, đem lên trăm thần hồn cản lại. Có chút phía dưới xông qua được mãnh liệt, chưa kịp phanh lại chân, nhất thời đụng vào ngọn lửa màu vàng óng kia, không khỏi ai hô liên tục, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt trọng thương, có nhược điểm thần hồn, thậm chí lúc này liền bị hóa thành cho tàn, tiêu tán vô tung. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người đều là trong lòng hoảng hốt, vội vàng bấm niệm pháp quyết, làm chính mình thần hồn dừng lại. Đối mặt cái kia ngập trời liệt diễm, trên trăm thần hồn cùng nhau trì trệ, khó lường tiến thêm. Mà mặt khác, Trác Phàm lại là nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo ma kiếm liền xông đi lên. Đạp chân xuống, nhưng gặp một đạo kim sắc hỏa quang lóe qua, Trác Phàm đã là trong nháy mắt xuất hiện tại những cái kia trong thần hồn, như chém dưa thái rau giống như tùy ý khua tay đổ đao, thu gặt lấy sinh mệnh. Những cái kia thần hồn muốn phản kích, thế nhưng là một trong nháy mắt, hắn liền lại thoát ly vòng chiến, bỏ trốn mất dạng. Những cái kia thần hồn muốn truy kích, Kim Long Vương một miệng liệt diễm, lần nữa đem bọn hắn đỡ được. Kết quả là, Trác Phàm một người một rồng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp đến thân mật chặt chẽ. Phần thiên kim viêm chính là thiên địa lửa to, bạo phát lực cực mạnh, Trác Phàm đến long tổ cải tạo thân thể, tốc độ khác hẳn với thường nhân. Mọi người chỉ thấy hắn một bóng người lóe qua, đã là thu hoạch mấy chục điều sinh mệnh. Muốn đem hắn vây quanh, cái kia kim long vương phun ra kim viêm lại là đem cái này vòng vây tầng tầng ngăn chặn. Cứ như vậy, Trác Phàm cùng Long Hồn một công một thủ, đem tại chỗ 200 cao thủ làm từng khối, để bọn hắn hoàn toàn không hình thành nên chiến lực, đều giết hại. Chỉ bất quá trong nháy mắt, đã là 50 cao thủ chết, còn lại hơn 100 cao thủ, lại chỉ có thể làm nhìn lấy, sau đó chờ lấy Trác Phàm hướng bọn họ bên này đánh tới. Nhìn lấy đây hết thảy, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này là một cái người cùng mình thần hồn phối hợp đấu pháp. Lại đem hơn 200 cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như nói lúc trước hai vị kia cung phụng xuất ra là hợp thể vũ kỹ lời nói, cái kia Trác Phàm cái này một người một rồng chiến quần hùng, hoàn toàn cũng là dựa vào chiến thuật, công và thủ có độ, phối hợp chặt chẽ. Chỉ là hơn 200 cao thủ bắt không được một người, còn tổn binh hao tướng, lại là quá thê thảm điểm. Không chỉ là Ngự Thú Tông những đệ tử kia nhìn đến trong lòng bi thương, thất lạc, tuyệt vọng, cho dù là bọn họ tông chủ, nhìn đến sắp khóc đi ra. Không mang theo khi dễ như vậy người a, một người đánh 200, còn ngược người, có thiên lý à? A a a. Từng tiếng kêu thảm vang vọng khắp nơi, Trác Phàm tay cầm ma kiếm, như cùng một con tùy ý thu hoạch tánh mạng ác ma giống như, đuổi theo Ngự Thú Tông hóa hư cao thủ cũng là chém lung tung một hơi, thẳng đem bọn hắn chém vào gào khóc thảm thiết. Bọn họ muốn liên thủ phản kích, cũng là bị Kim Long Vương từng đạo kim viêm một vừa chia tay, nhưng lại tức giận đến giận sôi lên. Giờ này khắc này, bọn họ liền giống bị trợ giúp tay chân cự nhân,
mặc cho một tên tiểu quỷ cầm lấy một cây dao găm, trên người bọn hắn từng đao khoét phía dưới nhu đến, lại là bất lực. Tông môn người nhiều lực lượng lớn ưu thế, hoàn toàn không thể hiện được đến. Người nào để người ta có quần công, phong tỏa kỹ năng đây, ai? Trên mặt tất cả mọi người, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Trác Phàm trên dưới nhảy nhót, đem bọn hắn ngự thú tông cao thủ từng cái đổ sát, lại không biết như thế nào làm là tốt. Cái này kim viêm phong tỏa, thật sự là quá mạnh. Tông chủ, hiện tại chúng ta đã thương vong thảm trọng. Bất quá nửa canh giờ mà thôi, trên trăm hóa hư cao thủ chết, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nếu không, thực sẽ toàn diệt a. Một tên trưởng lão từ tiền tuyến thất kinh trốn về đến, tiếng khóc cầu mãi nói. Nghi đầu hung hăng run run lấy, cái kia ngự thú tông chủ nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, vì cái gì, ta ngự thú tông tập hợp đủ tông chi lực, thậm chí ngay cả tên tiểu quỷ đều bắt không được sao. Tông chủ cắt không nên tức giận, tiểu tử này xác thực mạnh không phải người, người phi thường có thể cùng chống đỡ. Mà lại, lúc này, lại một vị cung phụng khom người bẩm báo nói, ta tông chiến lực lớn nhất chính là ngự thú chi thuật, tuy nhiên ta tông cao thủ ít người, nhưng chỉ cần phối hợp chính mình linh sủng, thực lực liền sẽ tăng dài hơn một lần. Bàn về tông môn chiến lực, vốn không tại ma sách tông bọn họ phía dưới. Thế nhưng là, hiện tại mấu chốt là, chúng ta linh sủng tất cả đều bị đối phương không biết dùng cái gì tà thuật, dọa đến không dám ra chiến, đây mới là chúng ta chiến lực không kịp nguyên nhân thực sự a, cho nên. Nghi đầu không khỏi vẩy một cái kia tông chủ thật sâu liếc hắn một cái, nghi nói, cho nên cái gì, người muốn nói cái gì. Khởi bẩm tông chủ, tại dưới loại tình huống này, chúng ta không cách nào phát huy toàn lực, coi như rút lui, cũng không mất mặt, không tổn hao gì chúng ta ngự thú tông uy danh. Đánh giám. Thế nhưng là, người kia còn chưa nói xong, ngự thú tông chủ đã là mắng to lên tiếng, đường đường một cái tông môn, bị một tên tiểu quỷ đơn thương độc mã chọn, còn có thể không mất mặt. Mặc dù nói chúng ta không thể dùng linh sủng, nhưng chúng ta còn có hơn 200 số cao thủ A, chẳng lẽ đều là bài trí sao? Cái này như truyền đi, bất kể nói thế nào, đều không phải là hào quang sự tình A. Cổ không khỏi co rụt lại, người kia giật mình câm như hến, nhưng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm nói, cái kia tông chủ muốn thế nào, chẳng lẽ muốn đem vốn tông trưởng lão cung phụng đền hết mới bỏ qua sao? Trong tai nghe lấy cái kia từng trận kêu gào, trong mắt thấy cái kia máu tươi tung bay, gãy chi khắp nơi tràng cảnh, cái kia tông chủ cũng là thật sâu hít một hơi, nhíu mày nhăn chán, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cuối cùng như thế nào cho phải a, chẳng lẽ rút lui, đem như vậy đại tông môn giao cho một tên tiểu quỷ chiếm. Cái kia truyền đi, bọn họ còn như thế nào tại Tây Châu đặt chân. Tông chủ. Thế mà, ngay tại hắn buồn rầu ở giữa, chẳng biết lúc nào, lại có một người tới đến bên cạnh hắn. Trong mắt lóe cơ trí ánh sáng, thấp giọng nói, trăng lưỡi liềm đầm chỗ ấy, không phải khắp nơi thâm uyên nê chiều sao. Chỉ cần có người rơi vào đi, mặc kệ hắn thực lực cao bao nhiêu, đều là thi cốt không còn hạ tràng. Chúng ta đem hắn dẫn tới nơi đó đi, sau đó. Trước mắt bất giác sáng lên, cái kia tông chủ nhất thời hiểu được, không sai gật đầu, nhếch miệng cười nói, ha ha ha. Rất tốt, hắn không phải là muốn tìm chúng ta động thiên phúc địa a. Vậy liền để hắn táng thân ở nơi đó làm phân bón tốt. Chỉ là, muốn dẫn quái vật này qua đi, tối thiểu phải có cái mồi nhử a. Trong mắt tinh mang lóe lên, ngự thú tông chủ đối xử lạnh nhạt hướng phía dưới liếc đi, Trác Phàm vẫn tại không chút kiêng kỵ điên cuồng chém giết, mà tại hắn sau lưng ngoài ngàn mét, ba đạo yếu bóng người nhỏ bé, chính thò đầu ra nhìn mà nhìn xem nơi này hết thảy, lại chính là Lục Vương gia cùng Thác Bạt huynh muội ba người. Nghi đầu hơi nhíu nhăn, tông chủ đạm mạc lên tiếng, mồi nhử tìm tới, bọn họ đều là cùng tiểu tử kia cùng đi, chắc là có chút giao tình, nhưng là cái kia giao tình càng sâu một chút, mồi nhử càng mê người đâu. Tông chủ, ba cái cùng một chỗ bắt không là được. Ba cái. Đúng, bình tĩnh gật đầu, người kia tại tông chủ bên tai thì thầm vài câu, cái kia tông chủ liền không sai gật đầu, lộ ra hài lòng nụ cười tốt, thì chiếu ngươi làm. Người kia khom người cúi đầu, rất nhanh đi xuống truyền lệnh. Cùng lúc đó, Trác Phàm giết đến thật sự là phong sinh thủy khởi, cùng lúc trước bị thiên địa chính nghĩa tông vây khốn lúc khó khăn ứng chiến, hoàn toàn không là một chuyện. Hiện tại hắn thân hình nhẹ nhàng, tốc độ mau lẹ, những cái kia hóa hư cao thủ tiểu vòng vây căn bản khốn không được hắn, lại thêm mạnh nhất thần hồn, phần thiên kim long vương phụ trợ. Đánh thời gian dài như vậy,
đám người kia liền hắn một cọng lông đều không đụng. Chỉ có hắn giết người phần, không có gì có khác người thương tổn mạng hắn. Chỉ bất quá, tựa hồ là bị Trác Phàm đánh sợ, những người kia không muốn tiếp tục tăng thêm vô vị tổn thương, liền vừa đánh vừa lui, bắt đầu thoát đi. Sau đó cái này vòng chiến, liền dần dần hướng nơi xa trạch hướng, Trác Phàm cùng Long Hồn cũng dần dần hướng nơi xa đuổi theo. Lục Vương gia cùng Thác Bạt huynh muội trốn ở một chỗ rừng rậm ở giữa, nhìn lên bầu trời loạn chiến, lại là trở nên kích động, thật không hổ là ta thần tượng, lấy lực lượng một người treo lên đánh ngự thú tông, các ngươi nói, chắc tiên sinh hội sẽ không như vậy diệt bọn họ. Lấy hắn nước tiểu tính, thật có cái này khả năng. Thác Bạt Lưu Phong cũng là nhìn đến ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu, lúc trước ta vẫn cho là hắn là cái thực lực mạnh mẽ, thiện sử dụng âm mưu đại nguyên soái. Nhưng không nghĩ tới bây giờ hắn thực lực không ngờ mạnh tới mức này, ngắn ngủi 8 năm a mới. Nếu là hắn trở lại Thiên Vũ lời nói, ta thề, kiếp này lại không cùng trời Vũ khai chiến. Lục Vương gia cũng là rất tán thành gật đầu, đầy mặt vẻ hưng phấn. Chỉ có Liên Nhi, lại là nhìn đến có chút si, hai gò má hơi hơi phiếm hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Hiu! Thế mà, đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang, theo hét lớn một tiếng. Ba cái lão giả tóc trắng đã là chợt xuất hiện tại ba người sau lưng, tại ba người còn không có kịp phản ứng trước, một phát bắt được bọn họ cái cổ, liền nhấc lên. A, các ngươi là... Một tiếng kêu sợ hãi, Lục Vương gia trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía ba người. Thế nhưng là còn không đợi hắn hoàn toàn kêu lên, lão nhân kia đã là che miệng hắn, nhất thời ngăn cản. Còn lại hai người, cũng là kết cục như thế. Bất quá lấy Trác Phàm bây giờ công lực. Tuy nhiên bọn họ cách đến rất xa, tiếng thét chói tai này lại là nhất thời nghe lọt vào trong tai. Mi đầu bất giác nhíu một cái, Trác Phàm đình chỉ truy kích, quay đầu nhìn qua, lại chính nhìn thấy ba người cái kia kinh hoàng xin giúp đỡ ánh mắt, còn có cái kia ba tên lão giả mặt hốt hoảng sắc mặt. Hỏng bét, tiểu tử kia phát hiện, chúng ta đi. Nói ba người kia xoay người một cái, liền đem Lục Vương ra bọn họ nhất thời bắt đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cái kia ngự thú tông chủ, cũng là hét lớn một tiếng, vây quanh Trác Phàm mọi người cũng bỗng dưng hướng, về, sau triệt hồi, không lại dây dưa. Điệu hổ ly sơn, mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm chậm rãi đem Long Hồn thu nhập thể nội, đã là minh bạch hết thảy. Nguyên lai bọn họ vừa đánh vừa lui, chính là muốn để cho mình rời xa ba người kia a, tốt thuận tiện bọn họ động thủ. Thế nhưng là, bọn họ làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bọn họ cho là ta rất quan tâm ba người kia sao? Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người đã xa xa rời đi lúc, cái kia ngự thú tông chủ hô quát lại là đại tiếng vang lên, Trác Phàm, người muốn cứu ba người kia tánh mạng, thì đi theo ta. Nói, cái kia tông chủ đã là trong nháy mắt rời xa, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chờ một chút, ta không nghĩ cứu. Ách, Trác Phàm vừa muốn lên tiếng, dĩ nhiên đã không nhìn thấy bọn họ bóng người, trái phía bên phải. Tất cả mọi người cũng toàn không tại, không khỏi bất đắc dĩ gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói ai, thực các ngươi bắt bọn họ, thật không có ý nghĩa gì. Là bọn họ cưỡng ép cùng lên đến, cũng không liên quan ta chuyện a, ta không cần thiết chưa bọn họ, đi dẫm người bẫy dập a. Không khỏi bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định, làm việc của mình, đi chính mình đường, để chính bọn hắn giày vò đi thôi. Kết quả là... Trác Phàm không tiếp tục xem bọn hắn ly khai phương hướng một dạng, khoan thai tự đắc lại lấy ra cái kia hoa tinh linh, thản nhiên nói, ở phương hướng nào, ngươi nơi sinh. Có chút sợ hãi nhìn Trác Phàm liếc một chút, cái kia hoa tinh linh đưa tay nhất chỉ, Trác Phàm thấy một lần, a, cùng bọn hắn chạy phương hướng một dạng a. Kết quả là, Trác Phàm hướng về cái hướng kia cấp tốc bay đi, chỉ bất quá trong lòng hắn lại không có nửa phần cứu người tâm tư, chỉ là vì chính mình mục đích mà thôi. Bá bá bá. Nửa canh giờ về sau, tại một mảnh tràn đầy bụi hoa thổ địa bên trên, chỉ có chính giữa có nửa đường 1 mét cầu thang đá, chung quanh là ba cái cao ngất như mây thạch trụ, rất là hùng vĩ mỹ lệ. Tại từng đạo tiếng xé gió vang lên về sau, ngự thú tông chủ dẫn đầu rơi xuống trong lúc này trên bệ đá, mà bọn người thì là dọc theo cái kia bụi hoa bên bờ rơi xuống, mà lại rất là cẩn thận, không có người nào dám đặt chân bụi hoa một bước. Mấy cái kia lão già trở lại chưa? Xa xa nhìn xem nơi xa, tông chủ lớn tiếng hỏi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người biểu thị không có. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cái kia tông chủ tiếp tục hỏi, cái kia Trác Phàm tiểu tử kia đâu,
hắn đuổi theo không có. Mọi người quay người nhìn một chút, vẫn là lắc đầu. Điều này không khỏi làm hắn có chút kỳ quái, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiểu tử kia không muốn cứu ba người kia chứ? Không thể nào, bọn họ thế nhưng là cùng hắn cùng đi, hẳn là thân cận người A. Nghĩ như vậy, chân trời lại bay tới ba đạo nhân ảnh, lại chính là mới vừa rồi ba cái kia đi bắt người trưởng lão trở về. Tông chủ thấy một lần, bất giác hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, nhanh đem ba người bọn hắn cột vào cái này trên cây cột, một hồi chúng ta tới chàng dẫn quân vào cuộc. Vâng, cái kia ba tên trưởng lão cười to một tiếng, liền bỗng dưng dơ lên ba người bay đến cái kia cây cột bên cạnh, đem bọn hắn vững vàng cố định tại trên trụ đá. Hắc hắc hắc, lần này, tiểu tử kia muốn xong đời. Một lão giả một bên buộc chặt, một bên nhếch miệng tà tiếu, Lục Phương gia nghe lại là nhất thời giận dữ, hung hăng một chân đá hắn trên bụng, mắng to lên tiếng, đánh rắm, một đám nhát gan bọn chuột nhắt, các ngươi cũng xứng tính kế Trác tiên sinh. Đụng, một cước kia bị đá vừa nhanh vừa mạnh, tên lão giả kia tuy là hóa hư cao thủ, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lại cũng là bị cái kia Lục Phương gia bị đá thân thể nghiêng một cái. Nhất thời thình lình hướng cái kia hoa bên trong rớt xuống. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nhất thời hít sâu một hơi, hoảng hốt lên tiếng, cẩn thận. Kít! Hạ xuống thân thể nhất thời trì trệ, trưởng lão kia tại hoàn toàn rơi xuống tiến cái kia hoa trong tích tắc, trong nháy mắt ngừng lại thân hình. Chỉ là dù vậy, hắn một trương vừa mới còn cười đùa mặt mo, giờ này khắc này dĩ nhiên đã hoàn toàn biến đến rất trắng lên. Ngay sau đó, hắn phiêu hốt tới lui thân thể. Lần nữa hiện lên, quay đầu nhìn một chút dưới thân vạn hoa bụi, lại là không lý do đến, đầy đầu mồ hôi lạnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Còn lại mọi người thấy hắn rốt cục lại là bay lên, cũng là nhìn không được thở dài một hơi, yên lòng, sợ bóng sợ gió một trận. Hắn nãi nãi thằng con hoang, vừa mới kém chút hại chết lão tử. Ba một tiếng, người kia phi lên chuyện thứ nhất cũng là vung tay cho Lục Vương ra một bạt tai, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Khóe miệng xẹt qua một tia đỏ tươi, Lục Phương gia hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lại là không có một tia khiếp đảm, chỉ có ngập trời phẫn hận. Thật sâu nhìn lấy cái kia Lục Phương gia, không biết tại sao, lão giả kia vậy mà theo trong mắt của hắn, nhìn ra một cỗ khắc cốt ghi tâm hận ý, thậm chí lão giả kia nhìn không được, muốn như vậy giải quyết tiểu tử này. Bởi vì hắn đã phát hiện, tiểu tử này trong mắt phẫn hận, hoàn toàn cũng là loại kia uống máu, cắn thịt, không đội trời chung cừu hận. Như là không thể nhanh chóng giải quyết, hắn tâm lý cũng sẽ bất an. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống, dù sao tiểu tử này hiện tại là con tin, tùy tiện giết không được. Ngự thú tông chủ xem bọn hắn liếc một chút, suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đem bọn hắn miệng đều che lại, miễn cho một hồi mật báo, để kế hoạch chúng ta phí công nhọc sức. Tốt, tông chủ, bất giác nhẹ hừ một tiếng, lão giả kia lạnh lùng nhìn Lục Vương ra liếc một chút. Liền tại hắn giữa cổ một chút, Lục Vương gia nhất thời không thể nói chuyện, chỉ có trong mắt phẫn hận vẫn như cũ. Còn lại hai người, cũng là như thế như vậy, phong ngôn ngữ chỉ có thể. Đến tận đây, cái kia tông chủ mới yên tâm, sau đó tiếp tục gọi người đi phía trước tìm hiểu. Chỉ chốc lát sau, thám tử trở về vội vàng nói, tông chủ, tiểu tử kia. Tiểu tử kia đến. Tốt, rốt cục mắc câu, ha ha ha, không khỏi cười lớn một tiếng. Cái kia tông chủ vung tay lên, lui hai bên, các ngươi tất cả đều giấu đi, đừng để hắn phát hiện. Khẽ gật đầu, mọi người cùng nhau hướng bốn phía lui tản mát, chỉ là cho dù tại lui tán trước, bọn họ vẫn như cũ mười phần cẩn thận, không được đụng đến cái kia hoa một chút. Đã nhìn ra bên trong kỳ quặc, Liên Nhi ba người liếc nhìn nhau, đều là cau mày. Rất rõ ràng, đây chính là bọn họ hướng Trác Phàm gài bẫy a. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nghĩ ra như thế nào nhắc nhở Trác Phàm phương pháp, nhưng ngửi một tiếng phá bầu trời vang lên, Trác Phàm cái kia thân ảnh quen thuộc, đã là nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngăn cách hoa, xa nghiêng nhìn bọn họ. Ánh mắt bất giác hơi hơi mị mị, đứng ở giữa nhất trên bệ đá ngự thú tông chủ, không khỏi tà cười một tiếng, chỉ ba người nói, Trác Phàm, người rốt cục đến, muốn cứu bọn họ mệnh sao? Không muốn. Muốn liền tốt. Vậy ngươi nhưng muốn, Trác Phàm trả lời rất quả quyết, thế nhưng là cái kia ngự thú tông chủ đã nghĩ kỹ lý do, lại là nhất thời không có quẹo góc mà đến, đang muốn thuận lý thành trương đáp lời, lại là nhất thời sững sờ, ngữ tiếp theo trệ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trác Phàm, cả kinh nói, a, ngươi nói cái gì, không muốn,
chính mặt mũi tràn đầy lo lắng Lục Vương gia bọn họ, cũng là nhất thời sững sờ, ngây ngốc nhìn về phía Trác Phàm, trong đầu hồi bất quá chỗ cong tới. Ách, Trác đại ca, người vừa mới có phải hay không trả lời quá nhanh, không có qua não tử a, muốn hay không lại trả lời một lần. Cái kia tông chủ cũng là ý nghĩ này, vội vàng nói, Trác Phàm, ngươi đừng vội trả lời, phải biết, bọn họ thế nhưng là ngươi người thân nhất người. Người nào nói cho ngươi? Ây, ngữ khí bất giác trì trệ, cái kia tông chủ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, cho dù không phải thân cận người, vậy cũng nhất định là bằng hữu. Người nào nói cho ngươi? Không khỏi gãi đầu một cái, Trác Phàm vẫn như cũ thờ ơ nói. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy. Cái kia tông chủ đã chịu không được, hét lớn lên tiếng, vậy các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, khẳng định không giống bình thường a, ngươi khẳng định muốn cứu bọn hắn đi. Không, tầm thường rất, ba người bọn hắn bên trong, có hai cái chỉ có vài lần duyên phận, còn có một cái mới nhận biết không đến một ngày. Phiêu hốt nhìn về phía cái kia tông chủ, Trác Phàm mặt không biểu tình, đạm mạc lên tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sâu bao nhiêu giao tình. Bọn họ theo ta. Là bọn họ cứng rắn đạt được thành tựu, mọi người mục đích đều không nhất trí, chỉ có thể coi là cái kết bạn người xa lạ đi. Thân thể nhịn không được hung hăng rung động, cái kia tông chủ tức giận đến phổi đều muốn nổ, bất khả tư nghị nói, vậy ngươi truy tới làm gì, không phải muốn cứu bọn hắn sao? Cứu bọn họ, không nghĩ tới. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm một tay tóm lấy trong tay hoa tinh linh nói, ta không phải theo ngươi nói a, ta đang tìm các ngươi nơi này tu luyện bảo địa. Ta chỗ này có một cái hoa tinh linh, hẳn là từ nơi này đi ra ngoài. Hiện tại, ta chính là một đường tìm lấy tới còn các ngươi đem bọn hắn kiếp ở đâu, ta còn thực sự không quan tâm. Phốc, cái kia ngự thú tông chủ một miệng lão huyết kém chút phun ra, làm nửa ngày, người căn bản không quan tâm ba người này tánh mạng a, thua thiệt bọn họ trăm phương ngàn kế đem người bắt đến, thiết chí mồi nhử. Thực người ta căn bản chính là vì cái này động thiên phúc địa đến. Mình trực tiếp tại cái này bố bẫy dập không là được à, còn làm lớn như vậy mánh khóe làm gì? Vừa nghĩ đến đây, cái kia tông chủ nhìn không được hung hăng gõ gõ đầu, trong lòng không còn gì để nói. Cột vào ba cây cột lên liên nhi ba người, giờ này khắc này lại so cái kia tông chủ càng im lặng rất, nguyên lai ba người bọn họ, tại Trác Phàm tâm lý địa vị gì đều không có, liền để hắn cứu tư cách đều không có a. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người lại có chút chua xót lên. Ở chung một đường, không là bằng hữu cũng là người quen a, cái này nha cũng quá vô tình. Không có để ý trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm chỉ là hai bên nhìn một chút về sau, vừa nhìn về phía tông chủ chỗ đó, thản nhiên nói, chắc hẳn nơi này chính là ta muốn tìm địa phương, các ngươi ở chỗ này cũng nên bố trí mai phục. Không khỏi một hồi ta làm việc lúc bị quấy rầy, vẫn là trước đem các ngươi xử lý rồi nói sau. Nói, Trác Phàm đã là trong mắt lạnh lẽo. Nhất thời đạp chân xuống, liền hướng cái kia tông chủ tiến lên. Chờ một chút, ngươi không để ý bọn họ chết sống à, ta chỗ này nhưng là có con tin. Không khỏi giật mình, cái kia tông chủ giống to lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm không chút phật lòng, ngươi vừa mới là điếc a, trong tay ngươi, từ đâu tới con tin. Bạch, một đạo đen nhánh hào quang lóe lên. Trác Phàm trong tay đã là xuất hiện cái kia thanh làm người chấn động cả hồn phách ma kiếm, một kiếm chém tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, cái kia tông chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng phi thân trốn một chút. Hiu, đen nhánh kiếm mang lướt qua trung ương cầu thang đá, nhưng ngửi một tiếng răng rắc giòn vang, ba cái thạch trụ đã là đột nhiên từ giữa đó đứt gãy, hướng trung gian ngã xuống. Liên nhi ba người giật mình, sắc mặt hoảng hốt, há miệng muốn gọi, lại là kêu không được. Thế mà, đụng một tiếng, ba cái thạch trụ đụng nhau, nhất thời lại thần kỳ lại chi ở. Ba người lúc này mới thở dài ra một hơi, an tâm lại. Tuy nhiên bọn họ không biết cái kia hoa bên trong có cái gì, nhưng liền hóa hư cường giả đều sợ đồ chơi, bọn họ lại sao dám tùy tiện rơi vào bên trong, đây không phải là muốn chết sao. Mà cái kia tông chủ gặp Trác Phàm cử động lần này cũng là nhịn không được giật mình, rốt cục xác định, cái này nha thật không quan tâm ba tính mạng người. Đột nhiên trong lòng một trận hối hận. Hắn trăm phương ngàn kế bắt tới này ba tên phế vật, đến tột cùng có làm được cái gì? Nhưng là bây giờ hắn hối hận đã không kịp, Trác Phàm dưới chân ánh sáng màu vàng lóe lên, đã là cấp tốc hướng hắn nơi này vọt tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, cái kia tông chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng thân thể lắc một cái,
thả ra bản thân thần hồn, đúng là một cái một đỏ một lam, hai loại nhan sắc hợp lại cùng nhau vỏ sò. Mà cái này vỏ sò dài hơn 3 trượng, giống như một mặt cự thuẫn giống như, nhất thời ngăn tại Trác Phàm trước mặt. Âm dương song tử bối. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm lúc này xông lên, chém xuống một kiếm, răng rắc một tiếng, liền đem cái kia vỏ sò chém thành hai nửa. Thế nhưng là theo cái kia vỏ sò bị bổ ra, cũng cấp tốc hóa thành lấm ta lấm tấm, biến mất không thấy gì nữa, như thế rất thưa thớt thú hồn a. Nói, Trác Phàm nhìn xuống dưới, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, cái kia tông chủ đã là cuống cuồng bận bịu hoảng hướng phía dưới lao xuống. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm vừa nhấc chân, nhất thời lao xuống hướng phía dưới đuổi theo, ha ha ha. Âm dương song tử bối, là cực kỳ hy hữu huyễn thú thần hồn, thật không biết ngươi tại trong hốc núi này, là làm sao ngưng tụ thành. Tuy nói cái này thần hồn mỗi lần thả ra, nhất định một cái giả thân thể, một cái chân thân. Giả thân thể không diệt, chân thân không xuất hiện, có thể tính là một loại bình chướng cùng kết giới. Có thể làm cho mình công nhưng là ẩn núp, lui nhưng là chuồn đi, thuận buồm xuôi gió. Nhưng là muốn ngưng tụ một cái giả thân thể muốn hao phí nguyên lực thế nhưng là tương đương to lớn, người đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu đây, hừ hừ hừ. Mẹ nó, cái này âm dương song tử bối thần hồn tại Tây Châu thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, ngươi làm sao lại giải đến rõ ràng như vậy, so ta người tu luyện này còn rõ ràng. Không khỏi giật mình, cái kia tông chủ lúc này không cam lòng quát mắng lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng. Trác Phàm giữ tợn nói, bởi vì lão tử kiến thức rộng rãi a, sơn pháo. Vừa dứt lời, Trác Phàm đã là lại một cái dậm chân, trong nháy mắt bắt kịp cái kia tông chủ trước người, một kiếm hung hăng hướng hắn đâm tới. Trong mắt không khỏi co rụt lại, cái kia tông chủ trong lòng hoảng hốt, không khỏi lần nữa thân thể lắc một cái, lại thả ra một cái vỏ sò cản ở trước mặt hắn. Chính mình thân hình, thì trong nháy mắt ẩn tại sau lưng, biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm không chút phật lòng, nhấc kiếm nhất bổ, ba một tiếng, nhất thời lại đem cái kia vỏ sò đánh nát. Thế nhưng là lần này, lại là cùng vừa mới khác biệt, theo kiếm kia đạo bổ thế, Trác Phàm không có dừng, bỗng dưng liền đem cái kia ma kiếm bổ tới hoa bên trong. Đột nhiên ở giữa, Trác Phàm thân thể lắc một cái, bất giác giật mình, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ đây chính là bọn họ bẫy dập. Bởi vì hắn đã cảm thấy một kiếm này bổ đi vào về sau, tựa như nhập đầm lầy giống như, lại khó rút ra. Mà cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang, Trác Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén phi cước, bỗng nhiên đạp đến trên lưng hắn, nhất thời liền để hắn thân thể một nghiêng, hoa một chút thì rơi vào cái kia hoa bên trong. Phốc, giống như chìm vào trong nước, cái kia hoa dường như trên đại dương bao la gợn sóng đang không ngừng chập trùng, hướng bốn phía tản ra ngoài. Trác Phàm giãy giụa lấy bò lên, lại là chợt thấy, toàn thân mình trên dưới bị từng tầng đen nhánh cáu bẩn chỗ vây quanh, mà lại thân thể cũng đang không ngừng chìm xuống. Hắn muốn phi lên, lại là chợt cảm thấy một trận bất lực, dường như dưới đáy có cái gì lôi kéo hắn giống như, đang không ngừng đem hắn kéo xuống. Mà trên đầu của hắn, là cái kia ngự thú tông chủ hưng phấn lại nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, người tiểu tử thúi này, rốt cục vào bẫy. Hắc hắc hắc, ngươi không phải là muốn tìm chúng ta động thiên phúc địa sao? Đàng hoàng nói cho ngươi, nơi này chính là, phàm là nhập cái này thâm uyên đầm lầy người, coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có người có thể sống thêm lấy đi ra. Ngươi song long hội này đệ nhất nhân, giết chúng ta rất nhiều đệ tử trưởng lão hỗn tiểu tử, thì ngoan ngoãn mệnh tang nơi đây đi. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm cúi đầu nhìn một chút dưới thân tình cảnh, sắc mặt cũng là nhìn không được trầm xuống. Ừng ực ừng ực ừng ực. Cuồn cuộn bọt khí đang không ngừng hướng lên sôi trào, từ khi Trác Phàm rơi vào cái này đầm lầy về sau, hắn liền phát giác hắn bốn phía đột nhiên vang lên một chuỗi dài bọt khí, càng không ngừng tại đầm lầy mặt ngoài nổ tung. Hắn quần áo trên người, tựa hồ cũng tại cái này bùn trong đầm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu mất lấy. Dường như hắn rơi vào một cái cự nhân trong dạ dày, đang không ngừng bị người kia dịch vị tiêu hóa giống như. Không tốt. Cái này đầm lầy lại có như thế mạnh ăn mòn lực, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cả người đều muốn bị hóa không. Trong lòng bất giác trầm xuống, Trác Phàm cuối cùng lộ ra ít có ngưng trọng khuôn mặt, giãy giụa một hạ thân, muốn phá đầm mà ra, lại là làm sao cũng làm không được. Cái kia đầm lầy không chỉ có rất mạnh ăn mòn lực, thậm chí còn có cực kỳ mạnh mẽ thẩm thấu lực.
Ngay tại hắn rơi vào cái này đầm lầy trong tích tắc, những thứ này cáu bẩn đã là như keo đồng dạng, trong nháy mắt dính trụ hắn thân thể, để hắn không tránh thoát. Mà lại những thứ này bùn nhão cũng tại cái này chỉ một thoáng, đã theo hắn ra thịt, xâm nhập vào hắn trong gân mạch, bỗng dưng liền để hắn nguyên lực lại khó vận hành mảy may. Hắn muốn giãy giụa, lại là nửa phần khí lực không sử dụng ra được, chỉ có thể như một cái không biết bơi người rơi xuống nước giống như, càng không ngừng hoạt động, lại là không có nửa phần chứng dùng. Cái kia ngự thú tông chủ Lăng không nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi đắc ý cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử thúi, khác uổng phí tâm cơ, từ xưa đến nay rơi vào cái này trong đầm người, còn không có người nào có thể còn sống đâu. Ngươi thì ngoan ngoãn biến thành cái này trong đầm phân bón, đàng hoàng cho ta chìm vào đáy đầm đi. Ngô ngô ngô, Liên Nhi bọn họ, nhìn lấy Trác Phàm như thế giãy giụa lâm nạn bộ dáng, không khỏi cũng là trong lòng khẩn trương, há miệng kêu to, lại là bởi vì bị phong thanh âm, làm sao cũng kêu không được. Hừ, ngươi cho rằng cái này không quan trọng vũng bùn, thì có thể tóm đến ở ta sao? Thân thể đã một nửa rơi vào cáu bẩn bên trong, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ về sau, lại là nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng lên tiếng, ngự thú tông chủ, đừng đem ta như trước kia rơi vào tay ngươi những phế vật kia đánh đồng, muốn mạng của lão tử, ngươi chỉ là một cái ngự thú tông, còn không có tư cách này. Vừa dứt lời, nhưng ngửi ông một tiếng vang nhỏ, một đạo rõ ràng không gian ba động đột nhiên hướng bốn phía tản ra. Cái kia ngự thú tông chủ không khỏi thân thể chấn động, sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên chăm chú nhìn về phía Trác Phàm bên trong, trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Xác thực, Trác Phàm cùng tầm thường cao thủ khác biệt, thần chiếu cảnh lúc liền có thể nắm giữ viễn siêu hóa hư cao thủ thực lực, cái này chỗ nào là người bình thường có thể làm được sự tình đâu. Cho nên, hắn đối Trác Phàm thực lực cũng 10 phần coi trọng, thà rằng đánh giá cao, cũng tuyệt không đoán thấp. Tuy nhiên hắn đối với mình cái này thâm uyên đầm lầy rất có lòng tin, nhưng đúng là không có thể hoàn toàn khống chế lại Trác Phàm điểm này, vẫn không thể phớt lờ. Kết quả là, hắn cũng là chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó không thả, chau mày, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nếu là tiểu tử này coi là thật có thể trốn tới khả năng, hắn nhất định phải lập tức làm ra hành động, thừa dịp hắn không có đi ra trước, lập tức bỏ đá xuống giếng, đem hắn lại ấn đi xuống, cắt không thể để quái vật này lại chạy thoát. Cái kia hẳn là bọn họ cả cái tông môn tai nạn. Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm bên trong, ngự thú tông tay phải bên trong đã tràn đầy mồ hôi. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trong lòng hét lớn một tiếng, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, đột nhiên lóe qua một đạo vầng sáng màu vàng óng, khóe miệng cũng là liệt lên một đạo nụ cười tự tin. Tuy nhiên cái này vũng bùn đem hắn nguyên lực phong, nhưng là cái này không minh thần đồng lại là dùng lực lượng nguyên thần khu động. Chỉ cần hắn thay hình đổi vị thành công, trong nháy mắt liền có thể thoát ly khổ hải. Ong ong ong. Không gian ba động chấn động càng lúc càng lớn, Trác Phàm thân thể cũng là bắt đầu mở đi, tựa hồ lập tức liền muốn không gian lệch vị trí. Cái kia ngự thú tông chủ thì là mi đầu lắc một cái, song quyền chăm chú nắm lại, cho dù không biết Trác Phàm đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Đụng. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng bạo hưởng đột ngột đến phát ra, trận kia vô hình không gian ba động, đúng là trong nháy mắt bạo phá ra. Mà Trác Phàm phải đồng tử chi bên trong vầng sáng màu vàng óng, cũng là im bặt mà dừng, mất đi hào quang óng ánh. Trác Phàm luôn luôn dựa vào làm ngạo không minh thần đồng, lần đầu mất đi hiệu lực. Cái này sao có thể? Trong mắt bất giác hung hăng co rụt lại, Trác Phàm nhịn không được kêu lên sợ hãi, tiếp lấy vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, xem chính mình thức hải. Lại là đột nhiên giật mình, chẳng biết lúc nào, cái kia cáu bẩn vậy mà xâm lấn hắn thức hải, thậm chí cái kia thiên long hồn lên đều nhiễm phải cái kia mảnh cáu bẩn, vô luận như thế nào vung đuôi, đều thoát khỏi không rơi. Hắn lực lượng nguyên thần, lại cũng bị mảnh này vũng bùn cho phong ấn chặt. Bỗng nhiên, Trác Phàm triệt để mắt trợn tròn, nhìn xem dưới thân cái kia đen nhánh vũng bùn, mi đầu sớm đã ngưng tụ thành một cái vấn đề, trong mắt trừ ngưng trọng cũng là thật sâu nghi hoặc. Thứ này đến tột cùng là cái quái gì, tuyệt vật phi phàm, phàm giai không có khả năng có quỷ dị như vậy đồ vật, chẳng lẽ là. Bỗng dưng, Trác Phàm lần nữa nhớ tới Long Tổ lúc trước nói, thiên địa phong huyệt đều cùng thánh vực tương liên, chẳng lẽ đây là thánh vực chảy qua đến đồ vật. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng một trận hối hận, ai thán liên tục. Chủ quan, bởi vì cái này ngự thú tông chỉ là một cái hạ tam tông thì chủ quan. Không nghĩ tới hắn cái này một mật cảnh,
cùng Thái Thanh Tông thiên địa mật cảnh hoàn toàn khác biệt. Thái Thanh Tông đó là phúc địa, thích hợp tu luyện, nó đây cũng là hiểm cảnh, dày đặc rơi xuống đất ngục. Mà lại hai địa phương này, mặc kệ là phúc địa vẫn là hiểm cảnh, đều là thánh vực cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, tại cái này bùn nhão bên trong, cho dù thực lực siêu phàm nhập thánh, cũng rất khó thoát khốn. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong lòng càng là ai thán, bất đắc dĩ dao động cái đầu, tùy ý thân thể tiếp tục hướng xuống lặn xuống, lại là bất lực. Mà thấy tình cảnh này, cái kia Ngự Thú Tông chủ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là đại hỉ, nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử thúi khoác lác không làm bản nháp, vừa mới ở nơi đó không ngừng trang bức, còn thật đem lão tử cho hù sợ. Lão tử còn thật sự cho rằng ngươi có biện pháp nào thoát khốn, không nghĩ tới chỉ là xính miệng lưỡi chi biện a. Nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là một phàm nhân, sao có thể đào thoát đến bản tông cái này thâm uyên đầm lầy. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm không có nói thêm câu nào, chỉ là thân thể còn đang không ngừng hạ xuống, cuối cùng toàn bộ thân thể đều rơi vào bùn trong đàm, biến mất không thấy gì nữa, không còn có đi ra. Chỉ có cái kia không ngừng hướng lên bốc lên bọt khí, cho thấy Trác Phàm thân thể đang bị cái này đầm lầy cho tiêu hóa hòa tan lấy. Ngô ngô ngô, Liên Nhi bọn họ mắt thấy toàn bộ tràng diện, sớm đã gấp khàn giọng giống to, mặc dù không có thanh âm, nhưng mỗi người bọn họ sắc mặt đều đã tăng đỏ bừng, trên đầu một đạo gân xanh tại cuồn cuộn bạo lấy, trong mắt từ lâu lệ quang yêu kiều. Ưng ực ưng ực ưng ực, ưng ực ưng ực, ưng ực. Theo đầm lầy bên trong thăng lên bọt khí từng cái bốc lên, dần dần biến thiếu, sau cùng rốt cục hoàn toàn biến mất. Xem ra tiểu tử kia đã hoàn toàn bị tiêu trừ không, ha ha ha. Thật sâu nhìn lấy chỗ đó, cái kia tông chủ gặp cái này đầm lầy lần nữa biến đến bình tĩnh, không khỏi hài lòng gật đầu, tiếng cười khẽ nói, tất cả mọi người ra đi, tiểu tử kia đã bị bản tông giải quyết. Bá bá bá, từng tiếng tiếng xé gió vang lên, theo bốn phía rừng cây ở giữa, đột nhiên thoát ra từng đạo hắc ảnh, lại đều là vừa vặn mai phục hướng bốn phía Ngự Thú Tông cao tầng. Giờ này khắc này, nhìn thấy Trác Phàm cái này một sát tinh cuối cùng rơi vào cái này đáng sợ đầm lầy chết, không khỏi đều là cao hứng bừng bừng, vui mừng khôn xiết, lần nữa gom lại tông chủ trước người, một trận hô quát thổi phồng. Tông chủ thật sự là chí dũng song toàn a, lược thi tiểu kế, liền đem tiểu tử này cầm xuống, bội phục, ha ha ha. Tông chủ, chúng ta đem Ma Sách Tông cái này lớn nhất phản tông đệ tử tru sát, cái kia Tà Vô Nguyệt có phải hay không cái kia lại nhiều cho điểm chỗ tốt ha. Không sai không sai. Tông chủ đây chính là đang vì bọn hắn Ma Sách Tông trừ gian, chắc là lại nhiều hướng cái kia Tà Vô Nguyệt đòi hỏi 1000 thánh linh thạch mới được, không phải vậy có lỗi với chúng ta như thế tổn thất thảm trọng. Nguyên bản hơn 200 hóa hư cao thủ, bây giờ lại chỉ có 100 vừa ra đầu a. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau hẳn là, không sai không sai. Đúng vậy a. Không tệ, câu nói này nói đến có lý. Hôm nay ta tông sở hữu tổn thất đều nên từ hắn Ma Sách Tông bồi giao mới là. Cái kia tông chủ cũng là đạm mạc gật đầu, rất tán thành, bất quá trước đó, còn có 3 ngày cũng là ngày trăng rằm, chúng ta Ngự Thú Tông mỗi tháng một lần trăng lưỡi liềm đầm tắm rửa sạch thân đại lễ thời điểm. Mọi người cũng biết, một ngày này tại trăng tròn chiếu dọi xuống, phương này vũng bùn hội hóa thành một cái đầm thanh tuyền, linh khí nồng đậm vô cùng. Chúng ta ở đây sạch thân tu luyện. So với ngày bình thường thế nhưng là làm ít công to, cũng có gột rửa thân thể tạp chất công hiệu, chính là mỗi tháng chúng ta đều không thể bỏ lỡ lễ lớn. Cho nên cái này cùng Ma Sách Tông đàm phán, vẫn là sau 3 ngày, bản tông lại thân đi thôi. Thật sâu liền ôm quyền, mọi người khom người lĩnh mệnh, cần tuân tông chủ chi mệnh. Tông chủ, cái này 3 cái tiểu quỷ làm sao bây giờ? Lúc này, một tên trưởng lão nhất chỉ Lục Vương ra bọn họ, khom người nói. Mi đầu hơi hơi nhếch lên, cái kia tông chủ thật sâu nhìn cái này mặt mũi tràn đầy bi thương 3 người liếc một chút, lại là suy cười một tiếng, phất phất tay nói, trước đem bọn hắn mang về, tra rõ ràng từ đâu tới đây, làm tiếp xử trí không muộn. Đúng, tông chủ, khom người liền ôm quyền, một tên trưởng lão lĩnh mệnh đem 3 người mang đi. Ngay sau đó, bọn người cũng lần lượt rời đi nơi này, chỉ có cái kia tông chủ tại trước khi đi. Lần nữa quay đầu chăm chú chằm chằm liếc một chút cái kia bình tĩnh đầm lầy về sau, mới không khỏi suy cười ra tiếng nói, Trác Phàm, người lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng không chết ở thiên địa chính nghĩa tông cái này thượng tam tông trong tay, lại chết tại chúng ta Ngự Thú Tông trong tay, vậy đại khái cũng là lật thuyền trong mương a, ha ha ha.
Một tiếng cười khẽ, cái kia tông chủ một cái lắc mình, bỗng dưng biến mất tung ảnh, nơi này lần nữa biến đến bình tĩnh lên. Chỉ bất quá, ngay tại tất cả mọi người triệt để rời đi về sau, cái kia bình tĩnh đầm lầy bên trong, lại là ừng ực lần nữa dâng lên bọt khí, liên tục không ngừng, sinh cơ bừng bừng. Thiên ma đại hóa quyết. Đầm lầy chỗ sâu, đã chìm vào đáy đầm, toàn thân cao thấp đều bị màu đen vũng bùn bao khỏa. Trác Phàm, lại là lại bỗng dưng mở hai mắt ra, trên thân không lý do tản mát ra đen nhánh khí thể, giống như một cỗ long quyển phong bạo, điên cuồng đem bốn phía cáu bẩn toàn bộ hút nhập thể nội. Mà tại hắn sâu trong thức hải, đồng dạng bị những cái kia cáu bẩn chiếm hết thức hải, cũng là đột nhiên động. Thiên long thần hồn thân thể lắc một cái, đột nhiên hóa thành thôn thiên ma long vương, một tiếng long ngâm, thức hải bên trong cáu bẩn cũng tất cả đều hướng cái kia cự trên thân rồng tụ lại, sau đó hoàn toàn biến mất tại cái kia đen nhánh khí thể bên trong. Bỗng dưng, Trác Phàm cùng long hồn đồng thời phát lực, toàn bộ đầm lầy bùn đen, liền tất cả đều giống hải nạp bách xuyên giống như, cùng nhau tuôn hướng Trác Phàm thể nội, giống như một cái như lỗ đen, sâu không thấy đáy. Thiên ma đại hóa quyết có thể hóa thiên hạ vạn vật làm hữu dụng, cũng là không biết đến lúc đó, là ngươi này quỷ dị bùn đen ăn mòn mạnh, vẫn là ta ma đế đại hóa ma công càng hơn một bậc, hừ hừ hừ. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm hai con người bỗng dưng xẹt qua một đạo tinh quang, tà dị mà cơ trí. Ba ngày sau, mặt trời chiều ngã về Tây, đạm mạc ánh chiều tà lập tức liền muốn bị đen nhánh bầu trời đêm thôn phệ. Trong sáng trăng tròn, cũng dần dần vung vãi ra sáng ngời ánh sáng. Ngự thú tông tất cả cao tầng, lần nữa tề tụ trăng lưỡi liềm bờ đầm, cái kia tông chủ vẫn như cũ đứng ở chính giữa khối kia trên bệ đá, nhìn xem lập tức liền muốn tối tăm sắc trời, khóe miệng không khỏi lộ ra chờ mong nụ cười. Các vị vốn tông trưởng lão cung phụng nhóm, lập tức liền muốn tới tắm rửa sạch thân thời điểm, trước đó, chúng ta tới trước đem ba ngày trước xâm nhập ta tông ba cái kia tiểu quỷ lôi ra đến xem xét nhất thẩm đi. Nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, cái kia tông chủ không khỏi khẽ cười một tiếng, dương mắt liếc một cái một vị lão giả phương hướng. Lão giả kia lập tức hiểu ngầm, nhấc phung tay lên, rất nhanh liền có hai tên đệ tử đem Lục Vương gia ba người đẩy ra, ngã xuống ở trước mặt mọi người. Chậm rãi nhấc đầu đến, Lục Vương gia một mặt phẫn hận nhìn về phía mọi người, Liên Nhi bọn họ thì là có chút sợ hãi nhìn chằm chằm nơi này hết thảy, trong lòng lo sợ. Riêng là Thác Bạt Lưu Phong, càng là trong lòng hối hận, sớm biết là như thế cái hạ tràng, hắn thì cần phải mang theo muội muội mau rời khỏi mới là, hiện tại rơi vào ngự thú tông người trong tay, lại là chắp cánh cũng khó thoát. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, cái kia tông chủ lạnh lùng nhìn ba người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, các ngươi ba cái đến tột cùng là ai, từ đâu tới đây? Liếc nhìn nhau, ba người đều là trầm mặc không nói, giữ im lặng. Ha ha ha, các ngươi cho dù không nói, bản tông từ lâu phái người điều tra. Cười nhạt một tiếng, cái kia tông chủ không tiếp tục nhìn ba người liếc một chút, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía còn lại trưởng lão cung phụng nhóm, lớn tiếng nói, bọn họ phá mở kết giới kia cửa vào, trải qua Harry xài trưởng lão thăm dò, đúng là chúng ta lúc trước bố trí đầu kia mật đạo. Cái gì? Không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau thân thể chấn động, tiếp lấy chính là từng cái âm trầm mặt. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Một tên trưởng lão đã là tiến lên trước một bước, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, nói như vậy, Khuyển Nhung đám người kia đã biết đầu kia mật đạo. Cái kia hôn quân cũng biết chúng ta những năm này tại hắn địa bàn chỗ làm sự tình. Chắc là đã sớm biết ha, chỉ bất quá tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, không muốn xuyên phá mà thôi. Nhưng là bây giờ, tầng này giấy cửa sổ đã xuyên phá, ha ha ha. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia tông chủ khẽ cười một tiếng nói. Cứ như vậy, không chỉ có riêng là Khuyển Nhung xấu hổ, quan trọng chúng ta ngự thú tông danh dự cũng sẽ tổn hao nhiều. Sự kiện này như lại truyền vào Song Long Viện trong tai, thân là hộ quốc tông môn, vậy mà. Vậy liền để nó vĩnh viễn truyền không đi ra. Trong mắt tinh mang lóe lên, lão giả kia còn chưa chờ tông chủ nói hết lời, đã là hung tợn tại giữa cổ vạch một cái, cắn răng nói, cái này Trác Phàm không phải tại Khuyển Nhung xuất hiện qua a. Vậy chúng ta liền đem biết việc này người toàn đều nhất nhất xóa sạch, sau đó đẩy ở trên người hắn. Kẻ này phạm phải như thế việc ác, cướp bóc đốt giết, đồ thán sinh linh, sau cùng bị chúng ta hợp lực đánh chết, là không thể tốt hơn sự tình, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều là tán đồng gật đầu, trong mắt chớp động lên kiên định ánh sáng. Lục Phương gia nhìn lấy đây hết thảy,
lại là tức giận khó làm, nghiến răng nghiến lợi, mắng to lên tiếng, một đám ngụy quân tử, dám làm không dám chịu, ra vẻ đạo mạo. Còn nói mình là chính đạo tông môn, hừ, so sánh dưới, Trác tiên sinh so với các ngươi lỗi lạc nhiều. Một ngày nào đó, các ngươi việc ác nhất định sẽ rõ rành rành, chết không yên lành. Ngự thú tông cũng sẽ theo Tây Châu chín tông trên danh sách, triệt để xóa đi. 3. Một tiếng vang dội cái tát vang lên, một tên trưởng lão lúc này vung Lục Vương ra một bàn tay, cười lạnh nói, thằng con hoang, chỉ bằng ngươi, động động mồm mép, có cái này năng lực sao? Hừ hừ hừ. Phi. Lục Vương ra một miệng cùng dòng máu nước bọt phun ra, hai mắt đỏ thẫm, một mặt tức giận hung ác trở lấy hắn, gấp siết chặt quyền đầu, lại là bất lực. Người kia cũng là nhìn lấy Lục Vương ra một trận cười lạnh, khóe miệng xẹt qua vẻ khinh bỉ, Liên Nhi gặp này, lại là một mặt mê hoặc, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Cái kia mật đạo đến tột cùng là cái gì, tại sao muốn đem tất cả mọi người biết nó người đều trừ rơi? Chẳng lẽ liền bệ hạ cùng ta cha như thế trong triều trọng thần? Liên Nhi! Thế mà, nàng lời còn chưa dứt, một bên Thác Bạt Lưu Phong đã là hét lớn một tiếng, vội vã hướng nàng nháy mắt. Tuy nhiên hắn cũng đối cái kia mật đạo hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn lại biết một chút, đó là ngự thú tông kiêng kỵ, bất kể là ai, biết bí mật này người, đều không cách nào còn sống, bao quát những cái kia đế vương các đời, cũng là như thế. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc đó bệ hạ khẩn trương như vậy nơi này, cái này đúng là cùng ngự thú tông có quan hệ. Liếc mắt liếc Liên Nhi liếc một chút, cái kia tông chủ không khỏi suy cười một tiếng, hí ngược nói, ồ. Lại còn có người như thế hồ đồ, thì xông tới a, ta còn khi các ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu. Không, chúng ta cái gì cũng không biết, cha ta bọn hắn cũng đều không biết bên trong đến tột cùng, cho nên mời các ngươi tuyệt đối đừng liên lụy bọn họ. Vội vã lắc đầu, Liên Nhi đuổi vội xin tha. Thế nhưng là đổi lấy, lại là mọi người tại đây từng tiếng chế giễu. Lục Vương ra gặp, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nhìn Liên Nhi một cái nói. Khó được lộ ra một bộ chính trọng sự tình khuôn mặt nói, Liên Nhi cô nương, đám người này thủ đoạn độc ác, mặc kệ bọn hắn bí mật có hay không tiết lộ, phàm là tiếp xúc đến bí mật này người, bọn họ tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đây là chúng ta khuyển nhung tất cả mọi người tai nạn, ai cũng trốn không. Không tệ, ngươi nói đúng. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tông chủ suy cười ra tiếng, không quản các ngươi là ai. Tất cả cùng sự kiện này có quan hệ người đều sẽ bị diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Cái kia tông chủ cười đến rất nhẹ nhàng, nhưng là nói ra lời nói lại là khiến người ta dùng mình, giống như một cái địa ngục đao phủ, ngay tại mài đao xoèn xoẹt hướng lấy bọn hắn tới gần. Liên Nhi bọn người gặp này, không khỏi trong lòng trầm xuống, sắc mặt không tự chủ được tiêu nghỉu xuống, một mặt vẻ đau thương, khóc không ra tiếng, chẳng lẽ phụ thân lão nhân ra ông ta? Ai? Thác Bạt Lưu Phong đồng dạng nhìn không được thở dài, đầu thật sâu rũ xuống. Chỉ có cái kia Lục Vương ra, tựa hồ sớm đã ngờ tới giống như, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thì thào lên tiếng, trận này đánh bạc thua a, Trác tiên sinh ban đầu vốn có thể thắng, đáng tiếc lại bên trong đám này kẻ xấu gian kế. Kém một chút, thì kém một chút. Hung hăng cắn răng, Lục Vương ra mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Cái kia tông chủ nhìn lấy hắn, lại là một trận cười nhạo. Ngược lại vừa nhìn về phía bầu trời, lại chính gặp một vòng trong sáng trăng sáng đã là trên ánh trăng giữa trời, như lụa mỏng giống như ánh trăng, cũng chậm rãi vẩy hướng mảnh này trong vũng bùn. Xoạt! Như là băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, cái kia mảnh vũng bùn rất nhanh liền ừng ực hòa tan ra, sau đó dưới ánh trăng chiếu rọi, lập tức liền hóa thành một mảnh đầm nước trong veo, sóng ánh sáng liệt diễm, tinh khiết không tì vết, rất là duy mỹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.